Long Vương Điện, Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm. Tập 6. Chương 131 tính áp đảo thực lực. Cái gọi là tuyệt đối tính áp đảo thực lực, không riêng gì ở kỹ xảo thượng, chiến đấu ý thức thượng nghiền áp đối phương, bao gồm tự thân tố chất thượng, cũng là tuyệt đối nghiền áp. Tựa như Trương Huyền, chẳng sợ hắn bị ba người giáp công, chẳng sợ tại đây nhỏ hẹp không gian chung, hắn vô pháp làm được hữu hiệu né tránh, chẳng sợ bị người đá trúng chân bộ, đối Trương Huyền tới nói, cũng là không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại là đá trúng Trương Huyền người, giờ phút này chân cẳng đau đớn. Đương nhiên, đây cũng là Trương Huyền phóng thủy duyên cớ, nếu Trương Huyền hiện tại ý tưởng là giết chết này ba người, như vậy trước mắt này ba người, hoàn toàn không có khả năng đụng tới Trương Huyền. Giết người, cùng đánh bại người, ở đối chiến phương pháp thượng, là hoàn toàn hai loại khái niệm. Đã từng Trương Huyền ở mới vừa tiếp xúc ngầm hắc ám thế giới thời điểm, đụng phải một cái siêu cấp cao thủ, lúc ấy có người hỏi Trương Huyền, đánh bại cái này cao thủ hắn có vài phần nắm chắc, Trương Huyền trả lời là, đánh bại đối phương không có chút nào khả năng, nhưng giết chết đối phương, có 7 phần nắm chắc. Đây là giết người, cùng đánh bại người khác nhau. Cho tới nay, Trương Huyền nắm giữ, đều là giết người kỹ. Lúc này, ở trên lôi đài, Trương Huyền dựa vào, là tuyệt đối thực lực nghiền áp. Ở ngăn cản ba người tiến công sau, Trương Huyền cũng bắt đầu rồi hắn phản kích, so với này ba người, Trương Huyền phản kích, không có nhiều ít kỹ xảo tính, cho người ta cảm giác chỉ có hai chữ, trực tiếp. Một quyền chém ra, tấn mãnh, không thể chống đỡ, trực tiếp đánh trúng trước người người nọ bụng. Bị Trương Huyền một quyền đánh trúng, vừa mới còn hướng Trương Huyền huy quyền tên này thanh niên, chỉ cảm thấy dạ dày một trận nước đắng hướng về phía trước cuồn cuộn ra tới, toàn bộ thân mình dùng không ra một chút sức lực, tự nhiên cuộn đến cùng nhau. Trương Huyền lại quay người một cái tiên chân, trừ ở vừa mới chiều hắn đầu gối đâm người nọ trên người, trực tiếp đem này trừ phiên, cuối cùng một người, che lại cẳng chân, ánh mắt phức tạp nhìn Trương Huyền, bọn họ tam huynh đệ đồng thời xuống tay, không những không có cấp đối phương tạo thành một chút uy hiếp, ngược lại làm đối phương ở ngay lập tức chi gian liền đánh bên ta hai người mất đi năng lực chiến đấu, hiện tại chính mình cẳng chân, còn có chút không dùng được kính. Trương Huyền tia chớp đánh bại hai người sau, không có tiếp tục ra tay, hắn nhìn về phía người thứ ba, mở miệng hỏi, còn đánh sao? Đương, người thứ ba vừa mới chuẩn bị mở miệng. Mở cửa, chúng ta thua, hắc hồng phía sau trung niên nam nhân đứng dậy, lớn tiếng nói. Trương Huyền trước người kia thanh niên. Lộ ra vẻ mặt nhục chí biểu tình, đích xác, bọn họ đã thua, thua triệt triệt để để. Hắc Hồng đứng dậy chuyển qua tới, nhìn phía sau trung niên nam nhân, bước bình trưởng môn, lần này làm phiền ngươi. Hắc Hồng tiên sinh, này vốn chính là chúng ta cổ võ gian sự, mượn ngươi ở bên trong làm truyền lời người, nên là ta bước bình làm phiền ngươi mới đúng. Trung niên nam nhân nói một tiếng, hắn ăn mặc màu đen kiểu áo tôn trung sơn, cứng nhắc giày vải, đảo có vài phần đại sư phong phạm. Bước bình vòng qua Hắc Hồng, chiều lồng sắt đi đến. Miệng cống mở ra, ba gã thanh niên cho nhau nâng đi ra. Sư phụ, trở về nghỉ tạm đi, đối thủ thực lực rất mạnh, không trách các ngươi. Bước bình từng cái vỗ vỗ ba người bả vai, đi vào lồng sắt chung, sau chủ động đem miệng cống đóng lại, hắn cùng Trương Huyền chi gian đánh lôi, sẽ là quyết định thắng bại một ván. Bên ngoài người, giờ phút này tính hoàn toàn kiến thức tới rồi Trương Huyền có bao nhiêu cường. Đối mặt vừa mới ba gã thanh niên kia vô góc chết công kích, bình tĩnh xử lý, tia chớp đánh trả, kia một bộ động tác, giống như đã sớm diễn luyện vô số lần giống nhau nhẹ nhàng tự nhiên, giống một hồi biểu diễn tú. Lồng sắt miệng cống đóng lại, Trương Huyền cùng Bước Bình nhìn nhau mà đứng. Bước Bình đôi tay bối ở sau người, nhìn Trương Huyền, mở miệng nói, người trẻ tuổi, người như thế tuổi, liền có như vậy thực lực, sư thừa nơi nào. Trương Huyền khóe miệng một liệt, không thầy dạy cũng hiểu. Hảo một cái không thầy dạy cũng hiểu, theo lý thuyết, ngươi cũng coi như là cái thiên tài, ta làm tiền bối, đối với ngươi cũng thực thưởng thức, nhưng người của ngươi, giết ta thân sinh nhi tử, vừa mới đánh lôi chung, ngươi xuống tay cũng có chừng mực, nên không phải giết hại người mới đúng. Bước Bình đứng ở kia, ngôn ngữ bình tĩnh, lại là ở chất vấn. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, lần trước sự, ta hiểu biết một ít, người đứa con này, xuống tay tàn nhẫn, cũng không trách ta người sẽ giết hắn. Nếu hắn có thể cùng ngươi hôm nay này mấy cái đổ đệ giống nhau, xuống tay có thừa mà, cũng sẽ không chết thảm. Bước Bình không có hé răng, hắn rõ ràng Trương Huyền nói, chính mình đứa con này, tâm tính đích xác có chút không đúng, nhưng mặc kệ nói như thế nào, kia đều là chính mình nhi tử, bị người như vậy giết, chính mình có thể nào ngồi xem mặc kệ.
Bước Bình không hề ra tiếng, Trương Huyền đồng dạng không hề ra tiếng, hai người liền đều như vậy lẳng lặng nhìn đối phương. Bước Bình mới vừa có suy đoán, Trương Huyền không phải luyện thể, mà là luyện khí, hắn hiện tại liền phải cảm thụ, người thanh niên này khí, rốt cuộc mạnh như thế nào. Thời gian chậm rãi qua đi, Bước Bình hô hấp, cũng càng ngày càng trầm trọng, hắn vẫn luôn nhìn trước mắt đối thủ, ở vừa mới bắt đầu, hắn ở Trương Huyền trên người, cảm thụ không đến một chút khí thế, nhưng hiện tại, hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được, người nọ rõ ràng cái gì cũng chưa làm, nhưng liền đứng ở chính mình trước người, từ một con cừu, dần dần biến thành, một con sư tử. Phảng phất một đầu hung thú, tùy thời sẽ giống chính mình đánh tới. Trương Huyền làm cái hơi hơi giơ tay động tác, đã có thể này một cái động tác nhỏ, lại nhượng Bộ Bình có loại ngực buồn cảm giác. Bước Bình đồng tử phát sinh một trận kịch liệt co rút lại, bởi vì hắn phát hiện, một cái đặc biệt đáng sợ sự tình, khó trách vừa mới, chính mình kia đồ nhi sẽ bị người này dùng khí thế ép tới không thể động đậy. Lúc ấy Bước Bình còn ở nghi hoặc, một người tuổi trẻ người, đâu ra như vậy khủng bố khí thế, nhưng hiện tại hắn xác định, người thanh niên này, có được không phải khí thế, mà là sát khí. Khí thế, có thể thông qua rất nhiều loại phương thức tới biểu hiện, sắc bén ánh mắt, cao lớn thể trạng, trường kỳ thượng vị mà dưỡng thành uy nghiêm, loại này khí thế, sẽ làm kẻ yếu không tự giác cúi đầu. Nhưng sát khí hình thành, chỉ có một loại, giết người. Cụ thể muốn giết bao nhiêu người, không có một cái xác định con số. Bước Bình nhìn chính mình trước người đối thủ, hắn mới bao lớn. Vì sao sẽ có như vậy mãnh liệt sát khí, cường đến, làm chính mình, đều cảm thấy áp lực. Bước Bình hô hấp thô nặng, bối mạo mồ hôi, hiện tại hắn cảm giác, liền cùng phía trước kia nữ hải giống nhau như đúc, ở Trương Huyền này như có thực chất sát khí trước mặt, cảm giác chân cẳng vô lực, trong lòng thăng không dậy nổi cái gì đối kháng tâm tư, loại cảm giác này, nhượng Bộ Bình kinh hãi, này rốt cuộc là người nào? Hắn như thế nào sẽ cho chính mình như vậy cường đại áp lực, hơn nữa cái này áp lực, theo thời gian trôi qua, còn ở tăng thêm. Bên ngoài người quan sát, căn bản vô pháp nhìn ra, giữa sân hai người, ở làm cái dạng gì đánh cờ. Bước Bình cảm giác, giờ phút này chính mình, ngay cả thở dốc, đều có chút khó khăn, cái loại này ngực buồn cảm giác, càng thêm rõ ràng. Liền ở Bước Bình sắp chịu đựng không nổi thời điểm, dị biến phát sinh. Một trận chói tai di động tiếng chuông, từ lồng sắt chung vang lên. Uy, a, ta ở bên ngoài đâu, cùng Từ Huyền, thật sự, nga. Trương Huyền tiếp khởi điện thoại, ngữ khí nhanh chóng nói, theo sau đối lồng sắt ngoại phất phất tay, Từ Huyền, mau tới, ngươi tỷ làm ngươi tiếp điện thoại. Chương 132 thê quản nghiêm. Trương Huyền này một chiếc điện thoại, tiếp ở đây người đều có chút phát ngốc. Tình huống như thế nào, này phong cách cũng biến đến quá nhanh đi. Từ Huyền biểu tình quái dị từ trên chỗ ngồi đứng lên, đi đến lồng sắt trước, từ lồng sắt lan can chi gian tiếp nhận điện thoại. Uy tỷ, ân, ta cùng tỷ phu ở bên nhau đâu, hành, ta cấp tỷ phu nói, vậy như vậy. Từ Huyền ở trong điện thoại ứng vài tiếng, đưa điện thoại di động đệ còn cấp Trương Huyền. Gì sự a? Trương Huyền hỏi một tiếng. Tỷ của ta nói, làm ngươi nửa giờ trong vòng về đến nhà. Nửa giờ, Trương Huyền sắc mặt biến đổi, từ này lái xe trở về đến bao lâu? Ách, Từ Huyền suy nghĩ một chút trả lời, đại khái đến 20 phút đi. Vừa nghe lời này, Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, kia còn kịp, chờ ta đánh xong trận này, ngươi chờ hạ ta. Trương Huyền nói xong, xoay người nhìn Bước Bình. Bước Bình ở Trương Huyền tiếp điện thoại thời điểm, mới xuyến quá một hơi, cảm nhận được Trương Huyền trên người sát khí, hắn không bao giờ tưởng thể hội lần thứ hai, hắn ý tưởng, là trực tiếp ra tay, nếu ở khí thế thượng đua bất quá người thanh niên này, vậy ở khác phương diện thắng qua hắn. Bước Bình chân trái triệt thoái phía sau, làm cái cung bước, đôi tay Bình nằm xoài trên bụng trước, thở phào một hơi. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận ngươi. Xin lỗi. Lão bà của ta thúc giục ta về nhà, ta phải nhanh lên kết thúc. Trương Huyền đánh gãy Bước Bình nói, nhéo nhéo nắm tay, ngay sau đó, đạp bộ tiến lên, thẳng chiều Bước Bình phóng đi. Trương Huyền động tác, nhượng Bộ Bình trong lòng cả kinh, không khỏi kinh hô một tiếng, thật nhanh. Tiếng kinh hô vừa mới rơi xuống, Trương Huyền đã tới rồi Bước Bình thân trước, một quyền đánh ra. Bước Bình theo bản năng thân mình uốn éo, hiểm chi lại hiểm tránh thoát này một quyền, Trương Huyền nắm tay thế đi không giảm. Oanh ở Bước Bình thân sau lồng sắt thượng, kia trừng thành nhân ngón tay cái phẩm chất thép, sinh sôi bị Trương Huyền một quyền đánh uốn lượn. Bước Bình nhìn chính mình phía sau uốn lượn thép, nuốt khẩu nước miếng, này một quyền, nếu là đánh vào trên người mình,
kết cục có thể nghĩ. Một quyền chém ra, Trương Huyền cũng không có như vậy dừng tay, xoay người một cái tiên chân rút ra. Bước mình đôi tay bắt lấy lồng sắt phía trên thép, né qua Trương Huyền này một cái tiên chân quất đánh ở thép thượng, lần này không chỉ có là làm thép uốn lượn đơn giản như vậy, mà là liên tục đá đoạn bốn căn thép, mới ngừng lại được. Vừa mới, Trương Huyền vô luận là đánh bại kia nữ hài, vẫn là bước mình ba gã đồ đệ, đều có vẻ quá mức nhanh chóng, thường nhân chỉ có thể nhìn đến cái kết quả, nhưng lại nhìn không tới chi tiết, nhưng hiện tại, bọn họ nhìn đến Trương Huyền này một quyền một chân uy lực sau, cơ hồ mỗi người, đều theo bản năng run lập cập, đồng thời suy nghĩ, này một quyền một chân nếu là đến chính mình trên người sẽ thế nào? Khả năng trực tiếp sẽ bị đánh chết đi. Trương Huyền miệng một liệt, nhà một mắng, lại lần nữa chiều bước bình phóng đi. Đình 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 đình, bước bình thấy Trương Huyền kia lao tới động tác, vội vàng dùng tay trái ngón trỏ chỉ hướng tay phải lòng bàn tay, không đánh, không đánh, ta nhận thua. Hiện trường nhiều người như vậy nhìn, bước bình tốt xấu cũng là bốn cực môn môn chủ. Như vậy nhận thua, hắn nội tâm cũng là cực kỳ không tình nguyện. Nhưng không tình nguyện lại có thể làm sao bây giờ, Trương Huyền vừa mới kia hai hạ, hắn có thể tránh thoát đi, toàn bằng vận khí, tiếp theo, bước bình liền không biết có hay không may mắn như vậy, ở Trương Huyền thế công hạ, hắn liền đánh trả cũng không dám. Nhận thua, hành, ta đây liền đi rồi. Trương Huyền vừa nghe lời này, lập tức thu tay lại, vội vàng vội kéo ra lồng sắt hàng rào, đi ra ngoài, vừa đi vừa tiếp đón Tử Huyền. Mau mau mau, đi lái xe, cho ta xem hạ, còn có bao nhiêu thời gian dài. Tỷ phu, còn có 29 phút, không cần phải gấp gáp. Cấp, ta giống sốt ruột dạng sao? Gia đình này của ta địa vị, khả năng sốt ruột sao? Trương Huyền lớn tiếng nói, hướng trốn đi bước chân, lại không thấy một chút thả chậm, như cũ dồn dập, chạy chậm liền ra quyền tràng. Ngồi ở chung quanh xã đoàn các đại lão, đều trừng lớn đôi mắt, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Như vậy cường đại đáng sợ một cao thủ, thế nhưng là cái. Thê Quản Nghiêm. Hàn Ôn Nhu nhìn Trương Huyền kia vội vàng vội bộ dáng, trong mắt xuất hiện một tia cô đơn, nhưng cũng liền chợt lóe rồi biến mất. Hắc lão đại, lần này đánh lôi, tính chúng ta may mắn. Ha ha, anh hùng xuất thiếu niên, anh hùng xuất thiếu niên a. Hắc Hồng giơ ngón tay cái lên. Trương Thành mấy người, cũng đi theo Trương Huyền, đứng dậy nhanh chóng chiều ngầm quyền bên ngoài đi đến. Hổ Ca đám người. Xem Trương Huyền đi được vội vàng, ra quyền tràng, trong lòng đại tùng một hơi, nhìn dáng vẻ, lần này sự, hẳn là liền như vậy bóc qua, như vậy một cao thủ, khẳng định sẽ không lại quay đầu lại tìm chính mình phiền toái mới đúng. Bọn họ cái này ý tưởng mới vừa sinh ra, liền thấy đã rời đi quyền tràng Trương Huyền, lại mang theo Trương Thành đi mà quay lại. Đúng rồi, quên nói một sự kiện, cái kia gọi là gì Long Ca Hổ Ca, ta này tiểu huynh đệ trễ chút sẽ đi tìm các ngươi thảo cái cách nói. Ngàn vạn đừng làm ta thất vọng. Nói xong, Trương Huyền lại quay đầu chạy. Long Ca đám người liên tục gật đầu, bồi thượng một trương gương mặt tươi cười, nhất định, nhất định. Bọn họ tươi cười, so với khóc khó coi nhiều. Trên đường trở về, Trương Huyền lái xe, một đường mãnh nhấn ga, trên xe người nhìn Trương Huyền này phúc nôn nóng bộ dáng, che miệng trộm nhạc, này nơi nào còn có một chút vừa mới đại sát tứ phương cao thủ dạng sao. Đúng rồi Tử Huyền. Người vừa mới cho ngươi tỷ nói chúng ta ở làm gì không? Trương Huyền hỏi. Tử Huyền lắc lắc đầu, không có. Vậy là tốt rồi, Trương Huyền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngàn vạn không cần cho ngươi tỷ nói ta tìm người đánh nhau sự a. Ngươi liền nói, chúng ta ở trường học thư viện đọc sách đâu. Xe đến tắc tiếp nước hương, khoảng cách Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền quy định thời gian, còn có 3 phút, Trương Huyền liền tiếp đón đều không kịp đánh, trực tiếp lao xuống xe, chiều trong nhà chạy tới. Ở còn kém một phút liền đến nửa giờ thời điểm, Trương Huyền đẩy ra ra môn, trong nhà, liền Lâm Thanh Hạm một người, chính rối tung tóc đẹp, ngồi ở trên sofa, nhìn tivi. Lâm Tổng, ta đã trở về. Trương Huyền bồi một bộ gương mặt tươi cười. Ngươi hôm nay làm gì đi? Lâm Thanh Hạm xem cũng không xem Trương Huyền liếc mắt một cái, mở miệng hỏi. Đi Ngân Châu Đại học mở tọa đàm. Việc này ta biết, khai xong tọa đàm đâu? Liền cùng Tử Huyền các nàng cùng nhau ăn cái cơm chiều, chơi một hồi, sau đó. Trương Huyền nói đến này, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Lâm Thanh Hạm thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm khắc, ta không hỏi ngươi cái này. Đó là, Trương Huyền vẻ mặt nghi hoặc. Lâm Thanh Hạm đứng dậy, sửa sang lại một chút trên người thiên lam sắc áo ngủ, xoay người lại, nhìn chằm chằm Trương Huyền, ta đem thị trường bộ tôn giám đốc điện thoại cho ngươi, ngươi vẫn luôn cũng chưa cùng tôn giám đốc liên hệ đúng không? 3 ngày kỳ hạn,
còn có ngày mai cuối cùng một ngày, người chuẩn bị thế nào? Cái này à, Trương Huyền trà sát tay, cười gượng hai tiếng, hắn kỳ thật liền không nghĩ tới liên hệ thị trường bộ Tôn giám đốc, Lâm Tổng, ta này hợp tác đồng bọn đã tìm hảo, hắn hậu thiên là có thể đến. Tìm hảo, Pháp Quốc Vượt Quốc tập đoàn, Lâm Thanh Hạm sáng ngời hai tròng mắt chung, tràn ngập nghi ngờ. Chương 133 tam sự kiện. Đối mặt Lâm Thanh Hạm nghi ngờ, Trương Huyền không chút do dự gật đầu, ân, đã tìm hảo. Lâm Thanh Hạm sắc mặt có chút không vui, Trương Huyền, lần này sự tình, ta không cùng ngươi nói giỡn, ta cũng hy vọng ngươi trịnh trọng đối đãi. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không nói giỡn, đối tượng hợp tác thật sự đã tìm hảo, hậu thiên ngươi chẳng phải sẽ biết sao. Lâm Thanh Hạm vẫn là có chút không tin, một cái Pháp Quốc Vượt Quốc tập đoàn, nơi nào là như vậy hảo tìm, lại có thể ở trong vòng 3 ngày đạt thành hợp tác. Nhưng Trương Huyền đều nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể trước tin tưởng, hy vọng đi, không có việc gì, ta đi trước ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Lâm Thanh Hạm dẫm lên phấn nộn tiểu dép lê, đi lên lâu. Một đêm qua đi, nguyệt chuyển tinh di, chân trời phiên nổi lên màu trắng cái bụng. Trương Huyền như thường lui tới giống nhau, thu thập trong nhà vệ sinh sau, cùng Lâm Thanh Hạm cùng đi công ty. Trương Huyền đã hai ngày không có tới nghiệp vụ bộ, chờ hắn tới thời điểm, nhìn đến Mưa Thu chính cầm cây lau nhà, tỉ mỉ ở kia phết đất, trơn bóng trên trán che kín mồ hôi, Hồng Tỷ đám người, còn lại là ngồi ở một bên, ăn bữa sáng, thảo luận chính mình mới vừa làm móng tay, trang bữa sáng dùng túi đựng rác tùy tiện ném ở dưới chân, tiếp đón Mưa Thu đi thu thập sạch sẽ. Hồng Tỷ các nàng như vậy cách làm, hiển nhiên là ở khi dễ người. Trương Huyền đi qua đi, một phen lấy quá Mưa Thu trong tay cây lau nhà, nhíu nhíu mày, không phải cho ngươi nói tốt hảo nghỉ ngơi hai ngày sao. Mưa Thu ở công ty đã chịu bài xích cùng khi dễ, Trương Huyền cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, lần trước sự, bộ môn rất nhiều người đều đem trách nhiệm đẩy đến Mưa Thu trên người, cho rằng Mưa Thu ảnh hưởng mọi người ích lợi, nếu Mưa Thu không làm điểm công trạng ra tới, loại này xa lánh sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống. Mưa Thu nhìn thấy Trương Huyền, có chút ngoài ý muốn, Trương ca, ta chính là... Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chính là cái gì? Trương Huyền đem cây lau nhà hướng bên cạnh một ném, lôi kéo Mưa Thu tiểu tế cánh tay, đi, cùng ta chạy nghiệp vụ đi. Mưa Thu tùy ý Trương Huyền lôi kéo ra bộ môn văn phòng. Trương Huyền nhìn thoáng qua, Mưa Thu bàn tay mài ra hai cái bọt nước, hắn hỏi, người có phải hay không hai ngày này đều tới đi làm? Mưa Thu cười một chút trả lời, ta ở nhà đợi cũng không có việc gì, liền tới công ty, mỗi ngày quét tước vệ sinh, cũng rất nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng. Trương Huyền bĩu môi, liền xem Mưa Thu trên tay kia bọt nước, hai ngày liền mài ra tới, có thể là nhẹ nhàng. Mưa Thu thấy Trương Huyền đôi mắt vẫn luôn chăm chú vào chính mình trên tay, theo bản năng thu thu tay nhỏ. Trương Huyền thấy Mưa Thu bộ dáng này, thở dài, tiểu nha đầu, nhiệt tình yêu thương công tác là một phương diện, nhưng người cũng đến hiểu được biến báo, biết rõ tới công ty gì đều làm không được, còn chịu người khi dễ, vì cái gì không ở nhà đợi chờ ngày mai ký kết hợp đồng đâu. Người này có điểm mõ đầu a. Trương Huyền vươn ra ngón tay, dùng sức ở Mưa Thu trên đầu chọc một chút. Mưa Thu phun ra đầu lưỡi nhỏ, không có hé răng. Trương Huyền mang theo Mưa Thu, một bên chiều công ty ngoại đi, một bên nói, hôm nay về nhà, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, đối với công ty hợp tác hạng mục, người lại nhiều nhìn xem, ta tìm hợp tác đồng bọn, ngày mai là có thể đến lúc đó nên như thế nào đàm phán, đã có thể xem ngươi. Ân, Mưa Thu gật gật đầu. Hai người đi ngang qua trước đài thời điểm, Trương Huyền thấy được cá nhân, đúng là ngày đó hắn cùng Mưa Thu ở thương vụ dưới lầu gặp mặt đến trước đài cô nương. Trước đài cô nương cũng thấy được Mưa Thu cùng Trương Huyền. U, này đại trời nóng, còn phải đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, các người nghiệp vụ viên A, thật là mệt nhọc mệnh, một tháng kiếm không được mấy cái tiền, không có gì tiền đồ. Trước đài cô nương vừa thấy đến Mưa Thu, liền mở miệng châm chọc nói. Mưa Thu nhìn này trước đài cô nương. Không có hé răng. Trương Huyền cũng không nói chuyện, mang theo Mưa Thu đi qua trước đài, ra công ty đại môn, nghe được phía sau lại lần nữa vang lên vừa lật tiếng cười nhạo. Nhà đầu, người cùng kia nữ có thủ oán. Trương Huyền ra công ty phía sau cửa, tò mò hỏi một tiếng. Mưa Thu mặt đẹp có chút ửng đỏ, cũng không tính có thủ oán đi, nàng kêu Trung Kỳ, ở trường học cùng ta một cái phòng ngủ, phía trước thích chúng ta trường học một cái nam sinh, kết quả cái kia nam sinh ở truy ta. Sau đó đôi ta quan hệ liền. Mưa Thu nói đến này, có chút ngượng ngùng nói tiếp. Hành đi,
Trương Huyền vô ngữ gật gật đầu, đây là một ít nhỏ đến không thể lại tiểu nhân sự sao, cũng liền này đó tiểu nha đầu có thể bởi vì việc này ghi hận thượng một người. Trương Huyền híp mắt nhìn mắt đỉnh đầu, này mùa hạ thái dương, buổi sáng liền lửa nóng không được, phơi người cả người phát táo. Tiểu nha đầu, người mau về nhà đi, hảo hảo chuẩn bị một chút. Ân, Trương ca, ta đây đi trước lạp. Mưa Thu đối Trương Huyền phất phất tay, chiều giao thông công cộng trạm đi đến. Chờ Mưa Thu đi rồi, Trương Huyền xoay người nhìn mắt công ty đại môn, theo sau đi nhanh chiều công ty tương phản địa phương đi đến. Ở khoảng cách Lâm Thị không xa một gian quán cà phê chung, Trương Huyền muốn ly nhất tiện nghi tước xào, lật xem di động. Một người diện mạo soái khí thanh niên ngồi vào Trương Huyền đối diện, muốn ly trong tiệm quý nhất Lam Sơn. Bạch Trì, ta nói tiểu tử ngươi còn rất sẽ hưởng thụ, lão tử uống nhất tiện nghi, ngươi uống quý nhất. Trương Huyền bưng lên trước mặt hắn tước xào cà phê, nhìn trước mặt người. Bạch Trì cười hắc hắc, sửa sang lại hạ thân thượng Armani, lão đại, này tiền kiếm tới, còn không phải là hoa sao, ngươi theo đuổi ngươi chân ái, ta theo đuổi ta vật chất. Thiếu cấp lão tử bần, nói đi, ước lão tử ra tới có gì sự. Tam sự kiện, lão đại, Bạch Trì nói chính sự thời điểm, vui cười sắc mặt trở nên đứng đắn rất nhiều, đệ nhất kiện, lưỡi dao sắc bén người đã bố khống toàn bộ Ngân Châu thị, chuẩn bị tùy thời đối Thứ Phong xuống tay, lấy Thứ Phong thực lực. Lưỡi dao sắc bén này tam chi tiểu đội vô pháp đối nàng tạo thành cái gì uy hiếp, chẳng qua, đào quốc Lưu Sa xã người, cũng xuất hiện ở Ngân Châu, lúc trước Thứ Phong ám sát Lưu Sa xã lão đại, Lưu Sa xã vẫn luôn cũng chưa buông tha đối Thứ Phong đuổi giết, lần này bọn họ, tới không ít cao thủ. Lưu Sa xã, Trương Huyền lộ ra một mặt cười lạnh, cái này sống được cùng lão thử giống nhau tổ chức, cũng dám vượt quốc đuổi giết người. Khiến cho bọn họ đến đây đi, đến lúc đó cùng lưỡi dao sắc bén giảo làm một đoàn. Có rất nhiều người nhọc lòng, dư lại hai việc đâu. Chuyện thứ hai, về hỏa tinh thiết kế đồ, hiện tại toàn thế giới, đều ở đồn đãi, nói cuối cùng một chương hỏa tinh thiết kế đồ ở lão đại ngươi trên người, vô số thế lực đang ở hướng chúng ta tạo áp lực, hy vọng lão đại ngươi giao ra hỏa tinh thiết kế đồ. Bạch Trì nói này đó thời điểm, sắc mặt có chút khó coi. Tạo áp lực, Trương Huyền lông mày một trọn, bọn họ có phải hay không cho rằng, lần trước trận chiến ấy, ta hoàn toàn thành một phế nhân. Đúng vậy, Bạch Trì không có che giấu cái gì, hiện tại đồn đãi rất nhiều, phần lớn người đều cho rằng, lão đại ngươi ở lần trước một trận chiến, chịu thương vĩnh viễn không thể khôi phục, bằng không, lại mượn bọn họ mấy chục cái lá gan, bọn họ cũng không dám hướng chúng ta tạo áp lực. Không có việc gì, việc này trước phóng phóng, nói đệ tam kiện đi. Đệ tam kiện, về muốn sát tẩu tử người, tìm được rồi. Chương 134 Trương Huyền phòng làm việc. Muốn sát Lâm Thanh Hạm người. Tìm được rồi. Trương Huyền ánh mắt, tại đây một khắc, tràn ngập sát ý. Bạch Trì nhìn thấy Trương Huyền như vậy ánh mắt, trong lòng vì trêu chọc Trương Huyền người cầu nguyện. Người nào? Yến Kinh Tô Thị, cụ thể người, chúng ta đã nghe được, muốn trực tiếp động thủ sao? Không cần, Trương Huyền lắc lắc đầu, ta sớm chút năm cùng Hoa Hạ từng có ước định, ta người, không đến vạn bất đắc dĩ, sẽ không ở Hoa Hạ nháo ra đại động tĩnh, đi Tô Thị giết người, không phải tiểu đánh tiểu nháo. Việc này ta chính mình xử lý, các ngươi đem người nọ tư liệu chia ta là được. Hảo, lão đại, ta đây đi trước. Bạch Trì nhìn trên cổ tay kia khối Patek Philippe kim cương biểu, không chờ muốn thượng đẳng Lam Sơn phao hảo, liền đứng dậy rời đi quán cà phê. Trương Huyền nhìn di động thượng Bạch Trì phát tới tin tức, vài giây sau, đem tin tức xóa bỏ, đối phương thân phận, diện mạo, hắn đã chặt chẽ ghi tạc trong đầu, đồng thời, cấp đối phương đánh thượng một cái người chết nhãn. Mới từ quán cà phê ra tới, Trương Huyền liền thu được Lâm Thanh Hạm phát tới tin tức, mặt trên có một cái định vị tin tức. Ngươi mau tới đây, ta tại đây chờ ngươi, Milan các nàng lập tức liền đến. Trương Huyền mở ra định vị, bằng mau tốc độ đuổi tới. Lâm Thanh Hạm cấp Trương Huyền định vị địa phương, là một cái độc thân chung cư, Trương Huyền gần nhất, liền nhìn đến đang đứng ở dưới lầu đầy mặt nôn nóng Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm vừa thấy đến Trương Huyền, dẫm lên màu đen giày cao gót. Chạy chậm lại đây, đem một phen chìa khóa giao cho Trương Huyền trong tay. Đây là, Trương Huyền đầy mặt nghi hoặc nhìn này đem chìa khóa. Lầu 13 linh nhị thất, người trước đi lên, bộ dáng trang giống điểm, mau. Lâm Thanh Hạm căn bản không kịp cùng Trương Huyền giải thích, một trận liền đẩy mang xô đẩy, Trương Huyền vào hàng hiên, vô ngữ chiều lầu 13 đi đến. Mà Lâm Thanh Hạm, thì tại Trương Huyền lên lầu lúc sau, liền lái xe đi xa. Trương Huyền đi thang máy đi vào lầu 13, tìm được linh nhị thất đại môn, đem này mở ra.
Nói là độc thân chung cư, nhưng tuyệt đối là xa hoa hình, hiện ra ở Trương Huyền trước mặt phòng ốc, ít nhất có 130 bình, siêu đại phòng khách, siêu đại đơn nằm, siêu đại phòng tắm, trang hoàng xa hoa, trên tường dán tinh mỹ giấy dán tường, gia cụ tất cả đều là xa hoa hóa, mộc chế sàn nhà quét tước sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi. Phòng ốc chung còn có một gian thư phòng, Trương Huyền vừa thấy trong thư phòng đồ vật, liền biết cái này độc thân chung cư là dùng để làm gì. Kia từng trương giấy vẽ, thuốc màu, hoàn toàn chính là cấp Trương Huyền an bài giả thân phận dùng sao, nhìn phòng ở, nghĩ đến không phải Lâm Thanh Hạm ngày đầu tiên chuẩn bị, một ít thuốc màu, chuyên môn mở ra, dùng một nửa, bàn vẽ thượng giấy vẽ, cũng đã có nửa bức tranh, đắp nặn vừa lật thường xuyên có người tại đây vẽ tranh biểu hiện giả dối. Trương Huyền chỉ là đánh giá một chút cả tòa phòng ốc, còn không có tinh tế quan sát, liền nghe chuông cửa tiếng vang lên. Tới. Trương Huyền lên tiếng, đi đến phòng khách, nghĩ nghĩ, cởi ra tây trang áo khoác, chỉ mặc một cái áo sơ mi, lúc này mới mở ra cửa phòng, liền thấy Milan, Lê Nhưng, còn có Lâm Thanh Hạm tam nữ đứng ở trước cửa, trừ bỏ tam nữ ở ngoài, còn có một cái Trương Huyền không có gặp qua xa lạ nam nhân, lưu trữ rear map, chát một đầu bím dây thừng, một bộ nghệ thuật ra bộ tịch. U buồn bộ dáng có thể xưng được với là thiếu nữ sát thủ. Milan vừa thấy cửa mở, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, Trương Huyền, ngươi thật tại đây à, Thanh Hạm vừa mới còn không xác định đâu, nói ngươi gần nhất ở nàng công ty hỗ trợ, vẽ tranh thời gian đều thiếu. Ha ha, Trương Huyền cười gượng hai tiếng, ánh mắt không tự giác nhìn về phía Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm mặt đẹp ửng đỏ, sắc mặt có chút mất tự nhiên, lão công, này có cái lão bằng hữu tới, cũng là chuyên môn làm hội họa. Muốn nhìn ngươi một chút phòng làm việc. Ngươi hảo, ta là chưa dứt, trước kia cùng Thanh Hạm các nàng cùng nhau thượng đại học. Rear map bím dây thừng nam nhân hướng Trương Huyền giơ ra bàn tay. Trương Huyền cùng đối phương bắt tay, cũng làm tự giới thiệu. Trương Huyền tiên sinh, nghe rõ Hạm các nàng nói, ngươi cũng là làm hội họa phương diện này, đây là ta danh thiếp. Trương Huyền tiếp nhận chưa dứt danh thiếp, nhìn thoáng qua, thượng viết hoa hạ thi họa hiệp hội, cao cấp hội viên. Yến Kinh hiện đại hóa vẽ triển chủ tịch, này hai cái danh hiệu, đều tượng trưng cho chưa dứt ở hội họa phương diện này thành tựu. Trương Huyền, chưa dứt cũng là làm hội họa, ta cảm thấy a, hai người hẳn là có thể tâm sự, bằng không liền trước đừng vẽ, này cũng mau giữa trưa, đi ra ngoài ăn một chút gì đi. Milan đề nghị nói, chưa dứt, là Milan phía trước tìm tới, lúc ấy, Milan một lòng chỉ nghĩ vạch trần Trương Huyền, liền liên hệ chưa dứt, ở hội họa phương diện, chưa dứt là người thạo nghề. Một ít chuyên nghiệp tri thức, cũng chỉ có người thạo nghề mới có thể hiểu, nhưng lúc ấy, chưa dứt di động vẫn luôn tắt máy, Milan liên hệ không thượng, liền cấp chưa dứt đã phát cái bưu kiện, mời chưa dứt tới Ngân Châu, nói Lâm Thanh Hạm lão công cũng là làm hội họa. Milan biết, chưa dứt vẫn luôn đều thích Lâm Thanh Hạm, chỉ là không có thổ lộ tiếng lòng, chính mình như vậy vừa nói, chưa dứt khẳng định sẽ qua tới, khiêu chiến Trương Huyền, đến lúc đó, Trương Huyền tự nhiên sẽ lộ ra dấu vết. Thời gian trôi qua nhiều ngày như vậy, Milan đối Trương Huyền ấn tượng cũng đổi mới không ít, đến nỗi cấp chưa dứt phát tin tức việc này, nàng chính mình đều đã quên, kết quả hôm nay sáng sớm, nhận được chưa dứt điện thoại, chưa dứt báo cho Milan, chính mình đã đến Ngân Châu Thị, này nhưng cấp Milan hoảng sợ, vội vàng liên hệ Lâm Thanh Hạm, nói chưa dứt tưởng cùng Trương Huyền giao lưu một chút về hội họa phương diện đồ vật. Lâm Thanh Hạm nhận được Milan điện thoại sau, cũng liền đã xảy ra chuyện vừa rồi. Sở dĩ làm Trương Huyền trước tới cái này đã sớm chuẩn bị tốt phòng làm việc, Lâm Thanh Hạm dụng ý, chính là đem Trương Huyền từ phòng làm việc chung kêu ra tới, miễn cho cơm nước xong, nhắc lại nghĩ tới phòng làm việc, đến lúc đó sẽ sinh ra không cần thiết phiền toái, càng có khả năng lòi. Thấy Milan chủ động đưa ra đi ăn cơm, Lâm Thanh Hạm tự nhiên đồng ý, hành, chúng ta đây liền đi trước ăn bái, chưa dứt, ngươi là khách, mang ngươi nếm thử chúng ta này đặc sắc. Thanh Hạm, ăn cơm trước không vội. Người biết đến, ta người này vừa thấy họa liền đi không nổi, lần này có cơ hội này, như thế nào cũng đến cùng ngươi lão công giao lưu a. Chưa dứt cười một chút, nhấc chân đi vào cửa phòng, Trương tiên sinh, không ngại ta vào đi. Đương nhiên không ngại, mau mời. Trương Huyền làm một cái thỉnh thủ thế. Chưa dứt cái thứ nhất vào cửa, mọi nơi đánh giá. Lâm Thanh Hạm tam nữ thấy thế, cũng chỉ có thể trước vào nhà. Qua, Trương Huyền. Người này phòng làm việc hoàn cảnh đủ xa hoa a. Lê Nhưng nhìn chỉnh gian phòng, 13 tầng độ cao, xứng với phòng khách thật lớn cửa sổ sát đất, có thể đem lâu ngoại cảnh sắc nhìn không sót gì, dưới lầu kia thảm thực vật xanh công viên, chính là thiên nhiên cảnh đẹp. Ha ha, còn hành đi. Trương Huyền cười gượng hai tiếng,
này phòng ngoại cảnh sắc, hắn còn không có tới kịp hảo hảo thưởng thức đâu. Lâm Thanh Hạm đi vào môn, ẩn nấp lôi kéo Trương Huyền ống tay áo, nhỏ giọng đối Trương Huyền nói, ngươi từ từ tận lực tránh đi cùng chưa dứt ở hội họa phương diện giao lưu, ta tranh thủ giúp ngươi kéo, bên trong chuẩn bị kia hai bức họa, là bắt chước phiêu cách đại sư ánh sáng mặt trời cùng lâm ấm, đều là tranh sơn dầu, ngươi từ từ đừng nói kém. Chương 135 Gallery trà. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này một bộ trịnh trọng bộ dáng, cảm giác có chút buồn cười, nữ nhân này, ở xử lý mấy trăm vạn sinh ý thời điểm, đều không có hiện tại như vậy khẩn trương đi. Hảo hảo, ta đều nhớ kỹ. Trương Huyền bày cái ok thủ thế. Còn có, tranh sơn dầu bút chia làm rất nhiều loại, tóc húi cua, chăn hình, hình quạt, này đó đều là dùng làm gì, ngươi chạy nhanh lên mạng tra một chút, này đó là cơ bản nhất đồ vật. Trong phòng hai phúc tranh sơn dầu, ánh sáng mặt trời chỉ kém một ít màu lót, từ từ ngươi lấy bút tùy tiện bôi một chút thuốc màu, động tác nhẹ nhàng chậm chạp một chút liền không có việc gì, minh bạch sao? Tận lực lừa gạt qua đi, sau đó chúng ta đi ăn cơm, việc này liền tính kết thúc. Yên tâm, yên tâm, Trương Huyền nâng lên cánh tay, phân biệt đáp ở Lâm Thanh Hạm hai bờ vai, ngươi thấy ta khi nào ra quá đường rẽ. Ân, Lâm Thanh Hạm tưởng tượng, giống như công đạo cấp Trương Huyền sự tình. Hắn thật đúng là không ra quá cái gì đường rẽ. Lâm Thanh Hạm vừa mới chuẩn bị mở miệng, tưởng nói cái gì nữa, liền Vuông Lạc từ trong thư phòng đi ra. Trương tiên sinh, người trong phòng kia phúc ánh sáng mặt trời, có thể nói là triệt triệt để hoàn nguyên phiêu cách đại sư nguyên tác, người cũng thích phiêu cách đại sư tác phẩm. Đúng vậy, Trương Huyền gật gật đầu, ta cùng Thanh Hạm, chính là ở phiêu cách đại sư triển lãm tranh thượng nhận thức, phiêu cách đại sư tác phẩm, mang cho ta loại này tuyệt không thể tả duyên phận. Trương tiên sinh, ngươi thật đúng là một cái lãng mạn người a. Chưa dứt ánh mắt ở Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm trên người qua lại bồi hồi, trong mắt mang theo một mặt phức tạp thần sắc, không biết Trương tiên sinh gần nhất ở nghiên cứu cái gì, ta thấy Trương tiên sinh bị rất nhiều giấy tuyên thành, là tính toán tiến tu quốc họa. Ân, là có một chút phương diện này ý tưởng, Trương Huyền gật gật đầu, bất quá quốc họa quá mức tinh thâm, một chốc cũng khó ra thành tựu, lần này Phương tiên sinh tới, hy vọng có thể đề điểm ta vài câu. Ha ha, Trương tiên sinh quá khen, xem Trương tiên sinh kia phó ánh sáng mặt trời, hội họa bản lĩnh cũng không ở ta dưới, đâu ra cái gì để điểm không đề cập tới điểm, nếu Trương tiên sinh có thời gian, chúng ta có thể cùng đi uống gallery trà. Vừa nghe chưa dứt nói ra gallery trà ba chữ, Lâm Thanh Hạm cùng Milan đồng thời sắc mặt biến đổi, Lâm Thanh Hạm càng là liên tục cấp Trương Huyền sử ánh mắt, ý tứ là làm Trương Huyền không cần đáp ứng. Đương nhiên, tùy thời đều có thể. Trương Huyền cười. Trả lời nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hiện tại lại là cơm trưa điểm, gallery quán trà người trong hẳn là không ít, chúng ta liền hiện tại đi thôi. Mấy người liên tiếp ra chung cư, từng người ngồi trên từng người xe, Lâm Thanh Hạm mở ra nàng kia chiếc chạy băng băng GT, chở Trương Huyền, chạy ở trên đường. Người như thế nào đáp ứng hắn muốn uống gallery trà đâu? Lái xe Lâm Thanh Hạm sắc mặt có vẻ thật không đẹp. Không phải ngươi nói, mau chóng đi ăn cơm sao? Hắn nói ra, ta liền đáp ứng rồi a. Trương Huyền theo lý thường hẳn là trả lời nói. Ngươi, ai, Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, nặng nề mà thở dài, lắc lắc đầu, này cũng không trách ngươi, gallery trà thứ này, là trong nghề hoa lời nói, cũng không phải đơn thuần đi ăn cơm. Có ý tứ gì, Trương Huyền tò mò hỏi, hắn thật đúng là chưa từng nghe qua gallery trà. Cái gọi là gallery trà. Chỉ chính là một gian chuyên môn dùng để thảo luận hội họa tiệm cơm cà phê, mỗi cái tỉnh thủ phủ đều có như vậy một chỗ, gallery trà có cái quy củ, mỗi một bữa cơm, đều sẽ lấy ra một bức họa, cùng ở đây người thảo luận, phong cách, phân biệt thật giả, dám uống gallery trà người, kia đều là ở hội họa phương diện này rất có thành tựu, chưa dứt kêu người uống gallery trà, chính là tưởng ở phương diện này cùng ngươi so một lần a. Nguyên lai là như thế này, Trương Huyền như suy tư gì gật gật đầu, vẫn luôn gần nhất. Hắn tiếp xúc, đều là quốc tế nổi danh hội họa đại sư, nhìn đến cũng tất cả đều là bút tích thực, đích xác không có nghe nói qua gallery trà. Ngân Châu thị Ngải Y trên sông, có một cái cầu gỗ, kiều mặt trình màu đỏ sậm, tràn ngập niên đại cảm, dọc theo kiều đi, kéo dài qua ở Ngải Y trên sông, có một tòa nhà gỗ không lớn, cổ hương cổ sắc, lập với Ngải Y giữa sông gian, nhà gỗ phía trên, có khói bếp mù mịt, này, chính là Ngân Châu thị gallery trà. Này gian tiệm cơm cà phê, ở Ngân Châu thị phi thường nổi danh, nơi này chỉ làm thức ăn chay, hương vị thật tốt, có không ít kẻ có tiền đều nghĩ đến này hưởng thụ một cơm, nhưng nơi này cũng không phải mỗi người đều sẽ tiếp đãi,
Cơ bản nhất, ngươi yêu cầu có được hỏa hiệp hội viên thân phận, mới có thể đến nơi đây dùng cơm, bởi vì, nơi này là uống gallery trà địa phương, dùng bữa uống rượu là tiểu, cộng đồng luận họa mới là đại. Ở chưa dứt lượng ra bản thân Yến Kinh hỏa hiệp cao cấp hội viên thân phận sau, thực tự nhiên đã bị tiếp đãi. Đừng nhìn Lâm Thanh Hạm là Ngân Châu thị nhà giàu số 1, nhưng tiệm cơm cà phê này, nàng cũng là lần đầu tiên tới, tràn ngập mới mẻ tò mò cảm. Nhà ăn kiến với trên mặt nước, cả tòa nhà ăn, đều là từ tấm ván gỗ dựng mà thành, người quang đứng ở bên trong, liền sẽ cảm nhận được một loại xuất trần ý cảnh, phảng phất về tới cái kia cổ xưa thời đại, văn nhân mặc khách, đàm tiếu tự nhiên. Nhà ăn diện tích cũng không lớn, toàn bộ dùng cơm đại đường, bất quá 100 bình phương, cộng phóng có 16 chương bàn gỗ, mỗi cái bàn sát đến sạch sẽ, một bàn nhiều nhất nhưng ngồi 6 người. Nhà ăn chung quanh tường bản thượng, treo đầy quốc họa, cùng người thưởng thức. Trương Huyền năm người ngồi ở một chương góc bàn gỗ thượng, tùy ý muốn hồ trà, điểm chút thức ăn chay, đối với mỹ vị, bọn họ không có quá mức theo đuổi, rốt cuộc hiện tại này cái bàn thượng, liền ngồi ba cái quốc tế cấp bậc đầu bếp. Thật muốn ăn mỹ vị, nhà ai đều không bằng chính mình làm ăn ngon. Lúc này nhà ăn chung, còn ngồi hai bàn người, đều là muốn hồ trà, cầm bàn vẽ, lấy trong tay bút lông sói ở bàn vẽ thượng thư viết. Thực mau, mấy mâm tinh xảo thức ăn chay bãi ở Trương Huyền năm người trước mặt, tán hương khí, năm người một bên dùng bữa, một bên nói chuyện phiếm, ai đều không có để về họa vấn đề, ngược lại là liêu chút đi học khi thú sự, cái này làm cho Lâm Thỉnh Hạm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phàm là có thể thiếu lưu một câu, lòi tỷ lệ liền ít đi một phân, vừa mới ở tới trên đường, nàng vẫn luôn thúc giục Trương Huyền ở trên mạng cha có quan hệ quốc họa tri thức, chính là lại có thể tra nhiều ít. Ở mấy người nói chuyện phiếm trong quá trình, nhà ăn nội người cũng càng ngày càng nhiều. Không tiếp xúc một hàng nghiệp, không biết một hàng nghiệp ảo diệu, tựa như Trương Huyền, hắn không có tới này nhà ăn trước, cũng không thể tưởng được, thế nhưng sẽ có nhiều như vậy người tới nhà ăn thảo luận hội họa. Nhà ăn nội 16 cái bàn toàn bộ ngồi đầy, còn có người tiến đến, bởi vì không có vị trí, hậm hực rời đi. Lâm Thanh Hạm tam nữ, tuy rằng ngồi ở góc chung, nhưng lại thành nhà ăn chung nhất xinh đẹp một đạo phong cảnh tuyến, thậm chí đều có họa sư, đã huy động bút vẽ, vì tam nữ làm chân dung. Vài vị nhìn lạ mặt, lần đầu tiên đến đây đi. Một người dáng người có chút mập mạp trung niên nam nhân, nhịn không được đi lên đến gần, kẻ hèn vạn nghĩa xương. Ở Ngân Châu kinh doanh một nhà nho nhỏ thuyền hoa. Mập mạp trung niên đem một chương danh thiếp đưa tới Trương Huyền bọn họ này trương trên bàn, nói đúng ra, là đưa tới Lâm Thanh Hạm tam nữ trước mặt. Vạn lão bản, người kia muốn chỉ là một gian nho nhỏ thuyền hoa, ta đây chẳng phải là liền thuyền hoa đều không tính là, hơn 800 mét vuông thuyền hoa, này Ngân Châu thì cũng chỉ có một nhà a. Cùng Vạn Nghĩa Sương ngồi ở cùng trương trên bàn người, lớn tiếng nói. Chương 136 điệu bộ. Lâm Thanh Hạm quét mắt trên bàn danh thiếp. Vạn cùng thành thuyền hoa. Lâm Thanh Hạm có điểm ấn tượng, này hình như là toàn bộ Ngân Châu thị lớn nhất một nhà thuyền hoa, nàng nhưng thật ra chú ý quá hai lần, chẳng qua Lâm thị không có phương diện này nghiệp vụ, nàng cũng liền cùng phương diện này không có gì giao thoa. Vạn Nghĩa Sương nghe được chính mình trên bàn người nói như vậy, vẫy vẫy tay, Ngô lão bản, người này nói cái gì, thuyền hoa lại đại, cũng không bằng một bức đáng giá chân quý tác phẩm, vài vị mỹ nữ. Hôm nay là tới thu họa, vẫn là giám họa a. Vạn Nghĩa Sương nheo lại một đôi mắt, không ngừng ở Lâm Thỉnh Hạm tam nữ trên người nhìn quét, này ba cái phong cách hoàn toàn bất đồng mỹ nữ, làm hắn đều có loại xem hoa mắt cảm giác. Chúng ta chỉ là ăn đốn cơm xoàng, bằng hữu chi gian tâm sự mà thôi. Trương Huyền mở miệng, đánh gãy Vạn Nghĩa Sương nói. Này cũng không phải là cái gì ăn cơm xoàng địa phương a. Vạn Nghĩa Sương cười cười, không biết vài vị, ai có tư cách ngồi ở này. Vạn Nghĩa Sương hỏi vài vị thời điểm, trên thực tế, chính là hỏi Trương Huyền cùng chưa dứt mà thôi. Hiện tại ngồi ở này gian tiệm cơm cà phê nội người, ai nhìn không ra tới, này Vạn Nghĩa Sương tâm tư, đều ở kia ba mỹ nữ trên người. Chưa dứt phứt ra một chương danh thiếp, hỏi, như thế nào, đủ tư cách sao? Hoa Hạ Họa Hiệp cao cấp hội viên, Yến Kinh hiện đại hóa vẽ triển chủ tịch. Vạn Nghĩa Sương cầm lấy tấm danh thiếp này, nhìn mặt trên danh hiệu. Lộ ra một cái khinh thường tươi cười, uống gallery trà, chuyện trò vui vẻ, ta còn tưởng rằng là từ đâu ra đại nhân vật. Một cái họa hiệp cao cấp hội viên, còn có một cái gọi là hiện đại hóa vẽ triển chủ tịch, thí đều không tính. Một người cùng Vạn Nghĩa Sương ngồi ở trên một cái bàn trung niên nam nhân mở miệng. Trương Huyền nhướng mày, hắn biết, hôm nay này bữa cơm, vô pháp hảo hảo ăn.
chưa dứt sắc mặt có chút khó coi, bị người như vậy công nhiên châm chọc, đổi làm ai đều sẽ không vui vẻ. Hắn nhìn về phía vừa mới mở miệng tên kia trung niên nam nhân, không biết ngươi lại là người nào. Bất tài, trung niên nam nhân bưng lên một ly trà, ha hả cười nói, Hoa Hạ Hỏa Hiệp danh dự hội viên, Tô Hàng Quốc Hỏa Hiệp hội phó hội trưởng, với Bạch. Trung niên nam nhân theo như lời ra danh hiệu, làm chưa dứt ánh mắt một ngưng. Hỏa Hiệp danh dự hội viên, cùng cao cấp hội viên, là hai cái hoàn toàn bất đồng khái niệm. Cao cấp hội viên, yêu cầu chính mình đệ trình nhập hội xin. Theo sau ở hội họa bản lĩnh đạt tới nhất định cảnh giới thời điểm, có thể xin trở thành cao cấp hội viên. Mà danh dự hội viên, này không phải chính mình đệ trình xin nhập hội, mà là đã chịu hiệp hội mời, trở thành danh dự hội viên. Giữa hai bên, khác nhau như trời với đất. Một cái khác Tô Hàng Hỏa Hiệp phó hội trưởng danh hiệu, càng thêm có hàm kim lượng. Mọi người đều biết, Giang Nam Tô Hàng, là Hoa Hạ nhất giàu có ý thơ địa phương, Tô Hàng cổ phong thịnh hành. Cũng là Hoa Hạ quốc họa văn hóa nhất phồn hoa địa phương, có thể nói, ở Tô Hàng trở thành quốc họa hiệp hội phó hội trưởng, kia đều là tương đương có nội tình. Với Bạch, Trương Huyền thoáng nghi hoặc một tiếng, ngẩng đầu vừa thấy, tại đây nhà ăn trên vách tường, có mấy bức sơn thủy họa, đều ký tên với Bạch. Với Bạch nhìn đến chưa dứt biểu tình biến hóa, cái này làm cho hắn vừa lòng gật gật đầu, tại đây nhà ăn chung, bất cứ lúc nào đưa ra chính mình thân phận, đều sẽ làm người chấn động. Với Bạch phi thường hưởng thụ như vậy cảm giác. Người trẻ tuổi, này uống gallery trà đâu, liền phải có uống gallery trà quy củ, này chỗ ngồi hữu hạn, nhiều ít người trong nghề mỗi ngày đánh xe mà đến, nhân không có vị trí, mất hứng mà về, các ngươi ngồi ở chỗ này, lưu chút chuyện nhà, chỉ sợ không thích hợp đi. Với Bạch đứng dậy, có đạo lý, này uống gallery trà, chính là lưu họa, nói họa, thưởng họa địa phương, lưu chút nhàn truyền, nhưng không thích hợp ở chỗ này a. Vừa mới trong miệng kêu vạn nghĩa xương thuyền hoa có 800 mét vuông người, mở miệng nói. Chưa dứt sắc mặt có chút khó coi, phàm là văn nhân, đều có ngạo cốt, hắn cũng không ngoại lệ, giờ phút này ở chỗ này, bị người nhiều phiên khiêu khích, vẫn là ở chính mình chuyên nghiệp lĩnh vực. Chưa dứt buông trong tay chiếc đũa, đứng dậy, nói, các vị, vậy các ngươi tưởng lưu chút cái gì, nói họa, thưởng họa, giám họa, vẫn là điệu bộ. Chưa dứt thanh âm không lớn. Lại là hấp dẫn chỉnh gian nhà ăn nội mọi người lực chú ý. Lời này vừa ra, đại gia biết, nên có một hồi so đấu. Ha ha, với Bạch khẽ cười một tiếng, người trẻ tuổi, người bất quá là một cái hỏa hiệp cao cấp hội viên mà thôi, liền dám dõng dạc, nói ra những lời này tới. Chưa dứt phản kích nói, học nghệ không ở tuổi, có cái gì không dám. Hảo, với Bạch một phách cái bàn, đồng dạng đứng dậy, nếu ngươi tưởng so, chúng ta đây liền so. Ta niệm ngươi niên thiếu, không ở họa sĩ thượng khi dễ ngươi, lập tức 12 giờ, dựa theo gallery trà quy củ, lão bản sẽ lấy ra một bức chân quý, không bằng chúng ta liền nhiều lần dám họa hảo. Tùy tiện, chưa dứt ứng hạ. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, nhìn với Bạch, cảm thấy thứ này hoặc nhiều hoặc ít có điểm không biết xấu hổ. Dám họa phương diện này, lịch duyệt so thiên phú càng thêm quan trọng, với Bạch lớn tuổi chưa dứt mười mấy tuổi, ở dám họa phương diện có được trời ưu ái ưu thế. Nhưng điệu bộ liền bất đồng, đây là căn cứ cá nhân thiên phú cùng ngộ tính tới, không thiếu có thiên tài thiếu niên họa sư siêu việt lớp người già họa sư. Trương Huyền xem này nhà ăn trên vách tường quốc họa, này họa công ở người thường xem ra, nước chảy mây trôi, siêu thoát phi phàm, nhưng ở Trương Huyền xem ra, cũng liền như vậy hồi sự, mỗi bức họa chung, tỉ vết không ít, điểm tạm dừng cũng có rất nhiều, họa chung khuyết thiếu linh vận, không có gì ý cảnh. Với nói vô ích xem ở chưa dứt tuổi trẻ, không thể so họa. Hiển nhiên là đối chính mình hỏa công phương diện không có gì tự tin, kể từ đó, hắn cái gọi là hỏa hiệp danh dự hội viên thân phận, cũng còn chờ cân nhắc, tuy không có gì khả năng tạo giả, nhưng hàm kim lượng còn chờ suy tính. Ở giữa trưa 12 giờ thời điểm, nhà ăn lão bản, lấy ra một bộ tranh thủy mặc, họa chất thải giấy tuyên thành, nhan sắc ố vàng, họa trung ba lượng chỉ tôm, tròm râu kéo dài, sắc thâm sắc thiền, trình tự rõ ràng, chỉ là vô cùng đơn giản tranh thủy mặc. Lại cho người ta một loại rất sống động cảm giác. Nhà ăn lão bản đem này bức họa quải với trên tường, cùng người thưởng thức. Đang ở dùng cơm các thực khách, cũng đều đem ánh mắt phóng tới họa thượng. Đây là... Nhìn đến tôm, liền nhớ tới một vị yêu tha thiết họa tôm đại sư. Này bức họa hảo a, có chút ý cảnh. Không biết là xuất từ vị nào tay. Các thực khách, nhìn này phúc thủy mặc tôm, sôi nổi mở miệng. Là mặc tôm. Cận đại tề đại sư tác phẩm, chưa dứt nhìn hai mắt, mở miệng xác định nói,
Tề đại sư đam mê hỏa tôm, các ngươi xem này hỏa, bút mực hùng hồn dễ chịu, sắc thái nùng diễm thanh thoát, tạo hình ngắn gọn sinh động, ý cảnh thuần hậu giản dị, sở làm nên tôm, tuy vô thượng sắc, ngẫu hứng mọc lan tràn. A, à, chưa dứt mới vừa nói xong, liền nghe với bạch thanh âm vang lên, này mặc tôm, là Tề đại sư tác phẩm tiêu biểu chi nhất, ngươi dùng mấy giây mới nhận ra, ta đây hỏi ngươi, này phúc tác phẩm, là thật là giả. Chưa dứt lại nhìn vài giây, theo sau mở miệng, giả. Chê cười, với bạch hét lớn một tiếng, thật giả vô pháp phân biệt, còn có mặt mũi cùng ta so đấu giám hỏa. Chương 137 vạch trần hắn A. Với nói vô ích lời nói tự tin 10 phần, nhưng trên thực tế, hắn tự thân cũng vô pháp phân biệt này phúc mặc tôm thật giả, sở dĩ như vậy có nắm chắc nói chuyện, là vừa rồi vạn nghĩa xương nói cho hắn, này phúc mặc tôm, là thật sự, nãi nhà ăn lão bản chân quý. Thật sự, ngươi như thế nào chứng minh? Chưa dứt không tin, hắn phía trước ở Nam tỉnh viện bảo tàng, từng gặp qua này phúc mặc tôm chân tích. Ta tự nhiên có biện pháp, với bạch đôi tay bối với phía sau, chỉ là tiểu bối, người ta liền như vậy so, không có gì ý tứ, không bằng chúng ta làm chút điểm có tiền như thế nào. Chưa dứt hỏi, cái gì điểm có tiền? Này liền cùng ngươi không có quan hệ, với bạch hướng chưa dứt lắc lắc đầu, theo sau ánh mắt phóng tới Lâm Thanh Hạm tam nữ trên người. Ba vị mỹ nữ, nếu các người bằng hữu thua, ba vị mỹ nữ hãnh diện, cùng nhau ăn cái cơm xoàng tốt không? Ở chỗ bạch thanh âm vừa ra hạ thời điểm, Milan trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống dưới, hảo a, kia muốn ngươi thua đâu? Ta thua, ta như thế nào sẽ thua? Với bạch đầy mặt tự tin. Milan cười nhạo một tiếng, nếu phải có điểm có tiền, kia song phương đều đến lấy ra tới mới được, người phải thua, làm sao bây giờ? Chúng ta phải thua. Các vị nghĩ muốn cái gì, cứ việc nói. Vạn Nghĩa Sương đứng ở với bạch trước người, vài vị mỹ nữ muốn bảo mã BMW, vẫn là chạy băng băng, với ta mà nói, đều không phải vấn đề, chỉ cần ta vạn mẫu có thể cho, vài vị tùy tiện đề. Hảo A, Milan giơ giơ lên cổ, vạn lão bản, đây chính là ngươi nói, nếu chúng ta thắng, chúng ta muốn, ngươi nhưng đều đến cấp A. Đương nhiên, Vạn Nghĩa Sương hào khí nói, hành vi gian. Cố ý lộ ra trên cổ tay hắn kia khối giá trị 2 vạn khối đồng hồ. Hành, nếu điểm có tiền đã hạ, tiểu tử, người đã có thể nghe hảo. Với bạch cười, Tề đại sư am hiểu hỏa tôm, yêu thích hỏa tôm, mọi người đều biết, này phúc mặc tôm, chọn dùng giấy tuyên thành, nhân niên đại quan hệ, giấy vẽ nhan sắc ố vàng, thả ngươi chú ý, Tề đại sư ở vẽ tranh thời điểm, có cái thói quen, cái này thói quen, là rất nhiều vẽ lại Tề đại sư tác phẩm người cũng học không được. Đó chính là vật vật chính diện xem, ngươi xem này họa, thượng mấy chỉ tôm, toàn lấy chính diện triển lãm, không một điểm lưu bút, ở vẽ lại dưới tình huống, cho dù là nhất có kinh nghiệm họa sư. Cũng sẽ không làm được điểm này, hiện đại không có người có được Tề đại sư như vậy đầu bút lông. Với nói vô ích xong, Vương Lạc không có hé răng, tiếp tục nói, Tề đại sư vẽ tranh, có 2 loại cực đoan, cực công, cực giản, này 2 loại cực đoan, bị Tề đại sư hoàn mỹ dung hợp. Tận sức với mỗi một bức họa tác thượng, ở họa tôm khi, Tề đại sư chỉ dùng ít ỏi số bút, là có thể bày ra tôm chi thần thải, mỗi một bút một tiết, mỗi dùng mặc sâu cạn, đều đúng lúc đến hảo điên, người cẩn thận quan sát, này họa thượng điệu bộ, tuyệt không nhiều lần thô miêu, chỉ tồn một bút, không có bất luận cái gì đoạn bút. Hỏi đương đại họa ra, ai có này bút lực, với Tề đại sư giống nhau, như thế họa tôm, chẳng sợ vẽ lại, cũng vô pháp làm được như vậy, nếu không... Hoa hạ thi họa giới, đã sớm ra tới cái thứ 2 Tề đại sư. Với bạch nói, nghe được nhà ăn nội mọi người là ngơ ngác xuất thần, sau một lúc lâu, mới có người hồi quá mức tới, vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lợi hại. Quả nhiên không lỗ là với bạch đại sư, thật sự lợi hại, nhiều như vậy chi tiết, nếu không phải với đại sư nói ra, chúng ta đời này, đều khó có thể phát hiện a. Đúng vậy, nguyên lai giám họa thật giả, còn có nhiều như vậy cách nói, ta lần đầu tiên thấy. Lợi hại, thật là lợi hại a. Milan nghe chung quanh người thổi phồng thanh, sắc mặt đổi đổi, ngươi nói là thật sự chính là thật sự a, ta hôm nay thiên nói này họa là giả, ngươi có cái gì chứng cứ sao? Chứng cứ, Vạn Nghĩa Sương cười cười, đối nhà ăn lão bản hô thanh, Lý lão bản, xin hỏi ngươi này bức họa, là thật là giả? Với đại sư quả nhiên nhãn lực phi phàm, ta này bức họa, là bút tích thực. Nhà ăn lão bản lấy ra một chương giấy chứng nhận thượng. Dành mạch ghi rõ, này phúc mặc tôm, vì đời thanh thời kỳ tác phẩm. Giấy chứng nhận mặt trên có dấu chạm nổi, làm không được giả. Này giấy chứng nhận một lấy ra tới, với bạch cùng Vạn Nghĩa Sương trên mặt đắc ý,
càng thêm rõ ràng. Milan sắc mặt, còn lại là phi thường khó coi. Chưa dứt nhìn trên tường kia bức họa, trong miệng lẩm bẩm, không thích hợp, không thích hợp, nhất định là có chỗ nào không đúng. Sớm chút năm, chưa dứt gặp qua bút tích thực, tuy ở đầu bút lông thượng, trước mặt này bức họa cùng bút tích thực giống nhau như đúc, nhưng chưa dứt tổng cảm thấy nơi nào có vấn đề, nhưng lại không thể nói tới. Ba vị mỹ nữ, nếu này so đều so xong rồi, còn thỉnh ba vị mỹ nữ thực hiện đánh cuộc đi. Vạn Nghĩa Sương một đôi mắt, sắc mị mị nhìn Lâm Thanh Hạm tam nữ, hắn có nắm chắc, chỉ cần này ba nữ nhân có thể cùng chính mình ăn cơm, bằng vào chính mình tài lực, bắt lấy các nàng không phải cái gì vấn đề lớn. Ăn cái gì cơm, Milan đầu vung, hiển nhiên là tưởng quỵt nợ. Vạn Nghĩa Sương thấy Milan bộ dáng này, sắc mặt tối sầm, mỹ nữ, ngươi không phải là muốn chơi xấu đi. Đương nhiên sẽ không, vẫn luôn cũng chưa như thế nào hé răng Trương Huyền đứng dậy, chúng ta thua, các nàng ba cái là nên thực hiện hứa hẹn, bồi ngươi ăn cơm. Trương Huyền, Milan một dậm chân, kéo hạ Trương Huyền quần áo, ngươi như thế nào có thể làm Thanh Hạm bồi người ăn cơm đâu. Lâm Thanh Hạm sắc mặt cũng có chút không đúng, muốn ở hơn nửa tháng trước, nàng khẳng định sẽ cho rằng, Trương Huyền yếu đuối, sợ phiền phức, mới có thể làm chính mình bồi người khác ăn cơm, nhưng trải qua này hơn nửa tháng hiểu biết, Lâm Thanh Hạm có điểm không tin Trương Huyền sẽ làm như vậy sự, nhưng hắn vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Chẳng lẽ, Lâm Thanh Hạm nghĩ đến một cái khả năng, làm nàng trong mắt tỏa sáng sáng rọi. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn nhìn trên mặt tường họa, lại nhìn nhìn với Bạch, với phó hội trưởng đúng không, kỳ thật, ta rất bội phục ngươi. Nga, với Bạch lên tiếng. Trương Huyền miệng một liệt, ta bội phục ngươi, dám họa thời điểm, chỉ dùng mắt thường, là có thể nhìn ra có vô đoạn bút. Với Bạch đôi tay bối đến phía sau, ngạo nghễ nói, này có cái gì khó. Nhìn ra có vô đoạn bút, chính là kiến thức cơ bản. Với nói vô ích ra lời này, làm nhà ăn người ổ lên một mảnh. Thấy được sao, đây là chênh lệch, chúng ta muốn phân biệt đoạn bút, yêu cầu tỉ mỉ quan sát, thậm chí dùng kính lúc đi xem màu đen dính liền, nhưng đối với đại sư tới nói, chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Nếu không vì cái gì với đại sư là họa hiệp danh dự hội viên, mà chúng ta, bất quá là Ninh Tỉnh Hoa Hạ cơ sở hội viên. Chúng ta phải đi lộ, còn rất dài a. Chung quanh khen ngợi nói, làm với Bạch phá lệ hưởng thụ. Trương Huyền ha hả cười, nhìn về phía nhà ăn lão bản, hắn nhớ kỹ vừa mới Vạn Nghĩa Sương là như thế nào xưng hô đối phương, Lý lão bản, người nơi này, nhưng có giấy mặc. Có không cho ta một ít? Có, chờ một lát, Lý lão bản gật gật đầu, bọn họ nơi này, vẫn luôn là miễn phí cung cấp giấy mặc. Lâm Thanh Hạm thấy Trương Huyền muốn giấy mặc, khó hiểu hỏi, người muốn làm gì? Vạch trần hắn a. Trương Huyền theo lý thường hẳn là nói, ta còn là đầu một hồi nghe nói, có người có thể dùng mắt thường nhìn ra màu đen hay không có đoạn bút đâu. Ngươi tưởng như thế nào vạch trần? Lâm Thanh Hạm khuôn mặt nhỏ thượng toàn là nghi hoặc. Từ từ ngươi sẽ biết, Trương Huyền vẻ mặt thần bí nói. Chương 138 bản in chụp. Thực mau, Lý lão bản liền đem một chương giấy tuyên thành, một đài ma tốt nghiên mặc, cùng với một cây thượng đẳng bút lông sói, giao cho Trương Huyền trong tay. Lý lão bản, phiền toái đem chúng ta này bàn đồ ăn, thu một chút. Trương Huyền tiếp nhận giấy tuyên thành, trong người trước run triển, đương Lý lão bản an bài người đem hắn sở ngồi cái bàn kia thu thập sạch sẽ sau, Trương Huyền đem giấy tuyên thành bình phô ở trên mặt bàn, theo sau đưa lưng về phía với Bạch, múa may khởi trong tay bút lông sói tới. Mới vừa một chút bút, Trương Huyền đột nhiên nhớ tới chuyện gì, xoay người đối Lâm Thanh Hạm nói, lão bà, người giúp ta nhìn điểm, đừng làm vị này với đại sư nhìn đến ta hạ bút. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền này đột nhiên một tiếng lão bà, kêu mặt đẹp đỏ lên, gương mặt hơi hiện ngượng ngùng gật gật đầu, hảo. Giao đãi xong sau, Trương Huyền xoay người, tiếp tục huy bút. Có Trương Huyền giao đãi, Lâm Thanh Hạm tam nữ, thành bài đứng ở Trương Huyền phía sau, nhìn chằm chằm với Bạch, không cho với Bạch nhìn đến Trương Huyền đang làm cái gì, đồng thời, các nàng cũng vô pháp nhìn đến Trương Huyền đang làm gì. Chỉ có chưa dứt, có thể nhìn thấy Trương Huyền động tác, hắn chừng lớn đôi mắt. Miệng không tự giác trương đại. 5 phút sau, Trương Huyền đem trong tay bút lông một phóng, thở phào một hơi, hô, hảo, lão bà, vị kia với Bạch đại sư không có nhìn đến đi. Không có, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, xoay người, tò mò hỏi, người đang làm gì a? Cái này, Trương Huyền đem trên bàn giấy tuyên thành, hướng khởi nhắc tới, tại đây đồng thời, giấy tuyên thành thượng đồ vật, hiện ra ở mọi người trước mắt. Ở nhìn đến giấy tuyên thành nháy mắt, cơ hồ mọi người,
đều cùng chưa dứt giống nhau, trừng lớn đôi mắt, miệng cũng không tự giác trương đại, bao gồm Lâm Thanh Hạm tam nữ, cũng là như thế. Ở Trương Huyền cầm lấy này trương giấy tuyên thành thượng, chính họa có mấy chỉ tôm, này đó tôm, nhưng Lý lão bản kia bức họa, giống nhau như đúc, mỗi một cái hư tuyến, mỗi một cái lưu bút, hoàn toàn tương đồng. Này, sao có thể? Lý lão bản vẻ mặt không thể tin tưởng đi đến Trương Huyền trước mặt, nhìn Trương Huyền trong tay này bức họa, thật cẩn thận hỏi, tiên sinh, có thể cho ta xem sao? Đương nhiên, Trương Huyền vẻ mặt tùy ý đem họa giao cho Lý lão bản trong tay, họa mặc chưa khô, còn có hương vị phát ra. Lý lão bản đem Trương Huyền họa này bức họa, cùng hắn kia phúc mặc tôm bãi ở bên nhau, cẩn thận quan sát, phát hiện, Trương Huyền sở họa này mấy chỉ tôm, ở lớn nhỏ thượng, hư tuyến dài ngắn thượng, chẳng sợ tôm tiết màu đen thượng, đều cùng chính mình kia phúc, giống nhau như đúc, cho dù là ấn đến nguyên họa mặt trên vẽ lại, đều không thể làm như vậy tinh tế. Trương Huyền, ngươi, Lâm Thanh Hạ một đôi mắt đẹp chung, lập lòe vô pháp tin tưởng thần sắc. Trương Huyền cười cười, đây là ta phương pháp, với đại sư, xin hỏi, ngươi có không nhìn ra, ta họa này bức họa, ở nơi nào đoạn bút sao? Ngươi, với bạch nhìn chằm chằm Trương Huyền, không biết nói cái gì đó, hắn thật sự không nghĩ tới, có người thế nhưng có thể như vậy, đêm này phúc mặc tôm, vẽ lại ra tới, hắn là như thế nào làm được? Vừa mới, với bạch chính mình theo như lời cái gì đoạn bút, phong cách, kia đều là chính mình bịa chuyện ra tới, hắn cũng là vì biết này bức họa là bút tích thực, mới như vậy không có sợ hãi, nhưng hiện tại, nếu làm hắn nói ra chi tiết, hắn căn bản vô pháp làm được. Như thế nào, cũng không nói ra được. Trương Huyền nhìn với bạch này á khẩu không trả lời được bộ dáng, châm biếm một tiếng, ngươi thân là họa hiệp danh dự hội viên, Tô Hàng họa hiệp phó hội trưởng, lý nên làm, là giữ gìn họa hiệp danh dự, truyền lại chính xác giá trị quan, mà không phải nương thân phận của ngươi, làm sằng làm bậy, hồ ngôn loạn ngữ. Dám họa, chưa bao giờ có một người, có thể giống ngươi như vậy, chỉ là xem, liền dám ra thật giả, ta hiện tại minh xác nói cho ngươi, Lý lão bản này phúc mặc tôm, đều không phải là Tề đại sư bút tích thực. Trương Huyền vừa dứt lời, chung quanh liền xuất hiện một mảnh ồn ào. Sao có thể? Không có khả năng a. Lý lão bản mới vừa đều lấy ra giấy chứng nhận, chẳng lẽ giấy chứng nhận là giả? Không đạo lý a, giấy chứng nhận thứ này, ai dám làm bộ a, người xem kia mặt trên, chính là cái đến dấu chạm nổi. Lý lão bản sắc mặt biến đổi, vị tiên sinh này, ta kính nể ngươi họa tác, nhưng ngươi nói chuyện, cần phải phụ trách nhiệm, ta này bức họa giấy chứng nhận, rõ ràng tại đây bãi, sao có thể là giả? Tiểu tử, người này mạnh miệng, không khỏi nói có chút quá mức đi. Vạn Nghĩa Sương châm chọc một tiếng. Đừng nói này đó cùng Trương Huyền không liên quan người, chính là Milan các nàng, đều có chút không hiểu, Lý lão bản đều đã lấy ra giấy chứng nhận, Trương Huyền vì cái gì còn nói này bức họa là giả? Trương Huyền ha hả cười, Lý lão bản, chú ý lời nói của ta cũng không có nói, ngươi này bức họa là giả, cũng không hoài nghi ngươi giấy chứng nhận, ta chỉ là nói, ngươi này phúc mặc tôm, đều không phải là Tề đại sư chân tích. Trương Huyền vừa mới nói xong, Vạn Nghĩa Sương liền quát lớn một tiếng, chê cười. Ta làm này hành, đã có mười mấy năm, chẳng lẽ, ở đời Thanh, còn có hai vị họa tôm đại sư, đều vẽ này phúc mặc tôm không thành. Trương Huyền nhàn nhạt nhìn Vạn Nghĩa Sương liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, ngươi vô tri, này không sao cả, nhưng ngươi không nên kêu lớn tiếng như vậy khoe ra ngươi vô tri, đời Thanh, chỉ có một vị họa tôm đại sư, nhưng ở đời Thanh, lại có bao nhiêu phúc mặc tôm. Tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Lý lão bản cau mày. Các vị, có từng nghe nói qua, bản in chụp. Trương Huyền ánh mắt đảo qua đang ngồi mọi người. Bản in chụp, kia chẳng phải là in ấn bản ý tứ sao? Một người mở miệng. Không tồi, Trương Huyền gật gật đầu, thì họa tác phẩm phục chế chủ yếu chọn dùng chính là, nhân công vẽ lại pháp, chụp ảnh phục chế pháp, mộc bản thủy ấn pháp, bản in chụp pháp, in offset cùng con số in ấn pháp, sớm nhất bản in chụp, xuất hiện ở Thanh Mạt Dân lúc đầu kỳ, này phúc mặc tôm, đó là khi đó sản xuất bản in chụp, cho nên ta nói, Lý lão bản giấy chứng nhận không sai, này bức họa, thật là Thanh Triều thời kỳ sản vật, nhưng lại không phải Tề đại sư chân tích. Ngươi như thế nào có thể chứng minh? Với bạch thanh âm trầm thấp hỏi. Trương Huyền duỗi tay chỉ đầu mình, thưởng thức, người hơi chút đối họa quan tâm điểm, liền biết, Tề đại sư này phúc mặc tôm chân tích, vẫn luôn gửi ở Nam tỉnh viện bảo tàng. Hơn nữa, này phúc mặc tôm chân tích, giấy vẽ màu lót đều không phải là ố vàng, mà là phiếm thanh, chỉ có bản in chụp, mới là ố vàng. Các ngươi nếu muốn chứng thực,
có thể dùng tay rất nhỏ vuốt ve hạ này họa thượng tôm sắc tô màu dày đặc địa phương, các vị đều là làm họa, hẳn là biết, màu đen trọng địa phương, đãi mặc làm sao. Dùng tay vuốt ve, sẽ cảm giác được thô ráp khuynh hướng cảm xúc, nhưng bản in chụp sẽ không, còn có, Tề đại sư tuy rằng phong cách cực giản, nhưng mỗi một bút, đều dùng sức sâu đậm, bản in chụp màu đen, sẽ không thấu đến giấy bối, này bản thân liền nói bất quá đi. Lý lão bản ở Trương Huyền nói đến màu đen thời điểm, liền theo bản năng duỗi tay đi sờ chính mình này phúc mặc tôm, quả nhiên, kia màu đen dày đặc địa phương, không có một chút thô ráp cảm giác, ngược lại có vẻ thực trơn nhẵn. Lý lão bản, hắn nói, chính là thật sự, Vạn Nghĩa Xương sắc mặt có chút khó coi hỏi hướng Lý lão bản. Các vị chờ một lát, ta gọi điện thoại, chứng thực một chút. Lý lão bản lấy ra di động, đi đến sau bếp. Đang ở đại sảnh người, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, giữa mày đều có chút nghi hoặc, hiện tại, bọn họ cũng không biết, rốt cuộc ai nói chính là thật, ai nói chính là giả. Chương 139 ưu tú nam nhân. Lâm Thanh Hạm khuôn mặt nhỏ kích động nhìn Trương Huyền, nàng hiện tại có rất nhiều vấn đề đều muốn hỏi Trương Huyền, rồi lại bởi vì Milan bọn người ở, vô pháp mở miệng. Thanh Hạm, nhà ngươi Trương Huyền, thật là lợi hại a, loại đồ vật này đều hiểu. Hỗn huyết mỹ nữ Lê Khá vậy không khỏi tán thưởng nói, sẽ nấu cơm. Lại sẽ nghệ thuật, nghe Milan nói, hắn ở nhà còn quét tước vệ sinh, thật là hảo nam nhân đâu. Trương tiên sinh, người đối quốc họa giải thích, làm ta bội phục. Chưa dứt cũng không khỏi vươn ngón tay cái, hắn vừa mới liền suy nghĩ, này bức họa rốt cuộc nào điểm không đúng, trải qua Trương Huyền vừa nhắc nhở, hắn nghĩ tới, chính là giấy vẽ, bút tích thực giấy vẽ, phiếm màu xanh nhạt, loại này chi tiết, rất ít có người có thể chú ý tới, nhưng cố tình, Trương Huyền liền biết. Thực mau, Lý lão bản cầm điện thoại, từ sau bếp ra tới, mọi người, đều đang chờ Lý lão bản tuyên bố kết quả. Các vị, thật sự hổ thẹn, ta này phúc mặc tôm, đích xác không phải Tề đại sư chân tích, mà giống vị tiên sinh này nói, là đời thanh bản in chụp. Trương Huyền biểu tình bình đạm, đã sớm dự báo đến là cái dạng này kết quả. Milan phát ra một tiếng hưng phấn hô to, Trương Huyền, ngươi quá bổng lạp. Cái kia họ Vạn, hiện tại nên ngươi thực hiện tiền đặt cược. Với mặt trắng sắc âm trầm ngồi ở một bên, không nói gì, hôm nay sự qua đi, hắn thanh danh, nhất định sẽ đã chịu ảnh hưởng. Đến nỗi Vạn Nghĩa Xương, đồng dạng sắc mặt khó coi, hắn thực sự không nghĩ tới, Lý lão bản kia trương giấy chứng nhận, thế nhưng nói chính là bản in chụp. Họ Vạn, như thế nào không hé răng, chẳng lẽ ngươi tưởng chơi xấu, Milan lại lần nữa mở miệng. Như thế nào sẽ, Vạn Nghĩa Xương mạnh mẽ bài trừ một cái tươi cười, cô nương, người nghĩ muốn cái gì, cứ việc mở miệng. Muốn cái gì đâu, Milan vươn tay nhỏ, thác ở cằm chỗ, nghiêng đầu, làm tự hỏi bộ dáng. Lâm Thanh Hạm đột nhiên mở miệng, Vạn lão bản, người kia thuyền hoa, hơn 800 mét vuông, vị trí cũng không tồi, như vậy, liền phải người kia gian thuyền hoa đi. Cái gì, Vạn Nghĩa Xương đôi mắt trừng lớn, cô nương, người có điểm công phu sư tử ngoạm đi. Như thế nào liền công phu sư tử ngoạm, Milan đôi tay ôm ngực, vừa mới chính là chính ngươi nói, điều kiện gì đều có thể đề. Nhưng ngươi này cũng thật quá đáng, Vạn Nghĩa Xương sắc mặt âm trầm, thuyền hoa là hắn có thể khoe giàu toàn bộ, hắn sao có thể liền dễ dàng như vậy đưa ra đi. Yên tâm, Vạn lão bản, sẽ không làm ngươi tặng không, ngươi kia thuyền hoa, thị trường giới nhiều ít, ta thu lại đây liền hảo, đây là ta danh thiếp. Lâm Thanh Hạm từ túi sách chung. Lấy ra một chương tinh xảo danh thiếp, phóng tới Vạn Nghĩa Xương trước người trên bàn. Vạn Nghĩa Xương nhìn lướt qua danh thiếp, chỉ là này liếc mắt một cái, khiến cho hắn đồng tử co chặt. Danh thiếp thượng, kia Lâm thị tập đoàn chủ tịch danh hiệu, sợ tới mức hắn hút khẩu khí lạnh. Vạn Nghĩa Xương đã sớm nghe nói qua, Lâm thị tập đoàn người cầm lái, là một cái băng sơn mỹ nữ, nhưng hắn như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, trước mặt cái này xinh đẹp đến mức tận cùng nữ nhân, chính là Lâm thị tập đoàn chủ tịch. Lâm Thanh Hạm. Tưởng tượng chính mình ở Lâm Thỉnh Hạm trước mặt khoe dầu, Vạn Nghĩa Xương giống như là ăn cứt chuột giống nhau khó chịu, này đâu chỉ là quan công trước mặt chơi đại đao đơn giản như vậy, chính mình thuyền hoa, cùng Lâm thị tập đoàn so sánh với, liền căn ngón út đều không tính là. Vạn lão bản, ta người sẽ ở trong vòng 3 ngày liên hệ ngươi, cùng ngươi nói thu mua sự tình, ở đây nhiều như vậy trong nghề tiền bối nhìn, hy vọng Vạn lão bản ngươi nói được thì làm được, không cần chơi xấu, chúng ta đi. Lâm Thanh Hạm nhắc tới bao, khi trước chiều nhà ăn ngoại đi đến. Nói được thì làm được a, ngàn vạn đừng chơi xấu, bằng không,
ta sẽ tìm người mỗi ngày đi ngươi thuyền hoa trước, tuyên truyền ngươi vạn lão bản nhân phẩm. Milan vỗ vỗ Vạn Nghĩa Xương bả vai, híp mắt cười nói. Trương Huyền mấy người, liên tiếp rời đi nhà ăn. Vạn Nghĩa Xương cùng với Bạch ngây ra như phỗng nhìn trước người cái bàn, ai đều không có mở miệng nói chuyện. Này đốn gallery trà, tuy rằng Trương Huyền không có cùng chưa dứt chính diện giao lưu có quan hệ họa đồ vật, nhưng kết quả không cần nói cũng biết, chưa dứt chính mình cũng rõ ràng, hắn cùng Trương Huyền chi gian chênh lệch, phi thường đại. Quả nhiên không hổ là Lâm Thanh Hạm, nàng coi trọng nam nhân, lại như thế nào sẽ kém đâu. Chưa dứt ngồi ở Milan các nàng chiếc xe kia hàng phía sau, như vậy nói. Màu đỏ chạy băng băng GT thượng, Lâm Thanh Hạm lên xe sau, cũng không có sốt ruột phát động. Lâm Tổng, như thế nào không đi? Milan các nàng đều chạy xa. Trương Huyền ở trên ghế phụ kỳ quái nói. Vì cái gì muốn gạt ta? Lâm Thanh Hạm xoay người, nhìn Trương Huyền. Cái gì lừa ngươi? Trương Huyền nghi hoặc. Ngươi vừa mới sở biểu hiện ra đồ vật, không cần nói cho ta ngươi cũng là ở trên mạng hiện tra, còn có ngươi họa kia phúc mặc tôm, ngươi hội họa bản lĩnh, ít nhất có quốc họa một bậc tiêu chuẩn. Lâm Thanh Hạm nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt, chờ đợi hắn trả lời. Trương Huyền nghe thế, che cái chán, Lâm Tổng, ta không lừa ngươi a, ta vẫn luôn đều hiểu họa a, ta có nói quá ta không hiểu sao. Ngươi, Lâm Thanh Hạm há miệng, trong đầu tự hỏi Trương Huyền nói, giống như từ đầu đến cuối, đều là chính mình cho rằng Trương Huyền không hiểu họa, hắn bản nhân, đích xác chưa nói quá hắn không hiểu họa. Trương Huyền cười một chút, Lâm Tổng, ta đối quốc họa phương diện này, vẫn là lược có nghiên cứu, cho nên ngươi cấp Milan nói ta là cái họa gia. Kỳ thật cũng không sai, hắc hắc. Lâm Thanh Hạm cứng họng, mặt đẹp thượng hiện ra một mặt ngượng ngùng biểu tình, cho tới nay, đều là chính mình vào trước là chủ, nàng sắc không nghĩ tới, Trương Huyền thật sự sẽ quốc họa, chỉ là chính mình đem hắn coi như cái gì đều sẽ không mà thôi. Ngươi nếu sẽ quốc họa, vì cái gì lại? Lâm Thanh Hạm nói một nửa, đột nhiên ngừng. Lại làm sao vậy? Trương Huyền tò mò. Không có việc gì, Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu. Hồi tưởng chính mình phía trước đối Trương Huyền cái nhìn, tự giễu cười một chút, chính mình khi nào, cũng biến thành loại này trông mặt mà bắt hình dong tính cách. Chân ga đánh lửa, chiếc xe xử động. Ở biết được Trương Huyền bản thân liền sẽ quốc họa lúc sau, Lâm Thanh Hạm nội tâm, xuất hiện một ít vui sướng, nàng phát hiện, người nam nhân này, kỳ thật thật đúng là rất ưu tú, y thuật cao siêu, quốc họa trình độ cũng không thấp, còn có một tay liền Milan các nàng đều vì này tán thưởng chủ nghệ. Nếu hắn không phải lấy một cái ở rể phương thức đi vào Lâm gia, nếu chính mình là ở một cái khác trường hợp gặp được hắn, nói không chừng, chính mình sẽ đối hắn sinh ra nồng hậu hứng thú. Nghĩ vậy, Lâm Thanh Hạm này trương mặt đẹp hồng lợi hại hơn. Lâm Tổng, người tưởng cái gì đâu, một cái kính ở kia ngây ngô cười. Trương Huyền dựa nghiêng trên ghế phụ, nhìn nữ nhân này, trong mắt toàn là thâm tình. Lâm Thanh Hạm có chút ý thức được chính mình thất thố, lấy lại bình tĩnh nói, Trương Huyền. Ngươi thành thật nói cho ta, ngươi còn sẽ cái gì? Ta lần trước đều nói a. Khoác lác, Lâm Thanh Hạm phiết phiết cái miệng nhỏ, người này lần trước nói, hắn tinh thông nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, mỹ thực, cổ võ, điều tra bạo phá, các quốc gia ngôn ngữ, tài chính, chờ các đại lĩnh vực, đối với Trương Huyền cái này cách nói, Lâm Thanh Hạm mới không tin đâu, một người, sao có thể tinh thông nhiều như vậy đồ vật. Lùi một vạn bước giảng, nếu Trương Huyền thật sự tinh thông mấy thứ này, hắn lại như thế nào sẽ đến chính mình Lâm gia, làm một cái tới cửa con rể. Chương 143 ngày đã đến. Ngân Châu Bệnh viện Nhân dân 2, một gian độc lập phòng bệnh chung, Lưu Chữ Dâu xổm Pháp Quốc Soái Ca đang nằm ở trên giường bệnh. La Linh cùng Rod hai người ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nhìn di động, dùng pháp ngữ đối Rod nói, Lâm Thanh Hạm cái kia đồ đê tiện thế nhưng không có khai trừ hắn, trả lại cho hắn cái gì 3 ngày kỳ hạn, chờ xem, hôm nay chính là cuối cùng một ngày. Chờ ngày mai, ngươi dựa theo kế hoạch, trước giả ý cùng chúng ta đạt thành hợp tác, chờ chúng ta đem hợp đồng một thiêm, tiền bắt được tay, lại chậm rãi tìm kia tiểu tử tính sổ. Kia hắn muốn thật tìm được hợp tác đồng bọn đâu? Rod hỏi. 3 ngày thời gian, hắn lấy cái gì đi tìm? Liền tính cho hắn 3 tháng thời gian, hắn cũng tìm không thấy. Huống chi, ta đã biết hắn muốn làm sao, tiểu tử này ý tưởng, cùng chúng ta giống nhau như đúc, hắn cũng tìm cái vỏ rỗng công ty. Tính toán ngày mai tay không bộ bạch lang, yên tâm, ta sẽ hảo hảo vạch trần hắn, lấy Lâm Thanh Hạm tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ qua tiểu tử này, đem hắn cáo thượng tòa án đó là ván đã đóng thuyền sự, chờ hắn ăn lao cơm phía trước, chúng ta lại đánh gãy hắn 2 cái đùi, phế đi hắn nửa đời sau. Rod cười,
thân thủ đặt ở La Linh bóng loáng trên đùi, La, ta thật là càng ngày càng yêu ngươi. La Linh hờn dỗi nhìn Rod liếc mắt một cái, này ở bệnh viện đâu? Bệnh viện thì thế nào, hai ta chính là ở bất luận cái gì địa phương đều có thể. Rod dùng sức đem La Linh kéo đến trong lòng ngực. La Linh cười khúc khích, hướng Rod phứt cái mặt mày. Đang ở tán tỉnh giữa hai người ai đều không có chú ý, một người mạo không chớp mắt tiểu hộ sĩ, liền đứng ở ngoài phòng bệnh, xuyên thấu qua cửa kính, trộm đưa điện thoại di động nhắm ngay hai người bọn họ. Lại là một ngày sáng sớm đã đến. Trương Huyền cùng Mưa Thu ước định, ở một đống thương vụ dưới lầu mặt chạm mặt. Trương Huyền nhìn thấy Mưa Thu thời điểm, cô nàng này chính đầy mặt khẩn trương đứng ở kia, trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì. Tưởng cái gì đâu, Trương Huyền từ Mưa Thu sau lưng xuất hiện, bắn nàng một cái não nhảy. Nha, Trương Huyền cái này đạn não nhảy động tác, dọa Mưa Thu nhảy dựng, đãi thấy rõ là Trương Huyền sau, đáng yêu phun ra đầu lưỡi nhỏ, Trương ca, ta này chính luyện lời nói thuật đâu. Luyện như thế nào? Hẳn là không có gì vấn đề, chỉ là Trương ca. Mưa Thu lộ ra vẻ mặt khổ tướng. Làm sao vậy? Ta sẽ không pháp ngữ à? Vấn đề này, là Mưa Thu đêm qua mới nghĩ đến, luyện một ngày nói thuật, lại đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản không có biện pháp cùng Pháp quốc người giao lưu. Không có việc gì, Trương Huyền không thèm để ý phất phất tay, làm đối phương nói hoa hạ ngữ là được. Vị ở vào thương vụ lâu chỗ ngoặt kia gian phòng làm việc chung. Vẻ mặt dầu mỡ mập mạp đang ngồi ở trên bàn, ở trước mặt hắn, bày biện năm lung bánh bao nhỏ, mập mạp một ngụm một cái, ăn miệng bóng nhảy. Mập mạp đối diện, ngồi một người Pháp quốc lão nhân tròm râu hoa râm, mang theo một cái đại mái mũ, thân xuyên màu xám nâu áo gió. Âu nhân tiên sinh, ngươi không tới hai cái. Mập mạp nắm lên một cái bánh bao nhỏ, nhìn về phía chính mình trước mặt Pháp quốc lão nhân. Này hoa hạ bánh bao nhỏ, so các người Pháp quốc những cái đó bữa tiệc lớn mỹ vị nhiều. Không cần, tên là Âu Nhân lão nhân, dùng lưu loát hoa hạ ngữ trả lời nói, các hạ, lúc này đây, là ai tìm ta tới, hắn khi nào đến? Âu Nhân tiên sinh, người biết đến, chúng ta những người này, chính là phụng mệnh hành sự, đúng rồi, tạp cho ngươi. Mập mạp đem chính mình dầu mỡ đôi tay ở trên người cọ cọ, theo sau thật cẩn thận từ trong túi lấy ra một tấm cát. Tấm các thượng ấn có một chương mặt quỷ mặt nạ, mập mạp cả người lôi thôi, nhưng tấm các này, lại là không có một chút nếp gấp, sạch sẽ thực. Ở nhìn đến tấm các này thời điểm, Âu Nhân tháo xuống hắn đại mái mũ, vươn đôi tay, từ mập mạp trong tay đem tấm các tiếp nhận, theo sau thật cẩn thận thu lên. Một người, càng là cường đại, càng có thể biết được chính mình nhỏ bé. Âu Nhân, thân là Pháp quốc lớn nhất tập đoàn tài chính người cầm lái, phi thường rõ ràng, này chương màu đen tấm các. Trên thế giới này, đại biểu cho cái gì? Mỗi một tấm các chủ nhân, chính là hành tẩu tại đây thế gian La Sát, bọn họ khống chế người sinh tử, mỗi một cái có được tấm các này người, đều sẽ làm người sợ hãi. Trương Huyền mang theo Mưa Thu đi vào phòng làm việc trước cửa. Nhà đầu, người ở bên ngoài chờ một chút, Trương Huyền cấp Mưa Thu giao đãi một tiếng, đẩy cửa vào phòng làm việc. Phòng làm việc cửa kính phát ra rất nhỏ tiếng vang, hấp dẫn phòng trong hai người tầm mắt. Mập mạp cùng Âu Nhân, cơ hồ đồng thời đem ánh mắt chiều phòng làm việc đại môn kia nhìn lại. Đương nhìn đến Trương Huyền sau, mập mạp lộ ra vẻ mặt cung kính, mà Âu Nhân, thì tại trước tiên, lấy quỳ một gối xuống đất, dâng lên chính mình tối cao lễ nghi, liền phải hô to ra Trương Huyền tên. Trương Huyền ở Âu Nhân mở miệng phía trước, liền dẫn đầu ra tiếng, đình, Âu Nhân, ta hoa hạ tên là Trương Huyền. Âu Nhân có thể nào không rõ Trương Huyền ý tứ, biết Trương Huyền không nghĩ bại lộ thân phận. Gật gật đầu, tôn kính Trương Huyền tiên sinh, không nghĩ tới, là ngài kêu gọi ta tới hoa hạ. Trương Huyền vẫy vẫy tay nói, được rồi, lễ nghi liền thu hồi đến đây đi, còn có, ngươi kêu tên của ta cùng kêu ta Trương đều có thể, ta lần này kêu ngươi tới, là hy vọng ngươi cùng Ngân Châu Lâm thị tập đoàn ký kết một phần hiệp ước. Không có vấn đề, Âu Nhân liền hiệp ước là cái gì cũng chưa hỏi, trực tiếp đáp ứng xuống dưới. Đối với Âu Nhân thái độ, Trương Huyền không có một chút ngoài ý muốn. Cụ thể thiêm hiệp ước sự, ngươi cùng ngoài cửa cái kia nha đầu Liêu, quan sát hạ nàng phẩm tính, nếu có thể nói, liền cùng nàng ký đi. Mưa Thu ở phòng làm việc cửa chờ, nàng hiện tại thật sự rất tò mò, chẳng lẽ Trương ca tìm hợp tác đồng bọn, chính là từ cái này nho nhỏ phòng làm việc tìm, này căn bản không có một chút vượt quốc tập đoàn cảm giác a. Đang lúc Mưa Thu lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Trương Huyền cùng Âu Nhân, sóng vai từ phòng làm việc chung đi ra. Vừa thấy Âu Nhân, Mưa Thu trước tiên cùng Âu Nhân chào hỏi.
Hảo, tiểu nha đầu, vị này chính là Âu Nhân tiên sinh, cụ thể hợp tác, người đem hợp tác hạng mục, cùng hắn nói chuyện đi. Tốt, Mưa Thu trong ánh mắt có chút hoảng loạn, đây là nàng thân là nghiệp vụ viên, lần đầu tiên nói khách hàng, phi thường khẩn trương, Âu Nhân tiên sinh, xin theo ta tới, chúng ta công ty liền ở cách đó không xa, ta tin tưởng công ty đồng sự đều thực hoan nghênh ngài. Mưa Thu biểu hiện, làm Trương Huyền vừa lòng gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, cái này tiểu nha đầu, đích xác làm không ít chuẩn bị, càng là chuyên môn đi học tập một ít pháp quốc lễ nghi, bằng không sẽ không lấy phương thức này cùng Âu Nhân chào hỏi. Mưa Thu cùng Âu Nhân một đường nói chuyện phiếm, trên đường cấp Âu Nhân giới thiệu một chút Ngân Châu thị phong thổ, cũng không có trực tiếp nói sinh ý. Trương Huyền không tự giác cấp Mưa Thu dựng cái ngón tay cái, đối một cái đại bốn còn ở thực tập học sinh tới nói, Mưa Thu sở biểu hiện ra ngoài đồ vật, đã phi thường bổng, này thuyết minh, Mưa Thu nha đầu này, năng lực vẫn là không tồi. Ở tiến công ty môn thời điểm, Mưa Thu cái kia trước đài đồng học trung kỳ, khinh thường nhìn Mưa Thu liếc mắt một cái. Sau đó đem ánh mắt phóng tới Âu Nhân trên người, mở miệng nói, người không liên quan không thể tiến công ty, tới đăng ký. Chương 141, đến từ trung kỳ làm khó dễ. Mưa Thu nhìn trung kỳ, mở miệng giải thích nói, đây là Pháp Quốc tới Âu Nhân tiên sinh, tới công ty nói chuyện hợp tác. À, Pháp Quốc tới. Trung kỳ khẽ cười một tiếng, ai tới đều đến đăng ký. Không đăng ký cũng đừng đi vào. Trương Huyền vẫn luôn đi theo Mưa Thu phía sau. Đường hắn nhìn đến Trung Kỳ loại này cách làm khi, sắc mặt tối sầm, này Trung Kỳ, rõ ràng chính là ở cố ý khó xử Mưa Thu đâu, nếu là tính tình không hảo điểm khách hàng, tới công ty đã chịu này đãi ngộ nói, chỉ sợ trực tiếp quay đầu liền đi, Mưa Thu này thật vất vả nói tới khách hàng cũng liền bay. Mau, đăng ký, Trung Kỳ lấy ra một quyển sách nhỏ, đi phía trước đài vung. Mưa Thu vẻ mặt nôn nóng chạy đến trước đài, mở miệng nói, Trung Kỳ, công ty giảng quá. Nghiệp vụ viên mang khách hàng tới công ty, không cần đăng ký. Mưa Thu nói cho hết lời, lại tiểu tâm cẩn thận nhìn mắt Âu Nhân, sợ Âu Nhân có cái gì không cao hứng. Trung Kỳ đôi tay ôm ngực, trợn trắng mắt, người thuyết khách hộ chính là khách hàng. Từ nào nhìn ra tới hắn là khách hàng. Tiểu cô nương, ta đăng ký liền hảo. Âu Nhân đi đến trước đài. Nếu là ở địa phương khác, Âu Nhân đến nào, có người dám kêu hắn đăng ký, hắn tuyệt đối quay đầu liền đi. Nhưng hôm nay là Trương Huyền đem hắn tìm tới, hắn không có một chút cái giá, chẳng sợ Trương Huyền nói cho Âu Nhân, người hôm nay đến tới đưa tiền phía trước, còn phải trước quỳ xuống khái ba cái đầu, Âu Nhân cũng sẽ làm theo. Âu Nhân ở Pháp Quốc gia tộc, chính là bởi vì Trương Huyền, mới có thể tồn tại xuống dưới, đối với Trương Huyền, Âu Nhân không chỉ có là kính sợ, có càng thêm là cảm kích, bằng không cũng không có khả năng ở nhìn thấy Trương Huyền ánh mắt đầu tiên. Liền quỳ một gối xuống đất, loại này đãi ngộ, chẳng sợ thế giới mạnh nhất quốc chủ tịch cũng hưởng thụ không đến. Mưa Thu vẻ mặt xin lỗi đối Âu Nhân mở miệng, Âu Nhân tiên sinh, thật sự ngượng ngùng. Không có việc gì, Âu Nhân cười cười vẫy vẫy tay, đối Trung Kỳ nói, cô nương, có không cho ta một cây bút? Chính ngươi không mang bút sao? Trung Kỳ trừng mắt nhìn mắt Âu Nhân, tới nói sinh ý, liền bút đều không mang theo. Ngươi rốt cuộc có phải hay không tới nói sinh ý? Không phải cái kẻ lừa đảo đi. Nghe được lời này, Âu Nhân nhìn mắt Trương Huyền đứng ở nơi đó, cười cười, một câu cũng chưa nói. Âu Nhân có thể trưởng quản to như vậy một cái tập đoàn tài chính, đều có một bộ xem người bản lĩnh, lập tức có chút không cao hứng đối Trung Kỳ nói, cô nương, này hẳn là không phải các người đãi khách phương pháp. Như thế nào, khó chịu liền lăn a, chúng ta Lâm thị không thiếu ngươi một cái khách hàng, thực sự có ý tứ, còn đãi khách, ngươi tính cái gì khách? Trung Kỳ vẻ mặt khó chịu, chính mình tìm bút, bằng không liền đi ra ngoài. Ta này có bút. Mưa Thu vội vàng từ túi áo Trung lấy ra một chi bút máy, đưa cho Âu Nhân. Âu Nhân không có lại để ý tới Trung Kỳ, tiếp nhận bút sau, ở đăng ký bổn thượng viết xuống tên của mình. Đăng ký xong sau, Mưa Thu vừa mới chuẩn bị mang Âu Nhân đi đãi khách thất, lại nghe Trung Kỳ thanh âm vang lên. Từ từ, người này thêm cái gì ngoạn ý? Trung Kỳ cầm lấy đăng ký bổn. Dùng tay chỉ mặt trên kia một chuỗi pháp ngữ. Âu Nhân hít sâu một hơi, cố nén trong lòng tức giận đối Trung Kỳ nói, cô nương, ta bản thân chính là Pháp Quốc người, đây là tên của ta. Ha ha, người tới Hoa Hạ, sẽ không viết Hoa Hạ tự sao. Lại đây trọng viết, Trung Kỳ đem đăng ký triều đại trước đài thượng dùng sức một quăng ngã, nếu không sẽ viết, liền chờ học xong lại đến. Trung Kỳ loại này cách làm, thực hiển nhiên, chính là muốn đem Mưa Thu cái này khách hàng làm hoàng. Đúng lúc này,
La Linh mang theo Rod, từ công ty Đại Môn đi đến. U, đây là làm gì đâu? La Linh tiến công ty Đại Môn, liền nhìn đến bên này không khí không thích hợp. Trung Kỳ đối La Linh lộ ra một bộ kỳ hảo tươi cười, La quản lý, các người bộ môn người, dẫn người tiến vào cũng không đăng ký. Ha ha, La Linh cười nhạo một tiếng, nhìn mắt mưa thu bên cạnh Âu Nhân, tấm tắc, thật đúng là lợi hại đâu, bút tích không nhỏ a. Ở La Linh trong lòng, cho rằng Âu Nhân, chính là Trương Huyền chuyên môn tìm tới kẻ lừa đảo. La Linh đánh giá liếc mắt một cái Âu Nhân, lại đem ánh mắt nhìn về phía Trung Kỳ, tiểu Trung A, có một số người, chính là lai lịch bất chính, ngươi nhưng đến làm hảo hảo đăng ký một chút. Nhất định, Trung Kỳ liên tục gật đầu. Khanh khách, có chút người A, dụng tâm không thuần đâu. La Linh cười duyên hai tiếng, mang theo Rod, chiều thang máy đi đến. Từ từ, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, hắn chỉ vào Rod, đối Trung Kỳ nói, người này, vì cái gì không đăng ký. Trung Kỳ chán ghét nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, mở miệng, ta nói người này chất nghiệp vụ viên, đầu óc có phao đi. La Linh giám đốc mang đến người, còn đăng ký cái gì? Trương Huyền bị Trung Kỳ lời này khí một nhạc, ý tứ giám đốc mang đến người liền không cần đăng ký. Vạn nhất làm ra cái gì có tổn hại công ty sự, này trách nhiệm ai tới đương? Người đương sao? Trung Kỳ cắt một tiếng, ta đương theo ta đương. Hảo, Trương Huyền mặt mang ý cười, gật gật đầu. Đừng nói nhảm nữa, viết hoa hạ tự đăng ký. Trung Kỳ lại lần nữa đối Âu Nhân quát lớn một tiếng. Đăng đi, Trương Huyền nhẹ nhàng mở miệng. Có Trương Huyền nói, lần này Âu Nhân không nói thêm gì, đi qua đi, đem tên của hắn, dùng hoa hạ tự viết đến đăng ký bổn thượng. Như vậy tổng được rồi đi, tính cách mềm yếu mưa thu, hiện tại đều bị khí có chút không nhẹ. Trung Kỳ cầm lấy đăng ký bổn, giả bộ nhìn vài giây. Theo sau lại mắt mang hồ nghi trên dưới đánh giá Âu Nhân, ước chừng một phút sau, Trung Kỳ mới hé răng, tạm thời tính có thể, ta sẽ tra người này thân phận, trước nói minh, nếu thân phận có một chút không đúng, ta lập tức làm bảo an đi hống người, hiện tại cút đi. Trung Kỳ nói chuyện, không chút khách khí, liền nàng thái độ này, hôm nay tùy tiện đổi một người, cho dù là tính tình tái hảo khách hàng, đều sẽ không chịu được. Âu Nhân tiên sinh, phi thường xin lỗi, xin theo ta tới. Mưa thu đối Âu Nhân lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Âu Nhân không để bụng lắc lắc đầu, đi theo mưa thu, thượng thang máy. Đường mưa thu mang theo Âu Nhân đi ngang qua nghiệp vụ bộ thời điểm, bị rất nhiều người xem ở trong mắt. Hồng tỷ cao mày, thật đúng là tìm một cái Pháp quốc người tới. Không có khả năng đi. Đi xem. Một ít phía trước khó xử quá mưa thu người, tất cả đều chạy chậm tới rồi đãi khách thất, ánh mắt có chút biệt nữ nhìn ngồi ở đãi khách thất chung Âu Nhân. Không thể không nói chính là, Âu Nhân tuy rằng tuổi lớn, nhưng nhìn qua phi thường có khí thế, làm người xem một cái, liền cảm giác hắn không phải cái gì người thường. Người này, thật là đi rồi cứ chó vận, còn có thể thật tìm được một cái hợp tác đồng bọn. Cái gì hợp tác đồng bọn a, tùy tiện tìm cái Pháp quốc người lại đây, sau đó nói không nói hợp lại, kéo thời gian bái. Một người tuổi trẻ nữ nhân trên mặt mang theo chút đố kỵ. Một tân nhân, nàng lấy cái gì đi tìm hợp tác đồng bọn. Thực sự có ý tứ. Những cái đó vẫn luôn đứng ở La Linh bên kia người, sôi nổi mở miệng, trong lời nói tất cả đều là trào phúng, thả lời nói gian, không một cái cho rằng mưa thu có thể đem đơn nói thành. La Linh nhìn mắt đãi khách thất trung Trương Huyền ba người, phát ra một tiếng cười nhạo, nói cái gì cũng chưa nói, nàng chờ Trương Huyền muốn ký kết hợp đồng thời điểm, nàng liền đi tìm Lâm Tổng, nói cho Lâm Tổng, cái này họ Trương, là tưởng lừa công ty tiền. Chương 142 Phẩm tính. Đãi khách thất chung, mưa thu vì Âu Nhân cùng Trương Huyền một người phao một chén trà nóng, Trương Huyền ngồi ở một bên, lấy một cái người đứng xem góc độ, nhìn mưa thu cùng Âu Nhân tiến hành giao lưu, mưa thu chuẩn bị rất nhiều tư liệu, vì Âu Nhân trình bày công ty lần này hạng mục, có thể nhìn ra được tới, mưa thu đàm phán thủ pháp phi thường non nớt, đối nào đó vấn đề xử lý thượng, cũng không đủ chi tiết, bao gồm có chút Âu Nhân đưa ra vấn đề, mưa thu cũng trả lời không lên, có vẻ thực sốt ruột. Đương nhiên một ít mưa thu trả lời không lên vấn đề, cũng không trách nàng, chỉ có thể nói, nàng nhập chức thời gian quá ngắn, còn tiếp xúc không đến này đó, nhưng mưa thu cái này quyền hạn có khả năng biết đến, có khả năng hiểu biết đến, nàng đều đi suy xét. Trương Huyền cười cười, mưa thu nỗ lực hắn đã xem ở trong mắt, này chứng minh, hắn lúc ấy giúp mưa thu, đều không phải là bạch giúp. Đối với mưa thu, Trương Huyền cũng không hiểu biết nhà đầu này rốt cuộc là cái dạng gì người. Hắn lúc ấy chỉ là không quen nhìn Rod đám người cách làm,
mới ra tay tương trợ, kết quả là, Trương Huyền cũng không nghĩ chính mình băng người, cái gì đều không nỗ lực, cái gì đều chờ người khác trước làm, hiện tại xem ra, chính mình lựa chọn không sai. Trương Huyền bưng chén trà, đi ra đãi khách thất. Họ Trương, đây là người tìm tới khách hàng, nhà ai tập đoàn A? La Linh thấy Trương Huyền ra tới, ra tiếng hỏi. Trương Huyền nghĩ nghĩ, trả lời, Pháp Quốc Gia Long tập đoàn. Gia Long, La Linh nghĩ nghĩ, chính mình ở Pháp Quốc lưu học quá thời gian lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua cái này tập đoàn tên. Trên thực tế, nghe qua Gia Long người, cho dù là Pháp Quốc thương giới người, cũng không nhiều lắm, đây là một cái dấu ở âm thầm tập đoàn tài chính, ở Pháp Quốc thương giới, có thể nói là một tay che trời, chẳng sợ Pháp Quốc thành viên hoàng thất, nhìn thấy Gia Long tập đoàn tài chính trực hệ con cháu, cũng sẽ không biểu hiện ra cái gì ngạo khí, La Linh không có nghe nói qua, đúng là bình thường. Họ Trương, người tìm tới này cái gì Gia Long tập đoàn, ta trước nay không nghe nói qua, cụ thể là làm gì đó, ngươi trong lòng rõ ràng, cũng đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại Rod tiên sinh liền ở chỗ này, ngươi cùng Rod tiên sinh nhận cái sai, nói lời xin lỗi, Rod tiên sinh tha thứ ngươi sau, chuyện này cũng liền bóc qua, thế nào? Hồng tỷ mở miệng, chính là, chết căng cái gì a? Tìm tới cái bọn mũi lõ chính là vượt quốc tập đoàn A. Kia bên cạnh thương vụ trong lâu không biết có bao nhiêu vượt quốc tập đoàn đâu. Thực sự có ý tứ, nguyên bản đã sớm có thể nói thành hợp tác, liền hai người cấp chậm trễ, hảo hảo cấp Rod tiên sinh nhận cái sai, đối mọi người đều hảo. Những cái đó đứng ở La Linh bên kia người sôi nổi mở miệng. Ba ngày tìm tới khách hàng, là thật là giả đều khó mà nói đâu. Chính mình không nghĩ tiến tới, nhưng đừng liên lụy chúng ta. Những lời này truyền tiến Trương Huyền trong tai, Trương Huyền chỉ là hơi hơi mỉm cười, không làm trả lời. Đãi khách thất chung, Âu Nhân nghe xong Mưa Thu trình bày, vừa lòng gật gật đầu, tiểu cô nương, nếu nói như vậy, ngươi liền đi lấy hợp đồng đi, ta ký xuống. Thiêm, thiêm, hạ, Mưa Thu kia thủy linh linh tròng mắt chừng đến tròn xoe, thật. Thật vậy chăng? Này có cái gì giả? Âu Nhân nhìn Mưa Thu, cái này cùng hắn cháu gái không sai biệt lắm đại nha đầu, ta tới này. Còn không phải là cùng các ngươi nói chuyện hợp tác sao, nếu cái này hạng mục đối hai bên đều có chỗ lợi, ta có cái gì lý do cự tuyệt đâu. Mưa Thu một lòng, thình thịch nhảy lợi hại, nàng thật không nghĩ tới, lại là như vậy dễ dàng, liền đem hợp đồng cấp ký, tại đây phía trước, nàng căn bản là không suy xét đến ký chính thức hợp đồng sự tình. Quá, thật tốt quá, Âu Nhân tiên sinh, ngươi chờ một lát ta. Ta đây liền đi kêu Trương ca tới ký hợp đồng. Mưa Thu kích động nói chuyện đều có chút không nhanh nhẹn. Âu Nhân mặt mang nghi hoặc, cùng ta nói chuyện hợp tác chính là ngươi, vì cái gì muốn kêu Trương tới ký hợp đồng. Các ngươi không nên là ai thiêm hợp đồng, tiền thưởng liền cho ai sao? Tiểu nha đầu, ngươi có biết hay không, nếu ở ta công ty, ngươi ký xuống như vậy một cái hợp đồng, có thể có bao nhiêu tiền thưởng? Nhiều, nhiều ít a. Mưa Thu trừng lớn đôi mắt, nàng thật đúng là không biết cái này hợp đồng trích phần trăm có bao nhiêu đâu. Ít nhất này đó, Âu Nhân vươn ba ngón tay. Tam, 3.000, Mưa Thu há to miệng, một cái trích phần trăm, liền tương đương với chính mình trước mặt đài khi hơn phân nửa tháng tiền lương, này cũng quá cao đi. 3.000, tiểu nha đầu, người có chút quá coi thường cái này hạng mục đi, hướng lớn mật điểm đoán. Không phải là tam vạn đi, Mưa Thu trong mắt mang theo không thể tin tưởng, tam vạn khối trích phần trăm A. Chính mình trước mặt đài, nửa năm cũng mới kiếm này đó mà thôi. Ai, Âu Nhân thở dài, tiểu nha đầu, ta làm ngươi lớn mật điểm, lá gan của ngươi liền này đó sao? Không phải 3.000, không phải tam vạn, mà là 30 vạn, nếu ở ta công ty, ngươi nói thành cái này hạng mục, quang tiền thưởng, ta sẽ chia ngươi tương đương với 30 vạn hoa hạ tệ số lượng. 30 vạn, Mưa Thu nghe thấy cái này con số, ánh mắt đều có chút dại ra, nàng gia cảnh bình thường, cha mẹ vất vả cả đời, tiền tiết kiệm cũng không đến cái này con số. 30 vạn. Đủ ở Ngân Châu mua nửa căn hộ, 30 vạn, đủ một người cái gì đều không làm, hảo hảo chơi thượng mấy năm, 30 vạn, đủ mua một chiếc bảo mã BMW, 30 vạn, đối Mưa Thu tới nói, là chưa từng có nghĩ tới cách xù tài sản. Hiện tại nghe được Âu Nhân nói, quang lần này hạng mục, tiền thưởng là có thể có 30 vạn. Mưa Thu phảng phất nằm mơ giống nhau. Tiểu nha đầu, thế nào, này hợp đồng, người thiêm vẫn là kêu Trương tới thiêm A. Mưa Thu hung hăng nuốt khẩu nước bọt, nói lắp nói, ta, nghe được Mưa Thu cái này trả lời, Âu Nhân trong lòng có chút thất vọng, đương nhiên, hắn cũng lý giải, 30 vạn với hắn mà nói,
khả năng cái gì đều không tính, nhưng đối người thường tới nói, đây là có thể thay đổi cả đời sinh hoạt trình độ tài sản, nhiều 30 vạn, có thể đổi tòa căn phòng lớn, đổi chiếc hảo xe. Ta cần thiết phải gọi Trương ca mời ta ăn đốn tốt, 30 vạn a, này cũng quá nhiều. Âu Nhân tiên sinh, ngươi chờ một lát, ta đây liền đi kêu Trương ca. Mưa Thu nói, liền hướng đãi khách bên ngoài chạy, muốn đi kêu Trương Huyền. Vốn dĩ trong lòng thất vọng Âu Nhân, nghe được Mưa Thu này câu nói kế tiếp, rất có hứng thú nhìn Mưa Thu hai mắt, tiểu nha đầu, ngươi có thể hay không nói cho ta, ngươi làm gì một hai phải kêu Trương tới thêm cái này hợp đồng, nếu ngươi nguyện ý, cách xù tiền thưởng, đều sẽ là của ngươi. Không phải, Âu Nhân tiên sinh, Mưa Thu vẫy vẫy tay, khuôn mặt nhỏ thượng mang theo thành khẩn nói, Trương ca là vì ta, mới đắc tội giám đốc. Ngươi cũng là Trương ca tìm tới, ta bất quá là giúp Trương ca làm một chút không đáng nói đến sự tình mà thôi, này đó tiền thưởng, vốn dĩ chính là thuộc về Trương ca. Mưa Thu nói, làm Âu Nhân cảm thấy ngoài ý muốn, thân là Gia Long tập đoàn tài chính người cầm lái, Âu Nhân gặp qua rất nhiều tiền, cũng gặp qua rất nhiều nhân tiền dựng lên phân tranh, Mưa Thu biểu hiện, là hắn chưa thấy qua, quang này phân phẩm hạnh, làm Âu Nhân vì Mưa Thu giơ ngón tay cái lên. Âu Nhân tiên sinh, ngươi chờ một lát một chút. Ta đây liền đi kêu Trương ca. Chương 143, làm người đỏ mắt. Không cần, Âu Nhân ra tiếng, gọi lại Mưa Thu, Trương giao đãi quá ta, lần này hợp đồng, từ ngươi tới thiêm, nếu ngươi không muốn thiêm nói, ta sẽ cự tuyệt lần này hợp tác. A, à, tiểu nha đầu, các ngươi công ty, như thế nào phân phối ngươi cùng Trương tiền thưởng, này cùng ta không có quan hệ, ngươi mặt sau có thể đi tìm các ngươi tổng tài, hiện tại, đi lấy hợp đồng đi. Hợp tác đột nhiên nói thành, cách xù tiền thưởng, đều cũng đủ làm Mưa Thu cái này mới ra đời tiểu nha đầu tiêu hóa đã lâu. Đương Mưa Thu rời đi đãi khách thất, chuẩn bị đi lấy hợp đồng thời điểm, khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo một mặt kinh hoàng. Mưa Thu biểu tình, nghiệp vụ bộ người đều xem ở trong mắt, chờ Mưa Thu từ đãi khách thất ra tới thời điểm, sôi nổi mở miệng. Như thế nào, không nói hợp lại. Này biểu tình vừa thấy liền biết không nói hợp lại sao. Không rõ ràng lắm chính mình mấy cân mấy lượng, tìm lai khách hộ chính mình đi nói, cứ như vậy có thể nói cái gì. Hồng tỷ đám người, toàn lộ ra coi khinh biểu tình. Không phải, Mưa Thu vẫy vẫy tay, đã nói hảo, khách hàng đồng ý ký hợp đồng. Ký, Hồng tỷ trừng lớn đôi mắt, một bộ khó mà tin được bộ dáng, lần này hợp tác hạng mục có bao nhiêu đại, Hồng tỷ làm lão công nhân phi thường rõ ràng, nếu thật sự có thể làm khách hàng đem hợp đồng ký xuống. Kia quang trích phần trăm phải 5 vạn đâu. Lại tính công trạng nói, năm nay tiêu quan là vững vàng, tới rồi cuối năm lại là một bút tiền thưởng. Đúng vậy, Mưa Thu gật gật đầu, trên mặt hoảng loạn dần dần biến mất, ngược lại biến thành vẻ mặt vui mừng, ta hiện tại đi lấy hợp đồng. Ta nói Mưa Thu, người cùng khách hàng nói cái gì hợp đồng a? Ta nói cho ngươi, này trên hợp đồng kim ngạch, cũng không thể tùy ý hàng, chúng ta điểm mấu chốt chính là C cấp. Lại một người nói, trong ánh mắt mang theo lửa nóng, thỉnh thoảng chiều đãi khách thất nhìn lại. Trên thực tế, công ty về lần này hợp tác phương án cấp điểm mấu chốt, là E cấp, nhưng nàng nói như vậy, đơn giản chính là tưởng cấp Mưa Thu tạo thành một cái khó khăn cục diện, làm cho chính mình có cơ hội cắm thượng một chân, đến lúc đó phân điểm trích phần trăm công trạng gì, 5 vạn khối đâu, nếu chính mình đi lên tiếp nhận, nói xuống dưới, ấn công ty quy củ, vậy có thể phân một nửa. Cùng người này có giống nhau ý tưởng, không ở số ít. Chính là, Mưa Thu, người rốt cuộc như thế nào nói đến, dùng không cần ta đi vào giúp người hỏi một chút. Nếu tự mình hàng kim ngạch, chẳng những không có nói thành, công ty tạo thành tổn thất đến chính người gánh vác. Một người cố ý nói chuyện giật gân. Ở các nàng trong mắt, Mưa Thu là một tân nhân, mà tân nhân trong tay đơn tử, chính là một khối thịt mỡ. Những người này vốn dĩ liền đứng ở La Linh kia một bên, cùng Mưa Thu không đối phó, lúc ấy xảy ra chuyện thời điểm, trong miệng không thiếu trêu chọc. Hai ngày này cũng không thiếu khi dễ Mưa Thu, tự nhiên sẽ không theo Mưa Thu nói cái gì thể diện. Nghe đến mấy cái này nghiệp vụ bộ lão tiền bối nói cái gì hàng kim ngạch, C cấp gì, Mưa Thu vẻ mặt nghi hoặc, Hồng tỷ, cái gì là C cấp A, ta không biết A, còn không phải là dán ở văn phòng cái kia chỉ tiêu sao. Văn phòng chỉ tiêu, Hồng tỷ theo bản năng kêu một tiếng, thanh âm cực đại, dọa chung quanh người nhảy dựng, liền đang ở văn phòng làm công người đều có thể nghe được Hồng tỷ tiếng kêu. Còn lại người nghe được lời này, cũng là tim đập gia tốc, sắc mặt ửng hồng. Dán ở văn phòng chung cái kia chỉ tiêu, là lúc trước Lâm Tổng định ra tốt nhất mục tiêu, lúc ấy Lâm Tổng phóng lời nói, ai nếu có thể dựa theo cái kia chỉ tiêu đem hợp đồng nói thành,
chỉ là trích phần trăm, liền cao tới 50 vạn. 50 vạn A, đây chính là một bút cách xù con số, đủ để cho người đỏ mắt con số. Một người nữ nhân trẻ tuổi trong mắt xoay chuyển, đột nhiên hé răng, đúng rồi Hồng Tỷ, ta nhớ rõ chúng ta công ty không phải có quy định sao, tân nhân không cho nói hợp đồng A. Vừa nói, tên này nữ nhân trẻ tuổi không ngừng hướng Hồng Tỷ sử ánh mắt. Hồng Tỷ sao có thể không rõ nàng là có ý tứ gì, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, đúng vậy, hình như là có cái này quy củ, tân nhân không cho nói khách hàng, cũng không có thêm đơn điều kiện, cái kia mưa thu A, người lần này làm không tồi. Chúng ta sẽ hướng là quản lý hảo hảo phản ứng, lần này hợp đồng, ngươi cũng đừng ký, từ từ chúng ta giúp ngươi ký là được. Đúng vậy, ngươi tưởng thêm công ty cũng không cho thêm, dù sao cũng không nhiều ít trích phần trăm, nhưng ngươi năng lực mọi người đều xem ở trong mắt, về sau đương cái tổ trưởng gì đó, khẳng định không gì vấn đề. Một người lại một người mở miệng nói, mơ ước kia 50 vạn cách xù trích phần trăm. Không có việc gì, làm nàng thêm. Một đạo thanh thúy thanh âm từ văn phòng tiền truyện ra, La Linh đứng ở nghiệp vụ bộ văn phòng trước cửa, ta cho nàng cơ hội này, hiện tại đi thêm đơn đi. La quản lý, này, Hồng Tỷ khó hiểu nhìn La Linh, 50 vạn A. Liền như vậy bạch bạch nhường cho một tân nhân, nếu làm cái này tân nhân nói thành, La Linh không chỉ có không có một chút chỗ tốt, địa vị còn sẽ đã chịu uy hiếp. Không có việc gì, làm mưa thu đi thêm đi, đi tài vụ làm bí thư cho ngươi đóng dấu hợp đồng. La Linh dạo bước, đi đến Mưa Thu bên người, vỗ vỗ Mưa Thu bả vai, theo sau đi nhanh chiều cửa thang máy đi đến, ở thang máy chung, ấn xuống tầng cao nhất tầng số. Hồng Tỷ đám người, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, đều không rõ, La quản lý vì cái gì muốn từ bỏ cơ hội này, liền tính La quản lý không để bụng, các nàng cũng để ý a, liền tính mỗi người chỉ phân một ly canh, cũng đủ cười tỉnh. Lâm Thị cao ốc tầng cao nhất. Milan cùng Lê Nhưng vẫn là sự nghiệp bộ tôn giám đốc, làm dẫn đường, mang theo Charlie hoàng tử tham quan Lâm Thị tập đoàn, Lâm Thanh Hạm ở một bên làm cùng đi. Hôm nay, Lâm Thanh Hạm ý tưởng, là tưởng cùng Charlie hoàng tử chi gian đạt thành nào đó hợp tác, nếu thật sự có thể thành công, đối Lâm Thị tới nói, kia tuyệt đối là thiên đại hỷ sự. Đang lúc Lâm Thanh Hạm chính tỉ mỉ vì Charlie hoàng tử giới thiệu bản thổ nhân tình phong mạo thời điểm, văn phòng môn bị gõ vang, bí thư Lý Thiến mở cửa đi đến. Lâm Tổng, nghiệp vụ bộ La Linh La quản lý, nói có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi hội báo. Lâm Thanh Hạm tưởng tượng, nghiệp vụ bộ, còn không phải là Trương Huyền hiện tại đợi đến bộ môn sao, hôm nay lại là lúc ấy cùng Trương Huyền ước định 3 ngày kỳ hạn, này La quản lý tìm chính mình, hẳn là cùng Trương Huyền có quan hệ. Lâm Thanh Hạm trầm ngâm 2 giây, mở miệng nói, làm nàng vào đi. Thân xuyên màu xám chức nghiệp chế phục La Linh đi vào văn phòng chung, Lâm Tổng hảo. Nói xong. La Linh nhìn mắt ngồi ở văn phòng chung còn lại mấy người. La quản lý, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Lâm Tổng, chúng ta bộ môn Trương Huyền, đang ở đãi khách thất, thực thi cùng nhau lừa dối hành vi, hắn tìm cái pháp quốc người, ngụy trang thành khách hàng, cùng công ty ký kết giả dối hợp đồng. Cái gì? La Linh tiếng nói vừa dứt, văn phòng chung, trừ bỏ thị trường bộ tôn giám đốc ở ngoài, còn lại người, đồng thời đứng lên. Milan cùng Lê Nhưng là biết Trương Huyền thân phận, làm Lâm Thanh Hạm lão công, Trương Huyền sao có thể liên hợp người ngoài, lừa dối công ty tài sản. Mà Charlie hoàng tử, còn lại là nghe được pháp quốc người sau, trên mặt lộ ra tức giận. Lâm Thanh Hạm chau mày, là quản lý, ngươi nói lời này, cần phải phụ trách nhiệm. Lâm Tổng yên tâm, lời nói của ta, những câu là thật, nếu Lâm Tổng không tin, hiện tại liền có thể đi đãi khách thất nhìn xem. La Linh trên mặt, mang theo tự tin tươi cười. Nàng thật sự nghĩ không ra, một cái từ bao ra trong công ty tìm ra người, không phải lừa dối, còn có thể là cái gì? Chương 144, hắn tưởng lừa dối. Lâm Thị tập đoàn, nghiệp vụ bộ. Hồng Tỷ đám người đứng ở đãi khách bên ngoài, xuyên thấu qua đãi khách thất cửa kính, vẻ mặt hâm mộ nhìn đang ở thiêm đơn mưa thu. 50 vạn trích phần trăm A, đây là các nàng mấy năm mới có thể kiếm được tiền, bao nhiêu người cả đời cũng chưa tích góp hạ nhiều như vậy tiền. Liền như vậy bị một cái mới đến thực tập tiểu cô nương kiếm được trong tay, nói không đỏ mắt đó là giả. Nhưng đỏ mắt thì thế nào, chỉ có thể nhìn nhân ra ở kia ký hợp đồng. Trương Huyền bưng ly trà xanh, thanh thản ổn định ngồi ở chính mình bàn làm việc trước, mang tai nghe, nhìn Trung Y dạy học video, học tập một ít dạy học phương pháp. Đúng lúc này, Lâm Thanh Hạm hùng hổ xuất hiện làm việc phụ bộ văn phòng trước cửa, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến ngồi ở kia xem video Trương Huyền.
bởi vì là đối mặt văn phòng đại môn, Lâm Thanh Hạm cũng không có nhìn đến Trương Huyền đang xem cái gì, thấy Trương Huyền mang tai nghe, hứng thú bừng bừng, Lâm Thanh Hạm đi đến Trương Huyền bàn làm việc trước, duỗi tay ở trên mặt bàn gõ gõ. Ân, Trương Huyền lúc này mới chú ý tới Lâm Thanh Hạm, hắn tháo xuống tai nghe, vẻ mặt kỳ quái hỏi, Lâm Tổng, người đây là... Lâm Thanh Hạm hít sâu một hơi, mở miệng nói, Trương Huyền, người ra tới một chút. Nga, hảo, Trương Huyền gật gật đầu, tạm dừng video, đứng dậy vẻ mặt nghi hoặc đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau. Đường ra văn phòng sau, Trương Huyền mới chú ý tới, Milan, Lê Nhưng, còn có cái kia Charlie Hoàng tử, đều đứng ở văn phòng ngoại. Thân xuyên màu xám chế phục La Linh chính vẻ mặt cười lạnh nhìn chính mình. Lâm Tổng, đây là làm sao vậy? Trương Huyền xem này trận thế, kỳ quái hỏi. Lâm Thanh Hạm nhìn nhìn La Linh, nói, La quản lý, người đem người mới vừa nói, lại lặp lại một lần đi. Tốt, La Linh tự tin cười cười, theo sau dùng sức chụp hai xuống tay, đem đang đứng ở đãi khách thất trước người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Hồng tỷ đám người vừa thấy Lâm Tổng tới, sôi nổi từ đãi khách cửa phòng tiền triều này đi tới. Các vị, xin nghe ta nói, La Linh thanh âm rất lớn, hiện tại ở chúng ta công ty. Ra như vậy một cái côn trùng có hại. Đang nói đến côn trùng có hại hai chữ thời điểm, La Linh cố ý đem ánh mắt phóng tới Trương Huyền trên người, có người đâu, cố ý phá hư công ty hợp tác quan hệ, tự đạo tự diễn vừa ra trò hay, tìm tới một ít không biết tên người, liên hợp lừa gạt công ty tài sản. Lừa công ty tài sản, La quản lý, người kia là ai a? Hồng tỷ vừa nghe, lập tức biểu hiện ra một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Còn lại người cũng sôi nổi mở miệng. Ở Lâm Thỉnh Hạm trước mặt biểu hiện ra chính mình đối công ty trung thành độ. Trương Huyền trong lòng một nhạc, a, à, người này là chính mình nói chính mình đâu. Người nọ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. La Linh duỗi tay, trực tiếp chỉ ở Trương Huyền trên mặt. Ngươi là nói, ta, Trương Huyền biểu tình quái dị nhìn La Linh, ngươi chứng cứ đâu. Chứng cứ, La Linh khinh thường cười hai tiếng, lớn tiếng nói, chứng cứ, tự nhiên liền ở đãi khách thất trung. Hiện tại Lâm Tổng cũng tại đây, Trương Huyền, ta hỏi ngươi, ngươi trong vòng 3 ngày liền tìm tới hợp tác đồng bọn, còn chỉ làm một tân nhân đàm phán, liền ký xuống A cấp hợp đồng, người này, rốt cuộc là cái gì thân phận? A cấp hợp đồng, Lâm Thanh Hạm nhíu nhíu mày, lúc trước, cái này A cấp hợp đồng, chính là nàng tự mình nghĩ hạ, hơn nữa đặt ở nghiệp vụ bộ, còn ưng thuận 50 vạn trích phần trăm. Tuy là như thế, nhưng Lâm Thanh Hạm rõ ràng, này A cấp hợp đồng. Tuyệt đối không ai có thể thêm xuống dưới. Hiện tại, nghe La Linh nói, Trương Huyền tìm tới khách hàng, chỉ làm một tân nhân đàm phán, liền đem này phân A cấp hợp đồng ký, Lâm Thanh Hạm cũng cảm thấy không thích hợp, nhưng muốn nói Trương Huyền liên hợp người ngoài, cùng nhau lừa dối Lâm Thị tập đoàn tài sản, Lâm Thanh Hạm là tuyệt đối không tin. Trương Huyền tuét miệng, là quản lý, đều thành ngươi cho rằng, ta tìm tới khách hàng, ký xuống một cái đại đơn tử, liền thành kẻ lừa đảo. Có phải hay không kẻ lừa đảo, người trong lòng so với ta muốn rõ ràng rất nhiều. La Linh đôi tay ôm ngực, bên trong người, rốt cuộc là cái gì thân phận, ta cho rằng, chỉ cần hơi chút điều tra, là có thể tra rành mạch. Đến lúc đó các ngươi hay không lừa dối, vừa xem hiểu ngay. Hồng tỷ đám người, vừa mới trong lòng còn ở đố kỵ mưa thu, hiện tại nghe được La Linh lời này, lại có loại đại tùng khẩu khí cảm giác, thậm chí trong lòng đều có chút hy vọng, La Linh nói chính là thật sự. Căn bản không có này 50 vạn trích phần trăm, Trương Huyền cùng mưa thu, chỉ là tìm tới cái kẻ lừa đảo, như vậy, các nàng nội tâm mới có thể cân bằng một chút. Điều tra thân phận của hắn, Trương Huyền nhìn mắt cùng Milan các nàng đứng chung một chỗ Charlie Hoàng tử, theo sau gật gật đầu, hảo a, người tưởng như thế nào điều tra. Từ này, La Linh từ nàng chế phục đâu nội, lấy ra hai bức ảnh, kia trên ảnh chụp, thình lình Trương Huyền cùng Âu Nhân từ kia gian biển số nhà đơn sơ. Mà chỗ chỗ ngoặt phòng làm việc chung đi ra ảnh chụp, trên ảnh chụp, vô pháp nhìn đến Trương Huyền cùng Âu Nhân chính mặt, nhưng căn cứ bóng dáng, vẫn là có thể nhìn ra, ảnh chụp chủ nhân, đúng là Trương Huyền. Này hai bức ảnh, là La Linh chuyên môn tìm người bắt được thương vụ lâu Cao Thanh theo dõi chụp hình. La Linh đem ảnh chụp cầm trong tay giơ lên, cao giọng nói, các vị thỉnh xem, đây là Trương Huyền tìm tới Pháp Quốc hợp tác đồng bọn, từ một gian bao gia công ty, tìm tới người. Cùng chúng ta Lâm Thị ký kết số trăm triệu nguyên hợp đồng. Bao gia công ty? Giống như thật là a, này còn không phải là bên cạnh thương vụ lâu sao, nơi đó mặt đều là một ít tiểu công ty mà thôi, tài sản quá ngàn vạn đều rất ít. Đích xác, xem cái này biển số nhà liền viết phòng làm việc ba chữ,
hiển nhiên không phải cái gì công ty lớn. Từ này tìm tới người, nào có năng lực thêm cái gì đại hợp đồng a? Hồng tỷ đám người một câu nói, trong lòng đã nhận định, Trương Huyền lần này, nhất định là tìm tới bao gia công ty, tiến hành lừa dối. Lâm Thanh Hạm sắc mặt đổi, hỏi, Trương Huyền, người chính là từ này tìm tới người. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, có cái gì vấn đề sao? Lâm Tổng, ta cho rằng, hiện tại có thể điều tra hạ, cái này cái gọi là Pháp Quốc khách hàng thân phận thật sự. La Linh lộ ra cười lạnh, rốt cuộc có phải hay không bao gia công ty, có phải hay không lừa dối, chỉ cần hỏi mấy cái mấu chốt vấn đề, là có thể rõ ràng. La Linh vừa dứt lời, đãi khách thất đại môn liền bị từ bên trong mở ra, Mưa Thu Cầm vừa mới thiêm tốt hợp đồng, vẻ mặt hưng phấn đi ra, mới vừa nhấc đầu, liền nhìn đến công ty tổng tài mang theo người đứng ở chỗ này, Mưa Thu vội vàng thu hồi trên mặt tươi cười, cúi đầu, nhược nhược hỏi một câu, Lâm Tổng hảo. Ân, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, hợp đồng thiêm hảo. Thiêm hảo, Mưa Thu có chút mềm yếu tính cách làm nàng nhỏ giọng trả lời. Ta nhìn xem. Lâm Thanh Hạm duỗi tay, từ Mưa Thu trong tay tiếp nhận hợp đồng, ánh mắt ở trên hợp đồng tỉ mỉ nhìn quét, mỗi một con số, mỗi một cái điều khoản, đều xem rành mạch, đương đem hợp đồng xem xong sau, Lâm Thanh Hạm cũng không phát hiện này hợp đồng có bất luận vấn đề gì. Cuối cùng, Lâm Thanh Hạm đem ánh mắt tỏa định ở hợp tác người công ty ký tên thượng, nhẹ nhàng mở miệng, Pháp Quốc Gia Long Tập Đoàn. Gia Long Tập Đoàn, đứng ở Lâm Thanh Hạm phía sau Charlie Hoàng Tử, phát ra một tiếng kinh hô. Chương 145 Tiểu Charlie, không quen biết ta. Charlie Hoàng Tử đột nhiên tiếng kinh hô, dọa mọi người nhảy dựng. Charlie Hoàng Tử nhìn Lâm Thanh Hạm, Lâm, người mới vừa nói, Pháp Quốc Gia Long Tập Đoàn. Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ở đây người nhiều như vậy, nàng cũng không có nói thẳng ra Charlie Hoàng Tử thân phận, Charlie các hạ, người nghe nói qua Gia Long Tập Đoàn. Đương nhiên, Charlie Hoàng Tử gật đầu, ở chúng ta Pháp Quốc, biết Gia Long Tập Đoàn người không nhiều lắm, ta vừa lúc là trong đó một cái. Gia Long Tập Đoàn sinh ý, làm được toàn cầu các nơi, Lâm, người như thế nào sẽ biết Gia Long Tập Đoàn? Charlie các hạ, chúng ta hợp tác đồng bọn, chính là Gia Long Tập Đoàn. Trương Huyền mỉm cười giải thích nói. Không có khả năng, Charlie Hoàng Tử đương trường biểu hiện ra không tin thái độ, Gia Long Tập Đoàn đối ngoại hợp tác, cho tới nay đều có cố định tập đoàn, ở Hoa Hạ, có thể cùng Gia Long Tập Đoàn hợp tác, chỉ có số ít mấy cái, đây là Gia Long Tập Đoàn chết quy định, xin lỗi Lâm. Thỉnh tha thứ ta nói chuyện trắng ra, ta chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi. Milan nhìn Trương Huyền, có chút cổ quái hỏi, Trương Huyền, người tìm tới chính là Gia Long Tập Đoàn người. Milan vẫn luôn vì Pháp Quốc Hoàng thất công tác, cũng nghe nói qua Gia Long Tập Đoàn danh hào. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, này rất kỳ quái sao? Kỳ quái, quá kỳ quái, Milan gật đầu, theo ta được biết, Gia Long Tập Đoàn, cũng không có ở Ngân Châu phòng làm việc. Người như thế nào cùng Gia Long Tập Đoàn liên hệ thượng? Gọi điện thoại kêu lên tới a. Trương Huyền đúng sự thật nói. La Linh mở miệng, Lâm Tổng, ta cảm thấy, chúng ta có thể xác định một chút đối phương thân phận, như vậy hết thảy nghi hoặc, liền giải quyết dễ dàng. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, chiều hội khách thất đi đến, nàng không phải không tin Trương Huyền, mà là phải cho mọi người một công đạo, cho nên, sự tình cần thiết muốn biết rõ ràng. Charlie Hoàng Tử cùng Milan hai nàng, cũng đi theo Lâm Thanh Hạm, đi vào đãi khách thất chung. Lâm Thanh Hạm nhìn đến, ở đãi khách thất chung, ngồi một người tóc tròm râu đều đã hoa dâm Pháp Quốc lão nhân, đối phương ăn mặc màu xám nâu áo gió, nhìn thấy ánh mắt đầu tiên, liền cho người ta một loại rất có khí thế cảm giác. Âu nhân tùy ý ngồi ở trên sofa, nhấm nháp ly chung trà, vài tên tiến vào người, không hề có khiến cho hắn hứng thú. Tiên sinh ngươi hảo, ta là Lâm Thanh Hạm, Lâm thị tập đoàn người phụ trách. Lâm Thanh Hạm đi đến Âu Nhân trước mặt, chủ động vươn tay. Âu Nhân cười cười, đứng dậy nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Thanh Hạm tay, người hảo, Lâm, các người công ty lá trà, rất tuyệt. Cùng Lâm Thanh Hạm đánh xong tiếp đón sau, Âu Nhân đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Thanh Hạm phía sau, tỏa định ở Charlie Hoàng Tử trên người. Charlie Hoàng Tử nhìn Âu Nhân, tổng cảm thấy giống như ở đâu gặp qua, nhưng trước sau nghĩ không ra. Tiểu Charlie, nhiều năm không gặp, đã lớn như vậy rồi. Âu Nhân cười cười. Âu Nhân này tùy ý một câu, lại làm Lâm Thanh Hạm cùng Milan đám người, trong lòng đồng thời cả kinh. Đối phương nếu có thể kêu ra Charlie Hoàng Tử tên, vậy nhất định biết Charlie Hoàng Tử thân phận, dưới tình huống như vậy, còn có thể kêu ra tiểu Charlie ba chữ, hắn rốt cuộc là người nào?
Charlie hoàng tử ánh mắt gắt gao tỏa định ở Âu Nhân trên người, sau một lúc lâu, mới lộ ra một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, Âu Nhân thúc thúc. Âu Nhân cố ý lộ ra một bộ thương tâm biểu tình, tiểu Charlie, ngươi khi còn nhỏ thường xuyên ở ta kia chơi, hiện tại lại là như vậy thời gian dài mới nhận ra ta tới, xem ra, ta là thật sự lão lạc. Âu Nhân thúc thúc, thật là ngài. Charlie hoàng tử hưng phấn hô một tiếng, ngài, ngài như thế nào lại ở chỗ này? Ha ha, Trương nói có sinh ý phải làm, đã kêu ta tới tâm sự, này không, mới vừa nói thành một bút sinh ý, còn không có tới kịp khai sâm panh. Âu Nhân vươn tay, như là vuốt ve chính mình hài tử giống nhau, ở Charlie hoàng tử kim sắc đầu tóc thượng xoa xoa, tiểu Charlie, ngươi vẫn là như vậy thích chạy loạn, ta tới Hoa Hạ phía trước còn thấy phụ thân ngươi một mặt, hắn thực hy vọng ngươi có thể nhiều ở nhà đãi đãi. Lâm Thanh Hạm nghe Charlie hoàng tử cùng Âu Nhân chi gian đối thoại, nhìn hai người động tác, hoàn toàn sửng sốt. Charlie hoàng tử, khi còn nhỏ thường xuyên ở hắn kia chơi. Charlie hoàng tử, đối hắn xưng hô vì ngài. Hắn tới Hoa Hạ trước, còn thấy Charlie hoàng tử phụ thân một mặt, hai người còn giống cái bằng hữu giống nhau nói chuyện phiếm. Charlie hoàng tử phụ thân rốt cuộc là ai, không cần nói cũng biết, vị này lão nhân, rốt cuộc là cái gì thân phận. Hải, Âu Nhân. Xem ra các ngươi nhận thức a. Trương Huyền đi vào đãi khách thất chung, chào hỏi. Nga, Trương, không nghĩ tới, tiểu Charlie thế nhưng ở ngươi nơi này làm khách. Chuẩn xác tới nói, là ở lão bà của ta nơi này, Âu Nhân, giới thiệu một chút, vị này chính là thê tử của ta, Lâm Thanh Hạm, Thanh Hạm, vị này chính là Âu Nhân, Pháp Quốc gia Long tập đoàn người cầm lái, về sau cũng là chúng ta hợp tác đồng bọn. Trương Huyền vì hai người làm ra giới thiệu. Hiện tại đãi khách thất chung, không có công ty những người khác. Âu Nhân ở nghe được Lâm Thanh Hạm chính là Trương Huyền thê tử thời điểm, ánh mắt lập tức trở nên cung kính lên, mỹ lệ nữ sĩ, thứ ta mạo muội, ngài thật là ta đã thấy mỹ lệ nhất thiên sứ. Lâm, Âu Nhân thúc thúc, là Gia Long tập đoàn người phụ trách, Gia Long tập đoàn, là chúng ta Pháp quốc lớn nhất tập đoàn tài chính. Charlie hoàng tử, lại lần nữa vì Lâm Thanh Hạm giới thiệu một chút Âu Nhân thân phận. Tuy rằng Charlie hoàng tử ở giới thiệu Âu Nhân thời điểm, không có gì hoa lệ hình dung từ, cũng chưa nói ra có bao nhiêu con số thiên văn tài sản, nhưng một câu Pháp quốc lớn nhất, đủ để cho Lâm Thỉnh Hạm biết, trước mặt lão nhân này, rốt cuộc có bao nhiêu trọng địa vị. Như vậy một người, lại sao có thể, là Trương Huyền tìm tới, liên hợp lừa dối công ty tài sản. La Linh đám người, đứng ở đãi khách cửa phòng ngoại, chờ kết quả. Thực mau, liền thấy Lâm Thanh Hạm từ đãi khách thất đi ra. Các nàng đều đang nhìn Lâm Thanh Hạm, chờ một đáp án. Lâm Thanh Hạm nhìn quét liếc mắt một cái mọi người, mở miệng nói, là quản lý, lần này sự tình, thuộc về hiểu lầm, Âu Nhân tiên sinh, đích đích xác xác là Trương Huyền tìm tới hợp tác đồng bọn. Sao có thể, La Linh phản ứng đầu tiên chính là không tin, một cái vừa đến công ty tân nhân, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, liền tìm đến Pháp quốc công ty đa quốc gia hợp tác, hơn nữa, La Linh rõ ràng biết, Trương Huyền hợp tác đồng bọn. Là từ như vậy một cái tọa lạc ở thương vụ lâu chỗ ngoặt loại nhỏ phòng làm việc chung tìm. La Linh, người thân là nghiệp vụ bộ giám đốc, lần này sự tình, cũng thuần túy là vì công ty suy nghĩ, đáng giá khen ngợi, nếu Trương Huyền nói ra 3 ngày ước định cũng đã làm được, ta hy vọng các ngươi trực tiếp mâu thuẫn, hoàn toàn bóc quá, ở về sau công tác chung, còn muốn hỗ trợ lẫn nhau mới hảo. Này, La Linh há miệng, nàng không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Sự tình thế nhưng sẽ phát triển trở thành như vậy, nếu họ Trương tìm được hợp tác đồng bọn, kia kế hoạch của chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhưng sự tình tới rồi nông nỗi này, La Linh lại có biện pháp nào, nàng hiện tại thực hối hận, nếu 3 ngày trước không nghĩ tìm họ Trương phiền toái, mà là trước đem hợp đồng gõ định, căn bản là không có như vậy ngoài ý muốn, hiện tại, La Linh cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Chương 146 ác nhân là ai? Lâm Tổng, nếu lần này sự tình hoàn mỹ giải quyết, ta cũng liền không có gì hảo thuyết, hợp tác đạt thành, cũng coi như là đối toàn bộ bộ môn người tới nói có cái giao đãi. Ta cũng hy vọng, ở về sau công tác chung, ta làm giám đốc, có thể cùng Trương Huyền như vậy có năng lực nghiệp vụ viên hảo hảo ở chung. Rốt cuộc tân công nhân có thể có như vậy năng lực, đối chúng ta công ty tới nói, cũng là thật lớn tài phú. La Linh nói, chuyện tới hiện giờ, nàng cũng chỉ có thể nói tốt hơn nghe nói, nhưng lời nói gian, vẫn là để lại chút tâm nhãn. Chuyên môn đưa ra Trương Huyền là nghiệp vụ viên, mà chính mình là giám đốc. Trương Huyền 3 ngày giữa, tìm được Pháp quốc hợp tác đồng bọn, nói thành nghiệp vụ bộ hồi lâu cũng chưa nói thành hợp tác, năng lực của hắn, mọi người đều rõ như ban ngày, La Linh nói như vậy,
cũng là tưởng bảo đảm chính mình vị trí sẽ không đã chịu uy hiếp, cố ý đưa ra Trương Huyền tân công nhân. Lâm Thanh Hạm nghe xong, xem như vừa lòng gật gật đầu. Hồng tỷ đám người thấy, lần này Trương Huyền thế nhưng không phải lừa dối, trong lòng nhiều ít có chút thất vọng, liền ở vừa rồi, các nàng cỡ nào hy vọng cái này lừa dối sự thật thành lập, 50 vạn, ta lấy không được, người khác cũng đừng nghĩ bắt được. Đang lúc mọi người cho rằng chuyện này hoàn toàn quá khứ thời điểm, Trương Huyền thanh âm vang lên. Hài hòa ở chung, xin lỗi, ta không đồng ý. Trương Huyền, người có ý tứ gì? La Linh mở miệng, nàng trên mặt, mang theo mặt ủy khuất thần sắc, người nếu cảm thấy, ta mấy ngày hôm trước xử lý phương thức có chút quá mức, ta có thể hướng ngươi xin lỗi, nhưng công tác, không phải ngươi cùng ta chi gian sự, mà là đại gia sự, ta không hy vọng bởi vì chúng ta hai người chi gian hiểu lầm, đối đại gia tạo thành ảnh hưởng. La Linh lời này nói có thể nói đến tình chí lý, khi nói chuyện đem mọi người mang theo đi vào, hơn nữa nàng kia mặt ủy khuất thần sắc, tức khắc làm tất cả mọi người cảm thấy, Trương Huyền có chút thật quá đáng. Còn không phải là cùng giám đốc có chút mâu thuẫn sao, còn không phải là nói thành một cái đại đơn sao, nhưng trước sau là cái tân nhân, này liền không đem cấp trên để vào mắt, người như vậy, năng lực lại cao, đều không bị đãi thấy. Lâm Thanh Hạm nhăn lại mày liễu, Trương Huyền, chuyện này, liền bóc quá đi. Không, Trương Huyền lắc lắc đầu, vô pháp bóc quá. Trương Huyền, người đừng quá mức. Hồng tỷ quát chói tai một tiếng, thế La Linh nói chuyện, La quản lý một lòng đều là vì đại gia hảo, là vì công ty hảo, hiện tại ngươi hơi chút có điểm thành tích, liền không đem La quản lý để vào mắt, ngươi làm một cái tân công nhân, có phải hay không có chút quá không coi ai ra gì. Ta quá mức, Trương Huyền hỏi ngược lại, ta làm lại quá mức, có các ngươi quá mức. Ỷ lớn hiếp nhỏ, giả bộ, ỷ vào chính mình có tư lịch, ở công ty tác oai tác phúc, thị phi bất phân. Còn có La Linh, ta thấy thế nào không ra nàng là vì đại gia hảo, vì công ty hảo. Ân, Trương Huyền vừa nói, một bên lấy ra chính mình di động, truyền phát tin một đoạn video. Trên video, đúng là ngày đó La Linh ở Tân Khải khách sạn mở tiệc chiêu đãi Rod khi trường hợp, video chung vai chính, là La Linh cùng Rod hai người bọn họ dùng lưu loát pháp ngữ giao lưu. Nhìn đến này video nháy mắt, La Linh chính là sắc mặt biến đổi, nàng rất rõ ràng, chính mình ở video chung. Đang cùng Rod trò chuyện cái gì? Thực mau, này đoạn video truyền phát tin xong, Trương Huyền lại thả một khác đoạn video, lần này video, là ở một gian bệnh viện phòng bệnh, La Linh ghé vào Rod trong lòng ngực, nói cái gì, trò chuyện, hai người liền bắt đầu triền miên, mặt sau cảnh tượng, Lâm Thanh Hạ mấy nữ trực tiếp ngượng ngùng xem đi xuống, một ít tuổi trẻ tiểu cô nương cũng không tự giác đem đầu chuyển qua đi, chỉ nghe di động thanh âm truyền ra, làm người mặt đỏ tai hồng. Đoạn thứ nhất video, rất nhiều người lúc ấy đều ở đây, lại nghe không hiểu pháp ngữ, cho nên cảm thấy không có gì, nhưng đệ nhị đoạn video, La Linh cùng Rod chi gian quan hệ, lại làm người cảm thấy ngoài ý muốn. Trương Huyền, người quá mức, Hồng tỷ xông lên, một phen liền tưởng đoạt quá Trương Huyền di động, lại không có thể thành công. Trương Huyền cười cười, ta như thế nào quá mức? Người đơn giản chính là cùng La quản lý có chút tư nhân ân oán, liền làm loại này hạ tiện hoạt động. Liền tính là La quản lý cùng Rod tiên sinh có chút tư nhân cảm tình, kia cũng là hai người bọn họ chi gian sự tình, ngươi chụp lén cá nhân riêng tư, còn đương chi với chúng thả ra. Nhân phẩm của ngươi, quả thực ác liệt tới rồi cực hạn. Trương Huyền lắc lắc đầu, không để ý đến Hồng tỷ, cất cao giọng nói, pháp ngữ là cái tiểu loại ngôn ngữ, hiểu người không nhiều lắm, nhưng thực xảo, hôm nay ở đây người, có quá nhiều sẽ nói pháp ngữ, ta tưởng. Bọn họ có thể phiên dịch video chung La Linh nói, cũng không đến mức bị nói thành là ta lời nói của một bên. Lâm Thanh Hạm nhìn về phía Milan, hỏi, trong video nói cái gì? Milan sắc mặt thật không đẹp, Thanh Hạm, cái thứ nhất video chung đại khái ý tứ là, La Linh muốn cùng cái kia kêu Rod, ký kết giả dối hợp đồng, lừa gạt lấy công ty một tuyệt bút tài sản, sau đó di cư Pháp Quốc, mà cái thứ hai. Milan nhìn Lâm Thanh Hạm, có chút ngượng ngùng mở miệng. Nói, Lâm Thanh Hạm sắc mặt một chút liền đen đi xuống, nàng có thể đem cái này đối ngoại phụ trách bộ môn giao cho La Linh, chính là tín nhiệm La Linh, nhưng nàng thật sự không nghĩ tới, cái này chính mình như vậy tín nhiệm người, thế nhưng ở mưu đồ như thế nào lừa gạt công ty tài sản. Cái thứ hai là, nàng nói, chờ đem tiền lừa đến sau, cũng muốn đem ngươi, lừa đến Rod trên giường. Milan nói xong, hiện trường lặng ngắt như tờ, ai đều không có nghĩ đến, La Linh đang âm thầm. Thế nhưng đánh như vậy tâm tư. Chỉ có Lâm Thanh Hạm có chút thô nặng tiếng hít thở rõ ràng truyền đến.
Liền ở vừa mới, La Linh còn luôn miệng, nói nàng một lòng vì công ty suy nghĩ, một lòng vì đại gia suy nghĩ, liền ở hơn 10 phút trước, nàng còn giữa chỉ ra và xác nhận, nói là Trương Huyền muốn liên hợp người ngoài, lừa dối công ty tài sản, nhưng đến bây giờ, sự thật sáng tỏ, chân chính muốn lừa dối công ty tài sản, là nàng La Linh. Những cái đó phía trước đứng ở La Linh kia một bên người, hiện tại sắc mặt phá lệ khó coi, đặc biệt là Hồng Tỷ, vừa mới nàng còn giúp La Linh bênh vực kẻ yếu, hiện tại lại phát hiện, nhất hư cái kia, chính là La Linh. La Linh sắc mặt trắng xanh một mảnh, không có một chút huyết sắc. Trương Huyền đôi tay cắm túi, lảo đảo lắc lư đi đến bộ môn liên hệ đài, cầm lấy một cái bộ đàm, điều hạ kênh sau, dùng bộ đàm hô, bảo an, hiện tại tới một đội người đến nghiệp vụ bộ bảy thất, thuận tiện thông chi hạ cảnh sát. Ở Trương Huyền gọi xong bảo an một phút nội, Lâm Thị bảo an liền bằng nhanh tốc độ đi vào nghiệp vụ bộ, đường bảo an tới thời điểm, La Linh cũng chưa phục hồi tinh thần lại, mặt xám như cho tàn đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Trương ca, bảo an giữa, có người nhận thức Trương Huyền. Đi nơi đó mặt, có cái pháp quốc lão, lôi ra đến mang đi, chờ cảnh sát lại đây. Trương Huyền hướng La Linh văn phòng trung phất phất tay. Rốt nguyên bản còn ngồi ở La Linh văn phòng trung phẩm nếm lá trà, chờ mong tốt đẹp sinh hoạt sắp đã đến, liền thấy một đội hùng hổ bảo an vọt tiến vào, không nói hai lời liền đem này giá đi. Rốt ra sức hô to, lại một chút dùng đều không có, căn bản không ai phản ứng hắn. Chương 147 ngày mai bồi ta. Nghiệp vụ bộ môn trước, người có rất nhiều, lặng ngắt như tờ, không ai dám nói chuyện, hiện tại ai đều có thể xem ra tới, Lâm Thanh Hạm kia trương tuyệt thế dung nhan, lạnh băng phảng phất sắp kết xương giống nhau. Trầm mặc không khí ước chừng rằng có mấy phút đồng hồ, Lâm Thanh Hạm mới mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, thông chi cảnh sát, theo nếp xử trí, nên thượng tòa án, chúng ta Lâm Thị, sẽ không dung túng bất luận cái gì một con bọn đạo trích. Lâm Thanh Hạm sau khi nói xong, không có dư thừa vô nghĩa, phủi tay tránh ra, nàng chính là như vậy một người, ở công tác thượng sự tình, không làm ra vẻ, không làm ra vẻ, nàng không có đi hỏi La Linh vì cái gì, không hỏi La Linh Lâm Thị đối nàng có đủ hay không hảo, La Linh sai rồi, chính là sai rồi, chính mình tin sai rồi người, chính là tin sai rồi người, ai dám mưu đồ Lâm Thị, liền phải trả giá đại giới, sẽ không bởi vì cá nhân quan hệ, cho bất luận cái gì ưu đãi. Lâm Thanh Hạm ở nói cho mọi người, Lâm Thị không phải dễ khi dễ, nàng Lâm Thanh Hạm cũng không phải dễ khi dễ. La Linh từ đầu tới đuôi, không còn có hé răng, mất hồn dường như đứng ở nơi đó. Có người cảm thấy giờ phút này La Linh có chút đáng thương, không đành lòng đi xem. Nhưng Trương Huyền, không có một chút đồng tình nữ nhân này, nàng nếu không nghĩ mưu đồ Lâm Thị tài sản, tại sao lại như vậy, nàng suy nghĩ đạt thành chính mình mục đích, hại người khác thời điểm. Có thể tưởng tượng quá như vậy kết quả, nàng ở mở tiệc chiêu đãi thượng, chuẩn bị cho chính mình đồng sự hạ dược thời điểm, lại tưởng không nghĩ tới người khác. Hoa Hạ có câu cách ngôn, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Trương Huyền mặc không lên tiếng đi theo Lâm Thanh Hạm phía sau, thượng công ty tầng cao nhất. Thẳng đến vào tổng tài văn phòng, Lâm Thanh Hạm mới lại lần nữa mở miệng, làm sao vậy, ngươi tưởng an ủi ta sao? An ủi ngươi làm gì? Trương Huyền xoay người đóng lại văn phòng đại môn, lần này sự tình, người hẳn là vui vẻ mới đúng, công ty ký như vậy một cái đại đơn, lại rút ra công ty một cái côn trùng có hại, giết gà dọa khỉ, từ phương diện kia xem, đều là chuyện tốt ha. Lâm Thanh Hạm nhẹ nhàng cười, kết quả là, người vẫn là đang an ủi ta, bất quá người an ủi người phương thức, thật sự còn rất đặc biệt. Có sao, ha ha, Trương Huyền vào đầu, cười to hai tiếng. Ngồi đi. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền khoa tay múa chân cái thủ thế. Trương Huyền cũng không khách khí, hướng trên sofa một dựa, thoải mái dễ chịu ngồi xuống. Lâm Thanh Hạm cầm lấy ấm nước, cấp Trương Huyền pha ly trà, đây là nàng lần đầu tiên, cấp Trương Huyền pha trà, này một động tác, làm Trương Huyền có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Không được, không được, Trương Huyền liên tục ngừng Lâm Thanh Hạm động tác. Có cái gì không được, người ở châm chọc ta sao? Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt. Một cái có thể tùy tiện đem pháp quốc lớn nhất tập đoàn người cầm lái gọi tới Ngân Châu ký hợp đồng người, còn chịu không dậy nổi ta một ly trà. Trương Huyền cười khổ một chút, hắn vốn dĩ không nghĩ làm Lâm Thỉnh Hạm biết Âu Nhân thân phận, nhưng hôm nay phát sinh như vậy sự, chắc ly hoàng tử lại ở, tưởng giấu cũng giấu không được. Lâm Thanh Hạm đảo xong trà sau, đem ấm trà hướng trên bàn trà một phóng, ngồi vào Trương Huyền đối diện trên sofa, tay ngọc khẽ vuốt cái trán, lão quy củ, nói đi.
Ách, ta chính là đã cứu Âu Nhân một mạng, sau đó hắn đối ta liền rất cảm kích, ta nói gì hắn đều nghe, đúng rồi, nhà hắn không ít người cũng đều là ta cứu. Lâm Thanh Hạ mày liễu hơi hơi một trọn, liền đơn giản như vậy. Trương Huyền gật đầu, nói, kỳ thật lúc ấy việc này đi, cũng không tính đơn giản. Ở Lâm Thỉnh Hạm cho rằng, Trương Huyền nói cứu Âu Nhân, còn có Âu Nhân người trong nhà, là dựa vào một tay y thuật, rốt cuộc Trương Huyền y thuật tiêu chuẩn, Lâm Thanh Hạm cũng là hiểu biết, nàng không biết chính là, Trương Huyền trong miệng nói cứu Âu Nhân một nhà, dựa vào không phải y. Hành đi, Lâm Thanh Hạm than nhẹ một hơi, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn huyệt thái dương, ánh mắt lộ ra một tia mỏi mệt. Ngươi luôn là làm một ít ngoài dự đoán mọi người sự, làm người nắm lấy không ra, lần này sự tình, nếu không phải ngươi, ta thật đến ăn một cái lỗ nặng. Trương Huyền xem nữ nhân mỏi mệt bộ dáng, ánh mắt lộ ra đau lòng, hắn đứng dậy đi đến Lâm Thanh Hạm phía sau, nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Thanh Hạm đặt ở huyệt thái dương thượng tay nhỏ, làm chính mình vì nàng nhẹ nhàng xoa ấn. Như thế nào, gần nhất quá mệt mỏi. Trương Huyền thủ pháp khi thì nhẹ nhàng chậm chạp, khi thì lực trọng. Loại này độc đáo mát xa thủ pháp, làm Lâm Thỉnh Hạm cảm giác được một trận thoải mái, nàng dựa vào trên sofa, nhắm hai mắt, thở phào một hơi, đúng vậy, có chút quá mệt mỏi. Kỳ thật ngươi có thể hơi chút nghỉ ngơi một chút, ta nghe công ty người nói chuyện phiếm nói, nhiều năm như vậy, ngươi cơ hồ cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi, tiết ngày nghỉ cũng ở công ty tăng ca, như vậy đi xuống, sớm muộn gì đem thân thể kéo suy sụp. Trương Huyền ngữ khí ôn nhu. Vậy ngươi cảm thấy ta nên làm chút cái gì? Trương Huyền đưa ra kiến nghị, có thể đi ra ngoài đi dạo a, nơi nơi du ngoạn một chút, nhìn xem điện ảnh, đi dạo phố, ha ha chợ đêm gì đó, không cần thiết vẫn luôn đều nghĩ công tác, tinh thần cùng thân thể song trọng áp lực, thực dễ dàng đem người áp suy sụp. Đi ra ngoài đi dạo, Lâm Thanh Hạm khóe miệng vẽ ra một mặt độ cung, hai tròng mắt mở, đối diện Trương Huyền, bốn mắt giao tiếp, vậy như vậy đi, ngày mai ta thả ngươi một ngày giả, ngươi bồi ta hảo hảo đi dạo, nhìn xem điện ảnh gì đó. Lâm Thanh Hạm lời này, làm Trương Huyền mừng rỡ như điên, sợ Lâm Thỉnh Hạm sẽ đổi ý giống nhau, vội vàng đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề, ngày mai ngươi nói làm gì liền làm gì, ta bồi ngươi. Vậy nói định rồi, Lâm Thanh Hạm nhắm mắt lại, tiếp tục hưởng thụ Trương Huyền mát xa. Công ty, vẫn luôn là một cái nhàn thoại bát quái truyền thật sự mau địa phương. Nghiệp vụ bộ giám đốc La Linh liên hợp người ngoài dục lừa dối công ty tài sản sự. Gần dùng nửa giờ thời gian liền truyền khắp toàn bộ công ty, thậm chí La Linh cùng Rod bị cảnh sát mang đi thời điểm, còn có người chuyên môn chụp ảnh chụp, nơi nơi truyền phát. Trong lúc nhất thời, công ty rất nhiều người đều đang nói chuyện này. Trương Huyền mang theo trưởng phòng nhân sự đi vào trước đài. Cái kia trung kỳ đúng không, bởi vì ngươi sơ sẩy, dẫn tới người không liên quan tiến vào công ty, ngươi phụ liên quan trách nhiệm, kinh thảo luận, ngươi đem bị khai trừ, đồng dạng. Người khuyết điểm sẽ viết ở người thực tập báo cáo giữa, hiện tại thỉnh thu thập đồ vật rời đi đi. Trung kỳ còn ở phía trước đài vui tươi hớn hở chơi di động đâu, liền nghe bên tai vang lên như vậy thanh âm, ngẩng đầu vừa thấy, trưởng phòng nhân sự liền đứng ở chính mình trước mặt. Trung kỳ vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện, liền nghe Trương Huyền thanh âm vang lên. Thân là trước đài, cố ý làm khó dễ khách hàng, bởi vì tư nhân quan hệ, không có làm được toàn diện đăng ký. Dẫn tới không hợp pháp phần tử lẫn vào công ty, không truy cứu ngươi hình sự trách nhiệm, là công ty niệm ở ngươi niên thiếu, tiểu nha đầu, về sau, cũng không nên mang theo ánh mắt xem người. Về La Linh bị trảo khi, Trung Kỳ thân là trước đài, tự nhiên rõ ràng, nhưng nàng không nghĩ tới, chuyện này thật sự sẽ liên lụy đến trên người mình, còn dẫn tới chính mình bị khai trừ. Lâm Thị Tập Đoàn, là bao nhiêu người tước tiêm đầu đều tưởng tiến địa phương, chính mình vì có thể tới Lâm Thị Tập Đoàn thực tập. Sở trả giá đại giới quá nhiều, hy sinh cũng quá nhiều, liền lúc này mới đá đi mưa thu, lên làm một cái trước đài, công tác nhẹ nhàng, đãi ngộ không tồi, áo cơm vô ưu, nhưng lúc này mới mấy ngày, chính mình liền phải bị khai trừ rồi. Thật muốn đi rồi, chính mình lại đi nào tìm tốt như vậy công tác đi. Trung Kỳ chu miệng, đối giám đốc làm nũng nói, giám đốc, nhân gia cũng là không có kinh nghiệm sao, kia dù sao cũng là La quản lý, ta. Không có lý do gì. Hiện tại thu thập đồ vật, lập tức rời đi. Trưởng phòng nhân sự không có dư thừa vô nghĩa, lần này sự tình có bao nhiêu đại, hắn biết rõ, công ty muốn giết gà dọa khỉ, sở hữu có liên quan hệ người, một cái không thể lưu. Chương 148 không thiếu kỳ tích. Lâm Thị Tập Đoàn cửa chính chỗ. Một cái hồng đế chữ màu đen biểu ngữ hoành treo ở tập đoàn chính đại môn chỗ. Biểu ngữ thượng viết,
nhiệt liệt chúc mừng Lâm Thị cùng Pháp Quốc gia Long Tập đoàn đạt thành vượt qua thức hợp tác. Lâm Thị sở hữu công nhân, đều buông đỉnh đầu công tác, tập hợp ở tập đoàn trước đại môn, mấy trăm người công ty quy mô, hướng người triển lãm Lâm Thị tập đoàn cường đại. Trương Huyền cùng Mưa Thu hai người, mỗi người trước ngực đều treo một đóa đỏ thấm hoa, đứng ở biểu ngữ phía dưới. Ta nói Lâm Tổng, muốn hay không như vậy thổ a, còn quải đỏ thấm hoa. Trương Huyền nhìn chính mình này giả dạng, có chút vô ngữ nói. Thổ cái gì thổ, đây là truyền thống, quải hảo. Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, nhìn Trương Huyền này thân quải đỏ thấm hoa trang phấn khi, trên mặt cũng không tự giác lộ ra một mạt ý cười. Thị trường bộ tôn giám đốc chạy tới, Lâm Tổng, đều chuẩn bị tốt, nên ngươi đi nói chuyện. Lâm Thị tập đoàn trước đại môn, bố trí một cái microphone. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, đi đến microphone trước, thanh thanh giọng nói, mở miệng nói, các vị, lần này triệu tập đại gia tới, có hai việc muốn tuyên bố, chuyện thứ nhất, chúng ta công ty, từ hôm nay trở đi, đem cùng Pháp Quốc gia Long tập đoàn, đạt thành chiến lược hợp tác quan hệ, ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian nội, ta hy vọng đại gia hoặc nhiều hoặc ít, có thể tự học một ít pháp ngữ, nếu có tưởng ở phương diện này đào tạo sâu, có thể báo bị bộ môn giám đốc, công ty sẽ bỏ vốn, vì các ngươi tiến hành huấn luyện. Dự tính ở một năm sau, công ty đem thành lập chú pháp sự nghiệp bộ, ta hy vọng đại gia nhiều hơn chiều phương diện này nỗ lực. Lâm Thanh Hạm này chuyện thứ nhất nói xong, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra ý động thần sắc, này tuyệt đối là một cái tấn chức cơ hội tốt, cơ hội hoàn toàn toàn lại công ty cung cấp, có thể hay không nắm chắc được, liền xem chính mình hay không nỗ lực, công ty ra tiền huấn luyện, như vậy đãi ngộ, là phần lớn công ty đều không cụ bị. Hảo, này chuyện thứ nhất. Mọi người đều hảo hảo suy xét một chút, chuyện thứ hai, là đại gia nhất quan tâm, đãi ngộ vấn đề, phía trước, làm việc vụ bảy bộ thành lập phía trước, ta từng nghĩ hạ một phần hợp đồng, hơn nữa hứa hẹn, chỉ cần nghiệp vụ bộ người, có thể lấy này phân hợp đồng, thu phục khách hàng, công ty sẽ cho 50 vạn trích phần trăm, ta đoán, rất nhiều người đều cho rằng ta ở nói giỡn, nhưng hôm nay ta muốn nói cho các vị, ta cũng không có nói giỡn, ta phía sau hai vị này, là chúng ta công ty tân công nhân. Đây là Trương Huyền, nhập chức thời gian không đến một vòng, cái này tiểu cô nương, Mưa Thu, còn ở thượng năm 4, tới chúng ta công ty thực tập, chính là như vậy hai cái không hề công tác kinh nghiệm người, thông qua chính mình nỗ lực, nói thành ta lúc ấy hứa hẹn quá hợp đồng, 50 vạn tiền thưởng, một phân không ít, bình quân chia bọn họ hai cái. Lâm Thanh Hạm tiếng nói vừa dứt, công ty trước cửa tụ tập đám người, ổ lên một mảnh. 50 vạn. Thiên A, hai cái tân nhân, 50 vạn trích phần trăm. Này so với ta mấy năm kiếm được đều nhiều a. Ngoạ tào, này tiền thật đúng là phát, ta lúc ấy đều cảm thấy là đùa giỡn. Còn không phải sao, 50 vạn a, này muốn nói đi ra ngoài, khác công ty người tuyệt bức không tin, ta phía trước đợi đến cái kia công ty, lão tổng cho phép 1 vạn khối cuối năm tiêu quan thưởng, kết quả là cũng chưa phát, muốn hắn phát 50 vạn, phỏng chừng có thể đem hắn bức tử. Từng đạo thanh âm vang lên, ồn ào một mảnh. Một phút sau, Lâm Thanh Hạm lại lần nữa mở miệng, hảo, các vị, ta tưởng nói chính là, công tác kinh nghiệm, là rất quan trọng một bộ phận, nhưng cá nhân nỗ lực, đồng dạng quan trọng, ở Lâm Thị công tác, không thiếu kỳ tích, có người nói, mua vé số chung 500 vạn, đối chúng ta mà nói, là thiên phương dạ đàm, nhưng ta tin tưởng, đại gia chỉ cần nỗ lực, ký xuống càng nhiều đơn tử, tuyệt đối không phải thiên phương dạ đàm, ở Lâm Thị, ta Lâm Thanh Hạm hứa hẹn, liền sẽ làm được. Kế tiếp một đoạn thời gian, Lâm Thị sẽ một lần nữa bố trí chiến lược hạng mục, mà Lâm Thị cũng sẽ chuẩn bị 300 vạn tiền thưởng, cuối năm nay phát ra, chỉ cần các vị chịu nỗ lực, ta Lâm Thanh Hạm bảo đảm, Lâm Thị đãi ngộ, tuyệt đối là toàn bộ Ninh tỉnh tập đoàn chung, tốt nhất. Trong đám người, một trận tiếng hoan hô vang lên. Lâm Tổng khí phách, Lâm Tổng uy vũ, Trương Huyền nghe này đó tiếng hoan hô, trên mặt hiện lên tươi cười, hắn nhìn đứng ở microphone trước nữ nhân kia. Trong lòng rào rạt khởi một phần tự hào, đây là hắn lão bà, có năng lực, có bản lĩnh. Ngắn ngủn nói mấy câu, liền kích khởi mọi người nhiệt tình, công nhân công tác thái độ, có thể quyết định một cái công ty phát triển tiền cảnh. Vừa mới bị khai trừ trung kỳ, thu thập hảo tự mình đồ vật, từ công ty cửa hông yên lặng đi ra, nhìn ngực mang đỏ thấm hoa, đứng ở công ty trước cửa, tiếp thu khen thưởng Mưa Thu, trong lòng thực hụt hẫng, vừa mới Lâm Thanh Hạm thông qua microphone lời nói. Nàng tất cả đều nghe vào trong tai, 50 vạn, liền tính hai người điểm trung bình, cũng có 25 vạn a. Này 25 vạn, dựa vào cái gì cho nàng? Trung kỳ nhìn chằm chằm công ty đại môn chỗ,
trong mắt mang theo nồng đậm hận ý, nếu không phải cái này mưa thu, nếu không phải cái kia chết nghiệp vụ viên, hôm nay việc này sao có thể cùng chính mình dính lên quan hệ. Trung Kỳ hít sâu một hơi, trong lòng làm tự mình an ủi, 25 vạn, liền tính cấp mưa thu 25 vạn thì thế nào, chính mình gia cảnh so nàng hảo, còn có cái có tiền bạn trai, rời đi Lâm thị, cùng lắm thì một lần nữa tìm công tác, cho nàng 25 vạn, nàng vẫn là không chính mình quá đến dễ chịu. Nghĩ vậy chút, Trung Kỳ cảm giác chính mình trong lòng thoải mái không ít, vừa muốn nhấc chân rời đi, Lâm Thanh Hạm thanh âm lại lần nữa thông qua âm hưởng truyền ra, làm Trung Kỳ nghe rõ ràng. Còn có một việc, chúng ta hợp tác đồng bọn, Âu Nhân Tiên Sinh, phi thường coi trọng mưa thu tốt đẹp phẩm chất, lúc này đây, Âu Nhân Tiên Sinh cố ý tặng cho mưa thu, một chiếc giá trị 194 vạn Maserati tổng tài, một người phẩm chất, so bất luận cái gì sự tình, đều phải quan trọng, mưa thu tuy rằng là tân nhân, nhưng ta hy vọng, mọi người đều có thể hướng mưa thu nhiều hơn học tập. Lâm Thanh Hạm nói âm, ở Trung Kỳ bên tai tiếng vọng. 194 vạn, Maserati tổng tài. Chính là nàng lấy làm tự hào cái kia thổ hào bạn trai, đều mua không nổi như vậy siêu xe. Cái loại này nùng liệt đố kỵ, quanh quẩn ở Trung Kỳ trong lòng, vô pháp tan đi. Chờ công ty trước cửa trao giải nghi thức sau khi kết thúc, công ty mỗi người đều là phấn khởi không được. Sự tình hôm nay, làm cho bọn họ hoàn toàn kiến thức Lâm thị phúc lợi đãi ngộ, chỉ cần chịu nỗ lực, một tháng làm giàu, đều không phải là không có khả năng. Nghi thức kết thúc thật lâu, mưa thu cũng chưa hồi quá mức tới. Hôm nay buổi sáng ra cửa, bởi vì muốn nói khách hàng nàng, kia một viên khẩn trương tâm còn thình thịch nhảy lợi hại, sợ chính mình nói khách hàng có cái gì sai lầm, nhưng lúc này mới qua mấy cái giờ mà thôi, số phân nàng chưa bao giờ nghĩ tới đại lễ, từ trên trời giáng xuống. 25 vạn tiền thưởng, mấy trăm vạn siêu xe, toàn bộ nện ở nàng trên người, làm nàng có nùng liệt không chân thật cảm. Trương ca, ta không phải đang nằm mơ đi, mưa thu biểu tình dại ra. Không phải. Trương Huyền lắc lắc đầu, đây là ngươi nên được. Đối mặt một cái không biết khách hàng, làm tân nhân mưa thu, hết cố gắng lớn nhất đi đàm phán, đối mặt 50 vạn cách sử dụng hoặc, mưa thu còn có thể chủ động đưa ra làm Trương Huyền thiêm đơn, có thể làm được nàng như vậy, lại có bao nhiêu người đâu. Chương 149 lần đầu tiên hẹn hò. Trương Huyền cùng mưa thu trở lại nghiệp vụ bộ thời điểm, phía trước đồng sự xem hai người bọn họ ánh mắt tất cả đều thay đổi, nguyên bản đặc biệt nhằm vào mưa thu hồng tỷ đám người. Giờ phút này rốt cuộc lấy không ra cái gì lão công nhân bộ tịch, cũng không dám lại nói làm mưa thu quét tước chỉnh gian văn phòng vệ sinh việc này. La Linh xảy ra chuyện, hiện tại nghiệp vụ bộ giám đốc vị trí không ra tới, kế tiếp nên do ai làm giám đốc, dựa theo nghiệp vụ bộ quy định, đó chính là xem công trạng tới. Hôm nay mưa thu nói chuyện như vậy một cái đại đơn, rất có khả năng trở thành tiếp theo cái giám đốc, các nàng nịnh bợ đều không kịp đâu. Đối hồng tỷ những người này, Trương Huyền cũng không có làm cái gì quá nhiều so đo, rốt cuộc các nàng không có phạm cái gì sai lầm, chỉ là cách làm thượng có vấn đề thôi. Ở Trương Huyền vui sướng tâm tình hạ, một ngày công tác thực mau liền kết thúc, tan tầm thời điểm, mưa thu đưa ra muốn thỉnh Trương Huyền ăn cơm, bị Trương Huyền cự tuyệt, Lâm Thanh Hạm cũng ở tan tầm trước cố ý tới một chuyến nghiệp vụ bộ, nói cho đại gia, ngày mai tu chỉnh một ngày, ngày hôm sau lại đây, cùng nhau tuyển tân giám đốc. Tan tầm sau. Lâm Thanh Hạm hô Trương Huyền cùng nhau cùng Âu Nhân ăn cơm, trên bàn cơm còn có Charlie Hoàng Tử, Milan, Lê Nhưng mấy người, một tịch cơm ăn mấy người là phá lệ hưng phấn. Trên bàn, Lâm Thanh Hạm một ngụm một cái nhà ta Trương Huyền, kêu Trương Huyền đó là miệng liệt đều khép không được. Cùng Âu Nhân như vậy tập đoàn tài chính lớn người cầm lái giao lưu, cũng làm Lâm Thỉnh Hạm tiền lời phỉ thiện. Âu Nhân càng là kích động, hắn nhìn Trương Huyền, có thể cùng nhân vật như vậy ngồi ở một bàn ăn cơm. Với hắn mà nói, đó chính là thiên đại vinh hạnh. Một bữa cơm kết thúc, trong bữa tiệc rượu uống lên không ít, mọi người đều phá lệ tận hứng. Về đến nhà sau, bởi vì uống rượu duyên cớ, cũng không có gì khác tiết mục, đại gia sớm nghỉ ngơi. Một đêm qua đi, ngày hôm sau buổi sáng, Trương Huyền sớm bỏ dậy, hôm nay hắn chuyên môn quát cái râu, tuyển một thân không tồi hưu nhàn trang xuyên đến trên người, hưng phấn chờ Lâm Thanh Hạm rời giường. Nghĩ đến hôm nay muốn cùng Lâm Thanh Hạm hẹn hò, Trương Huyền trong lòng là phá lệ hưng phấn. Trương Huyền càng là dùng di động tra xét tra phụ cận nào có phong cảnh hảo điểm địa phương, chuẩn bị hảo hảo mang Lâm Thanh Hạm đi giải sầu. Một người, Trương Kỳ ở vào thân thể cùng tinh thần song trọng áp lực thượng, quá dễ dàng hỏng mất, nhiều hưởng thụ thiên nhiên phong cảnh, là một loại thật tốt giảm sức ép phương thức. Buổi sáng 10 giờ, ở Trương Huyền đầy cõi lòng chờ mong hạ, ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo Lâm Thanh Hạm.
đứng ở Trương Huyền trước mặt, chẳng sợ mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy trước mặt nữ nhân này, nhưng Trương Huyền như cũng bị Lâm Thanh Hạm sở kinh diễm tới rồi. Vàng nhạt sắc khoan dài lụa ở trắng tinh vai cổ chỗ búi khởi, đen nhánh phiêu giật tóc dài tùy ý khoác hạ, giống như sao trời tiên tử giống nhau, cổ tay trắng nõn chỗ kia màu trắng ngà vòng ngọc tử, ôn nhuận dương chi bạch ngọc tản mát ra một loại không nói quang huy, cùng một thân thiền tố trang phẫn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, lẫn nhau chiếu rọi, gáy ngọc thượng kia một cây bạch kim vòng cổ, loáng thoáng lập lòe quang huy. Nữ nhân ăn mặc một đôi màu trắng dày vải, trắng tinh thon dài hai chân hiện ra ở Trương Huyền trước mắt, hoàn mỹ chọn không ra một chút tì vết. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền kia một bộ heo ca dạng, cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lại bị Trương Huyền kia thẳng lăng lăng ánh mắt xem mặt đẹp đỏ bừng, nhìn cái gì đâu ngươi, lại không phải chưa thấy qua. Hắc hắc, Trương Huyền nhe răng cười, trong lòng miễn bàn nhiều thỏa mãn, như vậy hoàn mỹ một nữ nhân, chính là chính mình lão bà, tuy rằng chính mình còn không có âu yếm cơ hội, nhưng chiếu cái này thế phát triển đi xuống, kia không phải sớm muộn gì sự sao. Lâm Thanh Hạm thái độ chuyển biến, Trương Huyền là cảm thụ nhất trực quan. Lâm Tổng, chúng ta hôm nay đi đâu à? Trương Huyền trà sát bàn tay. Ân, Lâm Thanh Hạm vươn căn ngón tay ngọc, chỉ tại hạ đem thượng, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, buổi sáng đi trước viện bảo tàng xem một vòng, buổi chiều đi đi dạo thương trường, bữa tối ta ở Tân Khải khách sạn đính vị trí, thuận tiện lại xem cái điện ảnh. À, Trương Huyền mở to hai mắt, Lâm Tổng, đây là ngươi an bài. Đúng vậy. Có cái gì vấn đề sao? Lâm Thanh Hạm kỳ quái hỏi. Không được không được, Trương Huyền liên tục xua tay, như vậy một chút thả lỏng giải áp hiệu quả đều khởi không đến, như vậy, ngươi nghe ta an bài hảo. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, vậy ngươi an bài đi. Kỳ thật, đối với chính mình an bài, Lâm Thanh Hạm cũng cảm thấy có điểm nhàm chán, nhưng nàng lại thật sự nghĩ không ra có cái gì những thứ khác. Nhiều năm như vậy, nàng chí tâm với công tác, căn bản không có cái gì cơ hội du ngoạn. Chẳng sợ Ngân Châu thị quanh thân cũng chưa đi qua vài lần, ngày thường tiêu khiển, cũng liền đi dạo phố, xem cái điện ảnh gì. Hai người đi đến trong viện, Lâm Thanh Hạm liền phải đi khai nàng kia chiếc chạy băng băng GT. Không lái xe, lái xe có ý tứ gì, tốt như vậy thời tiết, ngồi ta xe. Trương Huyền bàn tay vung lên. Ngươi xe, Lâm Thanh Hạm nghi hoặc nhìn về phía Trương Huyền, nàng nhưng không nhớ rõ Trương Huyền khi nào có xe. Này không. Trương Huyền đem kia chiếc đặt ở trong viện Lạc Hôi lão nhị tám xe đạp lui ra tới, dùng sức thổi một hơi, xe tỏa dơ lên khởi một mảnh cho bụi. 10 phút sau, Trương Huyền trừng mắt hắn này chiếc sát đến bóng lưỡng kiểu cũ xe đạp thượng phố, Lâm Thanh Hạm sườn ngồi ở trên ghế sau, gió nhẹ phất tới, gợi lên nàng làn váy. Trương Huyền, người kỵ chậm một chút a. Lâm Thanh Hạm đôi tay ôm lấy Trương Huyền vòng eo, trên mặt tràn đầy ý cười, nàng đã nhớ không được chính mình bao lâu không có ngồi quá xe đạp. Trường hợp như vậy, chỉ tồn tại giờ trong hồi ức. Yên tâm đi, ta kỹ thuật lái xe hảo đâu, chảo ổn, ta muốn ra tốc lạc. Trương Huyền dùng sức đặng chân đặng, chút nào không đau lòng này chiếc bán đấu giá giới vì 1 tỷ 300 triệu Maji kim đồ cổ. Trên đường, Lâm Thanh Hạm kia tuyệt sắc gương mặt, cơ hồ có được 100% tỷ lệ quay đầu, không ít người nhìn đến như vậy xinh đẹp một nữ nhân, cam nguyện ngồi ở một chiếc xe đạp thượng, lộ ra hạnh phúc tươi cười, đều cảm giác có chút không đáng giá. Một người thanh niên mở ra một chiếc bảo mã BMW Z4, đang đợi đèn xanh đèn đỏ thời điểm, vừa lúc nhìn đến ngừng ở bên cạnh phi chạy máy đường xe chạy thượng xe đạp, ghế sau nữ nhân, ở trong nháy mắt liền hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý, kia mỹ đến không thể bắt bẻ dung nhan, làm hắn tâm động, kia không thi phấn trang bộ dáng, có vẻ thanh thuần, tiếu lệ. Nhìn nhìn ngồi ở xe đạp trên ghế sau nữ nhân, lại nhìn nhìn chính mình trên ghế phụ này trương võng hồng mặt, thanh niên đương trường tâm sinh một cổ chán ghét. Trên đường người đi đường tỷ lệ quay đầu, tự nhiên không có tránh được Trương Huyền đôi mắt, cái loại này bị người đố kỵ phẫn hận ánh mắt, làm Trương Huyền trong lòng miễn bản có bao nhiêu đắc ý, khi đi các ngươi, tức chết ngươi, lêu lêu lêu. Trương Huyền cưỡi xe đạp, một đường mang theo Lâm Thanh Hạm chiều Ngân Châu ngoại ô kỵ đi. Trương Huyền, người này muốn mang ta đi nào a? Lâm Thanh Hạm mặt đẹp thượng tràn đầy vui vẻ thần sắc, nàng đã lâu đều không có giống hôm nay như vậy thả lỏng qua, ngồi ở xe đạp thượng. Chỉ dùng ôm lấy trước người người nam nhân này, cái gì đều không cần tưởng, hưởng thụ quất vào mặt mà đến gió nhẹ liền hảo. Đi hải hồ chơi a, ta ngày hôm qua xem trên mạng nói kia Tân Khải cái nhảy cực, muốn hay không đi nếm thử một chút. A, nhảy cực a. Lâm Thanh Hạm khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện một mặt sợ hãi. Như thế nào, không dám a. Trương Huyền quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Hạm liếc mắt một cái, cố ý kích thích nói.
Lâm Thanh Hạm bộ ngực một đính, kia no đủ loan khởi, có cái gì không dám. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 150 thực đã ghiền đi. Hải Hồ, là Ninh tỉnh chứ danh Nam A cấp cảnh khu, là dung hợp Giang Nam vùng sông nước Chi Linh Tú cùng tái Bắc Đại Mạc Chi Hùng Hồn vì nhất thể ti lộ trạm dịch. Tuy rằng tên là Hải Hồ, nhưng nơi này ngươi nhìn đến, không phải sở biết rõ thiên lam sắc biển rộng, mà là một mảnh biển cát. Biển cát ở vào một mảnh ao hồ trung ương, tổng diện tích đạt tới 80 vạn km vuông, trong đó hồ nước diện tích đạt tới 30 vạn km vuông, còn lại tất cả đều là hạt cát. Trong đó xa nắn nhất chứ danh, mỗi năm, đều sẽ có đến từ toàn thế giới các nơi cao thủ, ở Hải Hồ tổ chức xa nắn thi đấu, các loại có quan hệ xa giải trí hạng mục càng là nhiều đếm không xuể. Hải Hồ khoảng cách Ngân Châu Thị, đại khái có 70 km, đem tiến 1 giờ xe trình, kỵ xe đạp nói, nghiệp dư shipper đại khái đến kỵ hành 1 tiếng rưỡi, người thường nói, ít nhất đến 3 cái giờ. Dù sao Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hôm nay chính là ra tới chơi, ven đường phong cảnh, cũng là hưởng thụ một loại, này vẫn là Lâm Thanh Hạm lần đầu tiên ngồi xe đạp ra xa như vậy môn, hết thảy đều tràn ngập mới mẻ cảm. Đối với Trương Huyền tới nói, thể lực tự nhiên không phải hắn nên suy xét sự tình. Đừng nói cưỡi xe đạp đi xa 70 km, chính là cõng Lâm Thanh Hạm đi xa như vậy lộ, cũng là có thể làm được. Trên đường, hai người nói cười cười, cũng sẽ không cảm giác được nhàm chán. Bất chi bất giác, hai cái giờ qua đi, chính ngọ Thái Dương đánh vào đỉnh đầu, phơi đến khô nóng. Trương Huyền lái xe ở quốc lộ thượng, con đường hai bên bóng râm thỉnh thoảng sẽ cung cấp một bóng ma, nghênh đón một trận khó được mát lạnh. Lâm Tổng, khát nước rồi. Ta đi cho ngươi mua bình thủy. Ở một cái ven đường tiểu quán trước, Trương Huyền đem xe đạp dừng lại, mua hai bình ướp lạnh coca. Như thế nào uống coca à? Lâm Thanh Hạm kỳ quái hỏi một câu. Đã ghiền à, Trương Huyền đem nắp bình vặn ra, dẫn đầu uống một hớp lớn, ách. Cách. Một ngụm cách đánh ra, Trương Huyền lộ ra một bộ vừa lòng biểu tình. Ta còn là uống bình thủy liền hảo đi. Lâm Thanh Hạm đem coca phóng tới tiểu quầy hàng thượng, thay đổi bình nước khoáng. Trương Huyền thân sĩ thế Lâm Thanh Hạm vặn ra nắp bình, Lâm Thanh Hạm tiểu nhấp một ngụm. Trương Huyền có thể nhìn ra, Lâm Thanh Hạm môi đã thực làm, chứng minh nàng hiện tại phi thường khát nước, nhưng uống nước vẫn như cũ là một ngụm, không vội không táo, này cùng Lâm Thanh Hạm từ nhỏ dưỡng thành thói quen có quan hệ. Hảo, chúng ta tiếp tục đi thôi, còn có 20 km, ta kỵ nhanh lên, chúng ta đuổi một chút trước muốn hải hồ, có thể chơi một buổi chưa đâu. Trương Huyền tiếp tục đặng khởi xe đạp. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ngồi trên ghế sau. Thái Dương chiếu hạ, Trương Huyền duỗi khởi cánh tay, chuẩn bị sát một chút trên mặt mồ hôi, cánh tay vừa mới nâng lên, liền thấy một con cánh tay ngọc từ sau người duỗi lại đây, kia mảnh khảnh tay nhỏ thượng cầm một chương khăn giấy, ở Trương Huyền mặt sườn nhẹ nhàng chà lau. Này một động tác, làm Trương Huyền một lòng vui sướng nhảy lên lên. Mệt mỏi đi, nếu không dừng lại nghỉ ngơi một chút. Lâm Thanh Hạm động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Còn có vẻ có chút phụng về, đây là nàng lần đầu tiên vì người khác lau mồ hôi. Trương Huyền nha một mắng, lắc lắc đầu, không mệt, lúc này mới nào đến nào a. Trương Huyền trở tay lấy quá Lâm Thanh Hạm trong tay khăn giấy, Lâm Tổng, ngươi ngồi, ta chính mình tới là được, ta kỵ xe đạp mang ngươi ra tới chơi, kia đến làm ngươi hưởng thụ xe đạp chung đế vương đãi ngộ mới được. Lâm Thanh Hạm che miệng cười, ngươi liền bần đi ngươi, xe đạp nào có cái gì đế vương đãi ngộ. Đương nhiên là có, Trương Huyền sắc mặt chỉnh trọng nói, ngồi xe đạp, kia cũng phân mấy cái đãi ngộ đâu, kém cỏi nhất cái loại này, là hai người đổi kỵ, lại sau đó, là thượng sườn núi thời điểm một cái đẩy một cái kỵ, đãi ngộ cao điểm, thượng sườn núi thời điểm, người ngồi, ta đẩy, ta đây là tối cao đãi ngộ, toàn bộ hành trình kỵ hành, gió nhẹ quất vào mặt, so khai xe thể thao còn thoải mái. Lâm Thanh Hạm bị Trương Huyền lời này đậu đến một nhạc, đồng thời, cũng bị Trương Huyền gợi lên hồi ức. Chính mình lúc còn rất nhỏ, mụ mụ lái xe mang theo chính mình, gặp được thượng sườn núi, nàng đẩy, chính mình ngồi trên xe, kia đều là thật lâu phía trước sự, lâu đến Lâm Thanh Hạm đều mau đã quên. Trương Huyền dùng sức đặng bàn đạp, xe đạp chạy bay nhanh. Lâm Thanh Hạm uống lên khẩu trong tay nước khoáng, một đôi mắt đẹp cũng không ngừng ngó đến xe sọt chung kia bình coca thượng, linh hoạt đầu lưỡi nhỏ đáng yêu liếm liếm môi. Nhìn hơn nửa ngày, Lâm Thanh Hạm phảng phất làm cái gì quyết định giống nhau. Trương Huyền, người có thể đem ngươi coca cho ta uống một chút sao? Có thể a. Trương Huyền không hề nghĩ ngợi, liền cầm lấy coca giao cho Lâm Thanh Hạm trong tay.
Lâm Thanh Hạm nhìn trong tay này bình màu đen đồ uống có ga, cho tới nay, rất nhiều đồ vật, nàng đều muốn đi nếm thử một chút, tỉ như điên cuồng ca sướng, tỉ như giống khác nữ hải giống nhau, làm nũng bán manh, chơi chơi ứng dụng mạng xã hội, mua một đống lớn chính mình thích đồ ăn vặt, nhưng khi còn nhỏ gia đình giáo dục, làm nàng chưa bao giờ có đã làm cái gì quá mức kích thích sự tình, nàng không có đi KTV lên tiếng ca sướng quá, không có mua một đống lớn đồ ăn vặt, không có ở mùa hè mua một đống lớn đồ uống lạnh. Nàng vĩnh viễn đều làm ra một bộ vững vàng ổn trọng bộ dáng, ở công ty, mỗi ngày uống thượng một chén trà nóng, nhìn đến người khác cầm một lọ ướp lạnh đồ uống, nàng có khi cũng tưởng uống thượng một ngụm, nhưng nàng sợ chính mình làm như vậy, ở công nhân trước mặt tạo uy nghiêm hình tượng liền sẽ không còn sót lại chút gì, nàng nhìn như có được rất nhiều, nhưng lại liền một ít người thường xúc tua nhưng đến đồ vật, nàng đều không có đi thể hội quá. Tựa như Coca, khi còn nhỏ, trong nhà không cho nàng chạm vào này đó đồ uống có ga. Trưởng thành, đè ở trên người nàng áp lực, thân phận của nàng, đều làm nàng ngăn chặn này đó nhìn như là tiểu bằng hữu mới có thể uống đồ uống, mà ở 20 tuổi xuất đầu tuổi tác, liền đi học phẩm trà, uống trà. Vặn ra nắp bình, Lâm Thanh Hạ mặt đẹp thượng hiện lên một mặt vui mừng, như là cái làm sai sự tiểu hài tử giống nhau, lén lút, nhanh chóng uống xong một cái miệng nhỏ Coca, sau đó bẹp bẹp miệng, thể hội Coca chung mang theo kia cổ khí. Lâm Tổng, Coca cũng không phải là ngươi như vậy cái miệng nhỏ uống, đến uống một mồm to, nếu không đánh cái cách, như vậy này khẩu nhạc nhưng uống không hề ý nghĩa. Đánh cách, kia nhiều khó coi a, ta mới không cần. Lâm Thanh Hạm lắc lắc đầu, cự tuyệt nói, nàng tuy rằng nói như vậy, mắt đẹp chung lại mang theo một mạt ý động. Này có gì khó coi, ngươi thử một chút, thật sự thực sảng. Thử một chút, Lâm Thanh Hạm nhìn trong tay này bình Coca, giơ lên gáy ngọc, một mồm to uống lên đi xuống. Coca chung than toan tới rồi dạ dày, biến thành CO2, lao ra Lâm Thanh Hạm miệng, làm Lâm Thỉnh Hạm liền cùng vừa mới Trương Huyền giống nhau, không tự giác đánh cái cách ra tới. Ách, cách, thanh âm này mới ra tới, Lâm Thanh Hạm mặt đẹp lập tức liền đỏ bừng, nàng còn không có trước mặt người khác đã làm như vậy sự đâu. Ha ha, thế nào, thực đã ghiền đi, Trương Huyền cười lớn một tiếng. Lâm Thanh Hạm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, theo sau trên mặt tràn ra một nụ cười, là thực đã ghiền. Lâm Thanh Hạm theo như lời đã ghiền, đều không phải là này một ngụm Coca, mà là nàng vừa mới làm sự tình, giống như vứt lại sở hữu trói buộc, phá lệ nhẹ nhàng. Chương 151 phóng thích. Thật lâu phía trước, ở Lâm Chính Nam gây dựng sự nghiệp hơi có khởi sắc thời điểm, Lâm gia liền có thực nghiêm gia giáo, Lâm Chính Nam phía trước có rất nhiều bộ đội thượng bạn tốt, hắn yêu cầu chính mình trong nhà, cũng muốn dưỡng thành bộ đội cái loại này kỷ luật nghiêm minh thói quen, toàn bộ Lâm gia. Chính là Lâm Chính Nam không bán hai giá, Lâm Chính Nam nói không cho làm cái gì, Lâm gia bọn tiểu bối, không có một cái dám vi phạm. Cho nên từ nhỏ, Lâm Thanh Hạm liền sinh hoạt ở một cái, quy củ nghiêm ngặt gia đình giữa, ở nhà, nàng vô luận làm cái gì, đều phải tuân quy thủ kỷ, mãi cho đến hiện tại, nàng đều có như vậy thói quen. Loại này thói quen, nhật tử thường, đảo cũng cảm giác không ra cái gì, chỉ là giống như, thời thời khắc khắc, đều có một loại như có như không áp lực. Đè ở trên người giống nhau. Liền ở hôm nay, vừa mới kia một ngụm Coca, giống như phá tan cái loại này quy củ gông xiềng, làm Lâm Thỉnh Hạm cả người, đều trở nên nhẹ nhàng lên, loại cảm giác này, nàng chưa từng có cảm nhận được, chẳng sợ ngày thường chính mình một mình ở nhà, cũng sẽ theo bản năng đi tuân thủ những cái đó quy củ, cùng bằng hữu ở bên nhau khi, càng là như thế. Nhưng chỉ có Trương Huyền, có thể làm Lâm Thỉnh Hạm có cái loại này không cần cố tình đi làm, muốn làm gì liền đang làm gì cảm giác. Không có gì riêng sự tình phát sinh, Lâm Thỉnh Hạm chính là có như vậy trực quan cảm thụ. Xe đạp chạy ở trên đường, Trương Huyền trong miệng hừ cười nhỏ. Trương Huyền, người hừ cái gì đâu? Lâm Thỉnh Hạm lôi kéo Trương Huyền vạt áo, tò mò hỏi. Thơ ấu a, người chưa từng nghe qua sao? Trương Huyền cố ý ho khan hai tiếng, kế tiếp, cho mời chữ danh ca sĩ, Trương Huyền tiên sinh vì ngươi diễn tấu, thơ ấu. Bần a ngươi, còn chữ danh ca sĩ đâu? Lâm Thỉnh Hạm trợn trắng mắt, trên mặt mang theo chờ mong biểu tình. Trương Huyền sửa sang lại một chút cảm xúc, nhẹ nhàng mở miệng, hồ nước biên cây đa thượng, biết ở thanh thanh kêu mùa hè. Này đầu đến từ 1984 năm lão ca, lang lãng đọc thuộc lòng âm điệu, ở Trương Huyền trong miệng, bày biện ra tới, Trương Huyền cũng không có cỡ nào thâm tình biểu diễn, cũng không có biểu hiện ra cỡ nào thâm hậu ngón giọng, liền như vậy bình bình đạm đạm. Lâm Thanh Hạm sườn ngồi ở ghế sau. Hai chỉ tuyết trắng chân dài không tự giác đi theo Trương Huyền trong miệng âm điệu trên dưới lắc lư lên,
mà nàng bản nhân cũng đi theo Trương Huyền, trong miệng hừ ra này đầu thơ ấu điệu. Không có người biết vì cái gì, Thái Dương Tổng hạ đến sơn kia một bên, không ai có thể đủ nói cho ta, trong núi mặt có hay không ở thần tiên. Thanh triệt điệu, quanh quẩn ở hai người chung quanh, Lâm Thanh Hạm thanh âm thanh thúy, như là chim hoàng oanh giống nhau, phá lệ dễ nghe, nữ nhân trên mặt, tràn đầy nhẹ nhàng cười. Ở đã đến giờ giữa trưa một chút thời điểm, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, tới rồi hải hồ cảnh khu. Mùa hạ biển cát, Tổng hội nghênh đón rất nhiều du khách. Hải hồ cảnh khu bãi đỗ xe thượng đã đình đầy xe, túng mắt thấy đi, Trương Huyền này cưỡi xe đạp tới thật đúng là hành xử khác người. Lâm Thanh Hạm trong tay cầm đã không coca bình, có chút ngượng ngùng đi xem Trương Huyền, này một đường ca sướng mà đến, bất chi bất giác, nàng đem này một lon coca đều uống đến sạch sẽ. Lâm Thanh Hạm này đáng yêu bộ dáng làm Trương Huyền nhìn không được duỗi tay ở nàng cái mũi nhỏ thượng quát một chút, này thân mật động tác, liền Trương Huyền chính mình đều có chút ngoài ý muốn. Khi nào, chính mình cùng Lâm Tổng chi gian quan hệ, trở nên như vậy hòa hợp. Lâm Thanh Hạm phảng phất không ý thức được Trương Huyền vừa mới động tác có bao nhiêu thân mật giống nhau, hoặc là nói, ở trong lòng nàng, chính mình cùng Trương Huyền chi gian làm ra động tác như vậy, cũng không cảm thấy quá mức. Ở Hải Hồ, muốn trước mua phiếu, sau đó đi thuyền đi hồ trung tâm biển cát, toàn bộ hành trình, Lâm Thanh Hạm đều ở đông xem tây vọng, như là chưa hiểu việc đời giống nhau. Lâm Tổng, người sẽ không trước nay không có tới quá hải hồ đi. Trương Huyền nhướng mày. Như thế nào, không có tới quá không được a? Lâm Thanh Hạm cái miệng nhỏ một phiết, kia phó tiểu nữ nhân bộ dáng, miễn bản có bao nhiêu đáng yêu. Trương Huyền che đầu, này quanh thân điểm du lịch cũng chưa đã tới, chính mình này lão bà, thật đúng là cái công tác cuồng ma. Hành, hôm nay liền mang ngươi hảo hảo chơi chơi, bất quá ta liền lo lắng. Trương Huyền muốn nói lại thôi. Lo lắng cái gì? Trương Huyền cố ý trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Lâm Thanh Hạm, kích thích nói, lo lắng một ít hạng mục quá kích thích, ngươi không dám chơi bái. Lâm Thanh Hạm cái miệng nhỏ một cổ, ta không dám chơi. Trương Huyền, ngươi xem thường ai đâu, ta sao có thể không dám chơi, hôm nay chỉ cần ngươi dám chơi, ta đều dám. Ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, đây chính là ngươi nói, đừng đến lúc đó sợ tới mức đái trong quần. Nói ta đái trong quần, ngươi thảo đánh. Lâm Thanh Hạm nhéo đôi bàn tay trắng như phấn, chiều Trương Huyền trên người chùy lại đây. Trương Huyền nha một mắng, nhanh chân liền chạy. Họ Trương, người có bản lĩnh đừng chạy, ta hôm nay không đánh người đái trong quần không thể. Lâm Thanh Hạm tú lệ thân ảnh xuyên qua ở trong đám người, như là một đạo phong cảnh tuyến giống nhau, hấp dẫn còn lại du khách trong mắt. Ở ô một tiếng giữa, hơi luân sử động. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm hai người bò ở hơi luân lan can thượng. Nhìn cảnh khu đại môn khoảng cách chính mình càng ngày càng xa, hồ nước quay cuồng, mang theo cuộn sóng. Lâm Thanh Hạm phóng nhãn nhìn phương xa kia một mảnh biển cát, làm nàng mang theo rất lớn chờ mong. Ở biển cát thượng, có rất nhiều kích thích hạng mục, tỉ như hoạt xa, sa mạc lướt sóng, từ từ, sa mạc lướt sóng có bao nhiêu hảo chơi, từ mỗi năm anh hùng sẽ khi cả nước các nơi nhiệt tình yêu thương Việt dã người đều sẽ nhằm phía tây bắc sa mạc là có thể nhìn ra tới. Đừng người ngồi ở trong xe, cảm thụ cái loại này vuông góc xuống phía dưới cảm giác khi, người sẽ không tự giác phát ra tiếng thét chói tai. Một chuyến biển cát du ngoạn, làm Lâm Thanh Hạm thét chói tai không thôi, đương Trương Huyền điều khiển một chiếc xe từ một chỗ cát đất bao lao xuống đi thời điểm, Lâm Thanh Hạm tiếng thét chói tai đều mau đem Trương Huyền màng tai cấp đâm thủng. Lâm Tổng, thế nào a? Trương Huyền lái xe, lại lần nữa nhằm phía một cái cát đất bao. Đã ghiền, thực đã ghiền. Lâm Thanh Hạm lớn tiếng kêu ra. Đúng vậy, Lâm Thanh Hạm cảm giác, hôm nay thật sự là quá mức nghiệt, loại này kích thích cảm giác, giống như có thể mang đi chính mình sở hữu áp lực giống nhau, làm chính mình ở kia một khắc cái gì đều không đi tưởng. Muôn hình muôn vẻ xa nắn trước, Trương Huyền vì Lâm Thanh Hạm chụp vô số ảnh chụp, hắn mang theo Lâm Thanh Hạm cưỡi lạc đà, cảm thụ sa mạc chi thuyền ổn trọng, lại cưỡi đại mã, ở cát đất giữa rong ruổi, này đó, đều là Lâm Thanh Hạm phía trước không có cảm nhận được. Nữ nhân sắc mặt ửng hồng, có vẻ phi thường hưng phấn. Ở cao tới 80 mét tê hình nhảy cực tháp thượng, Lâm Thanh Hạm cảm giác chính mình cẳng chân đều có chút phát run, nhìn dưới thân người, liền cùng từng con kiến giống nhau nhỏ bé. Nhảy cực tháp kiến trên mặt hồ thượng, nhảy xuống đi, đem gặp phải chút da chảy xiết hồ nước. Làm sao vậy Lâm Tổng, sợ hãi sao? Trương Huyền mắng một hàm răng trắng, đứng ở Lâm Thanh Hạm trước mặt, này 80 mét độ cao. Đối hắn không có tạo thành một chút ảnh hưởng. Đương nhiên không sợ, Lâm Thanh Hạm hàm răng đều ở đánh run run.
không sợ liền hảo, chúng ta đi thôi. Trương Huyền chủ động kéo Lâm Thanh Hạm tay nhỏ, chiều cầu nhảy đi qua, đem mới vừa lấy lòng phiếu giao cho nhân viên công tác. Lâm Thanh Hạm lại nhìn mắt dưới thân hồ nước, nhắm mắt lại, Trương Huyền, bằng không ngươi trước nhảy đi. Mỹ nữ, hai người mua chính là hai người phiếu, cùng nhau nhảy, mau tới ôm người bạn trai. Nhân viên công tác nhìn mắt phiếu, nói. Chương 152 hưởng thụ ôn nhu. Nam, bạn trai. Nhân viên công tác nói theo bản năng làm Lâm Thỉnh Hạm chiều Trương Huyền nhìn lại. Tuy rằng, hai người sớm tại hơn một tháng trước liền lãnh giấy hôn thú, còn chụp ảnh cưới, nhưng quan hệ vẫn luôn không ôn không hỏa, hiện tại đột nhiên bị người giảng, Trương Huyền là chính mình bạn trai. Lâm Thỉnh Hạ một lòng thình thịch nhảy một chút, ngay cả kia phân muốn nhảy cực khẩn trương cũng áp xuống đi. Cái kia mau tới đây, ta nói người một đại nam nhân nét mực cái gì, người bạn gái đều dám nhảy, người trốn mặt sau, mau tới ôm chặt. Nhân viên công tác thúc giục đối Trương Huyền liên tục phất tay. Đối công tác nhân viên nói ôm nhảy cái này đề nghị, Trương Huyền là khẳng định sẽ không cự tuyệt, vui tươi hớn hở chạy tiến lên. Lâm Thanh Hạm nhìn trước người Trương Huyền, có vẻ thoáng có chút câu nệ, cái kia. Chúng ta không phải mua hai người phiếu sao? Không thể từng bước nhảy. Đúng vậy, hai người tình lữ phiếu, tới trạm hảo, mang thiết bị, đừng lộn xộn. Nhân viên công tác vừa nói, một bên cấp Lâm Thỉnh Hạm cùng Trương Huyền mặc thiết bị. 80 mét cầu nhảy, nóng bức phong đánh vào trên mặt, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm mặt đối mặt đứng ở cầu nhảy bên cạnh, dưới thân là chảy xiết hồ nước. Lâm Tổng, chuẩn bị tốt nhảy sao? Trương Huyền vươn đôi tay, đặt ở Lâm Thanh Hạm hai bờ vai. Lâm Thanh Hạm cúi đầu nhìn mắt dưới chân, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, gật gật đầu, đôi tay chậm rãi phóng tới Trương Huyền trên eo. Vậy đi lạc, Trương Huyền đôi tay dùng sức, đem trước mặt nữ nhân ôm vào trong lòng ngực, hai chân uốn lượn vừa dẫm, thả người nhảy ra. Ở nhảy cực phía trước, có người khả năng sẽ nghĩ đến cái loại này, nhảy xuống, giống như chim bay, phía chân trời bay lượn cảm giác. Nhưng thực tế, chỉ có nhảy xuống đi kia một khắc mới có thể phát hiện. Căn bản không phải như vậy. Lâm Thanh Hạm ở cảm thấy dưới chân không còn đồng thời, đại não liền trống rỗng, chuyện gì đều không có tự hỏi, chuyện gì cũng đều không thèm nghĩ, giống như sở hữu hết thảy, đều ly chính mình đi xa, sở hữu phiền não, sở hữu chấp nhất, ở nhảy xuống đi kia một khắc, đều có vẻ không quan trọng. Lâm Thanh Hạm hai chỉ tay nhỏ không tự giác, dùng sức ôm lấy Trương Huyền vòng eo, tại thân thể hoàn toàn không trọng dưới tình huống, Lâm Thanh Hạm có thể cảm giác được, ở chính mình phía sau. Có hai chỉ cường hữu lực bàn tay to, vẫn luôn nâng chính mình, cho chính mình cung cấp nồng hậu cảm giác an toàn. Lông mi chớp động, Lâm Thanh Hạm mở hai mắt, ở trợn mắt nháy mắt, liền nhìn đến Trương Huyền chính vẻ mặt thâm tình nhìn chính mình, giờ khắc này ánh mắt, thẳng vào Lâm Thanh Hạm nội tâm. Bên tai tiếng gió gào thét, gió mạnh nghênh diện mà đến. Theo nhảy đánh thẳng kéo duỗi thu hồi, vốn đã kinh sắp rơi vào mặt hồ hai người lại một lần hướng về phía trước. Mặt hồ ở Lâm Thỉnh Hạm trong tầm nhìn càng ngày càng xa, Lâm Thanh Hạm một lòng cũng lại một lần nhắc tới cổ họng, đôi mắt theo bản năng hung hăng nhắm lại, đầu cũng chôn tới rồi Trương Huyền ngực. Đừng sợ, có ta đâu. Trương Huyền thanh âm truyền tới Lâm Thanh Hạm trong tai, không có cái loại này trầm thấp từ tính, nhưng nghe ở Lâm Thanh Hạm trong tai, hình như là nhất dễ nghe tiếng trời giống nhau, ở ngươi nhất sợ hãi thời điểm, có người ở ngươi bên tai nói ra lời này, có thể hòa tan thất vọng buồn lòng. Lâm Thanh Hạm muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình căn bản vô pháp ra tiếng, chỉ có thể yên lặng hưởng thụ đến từ Trương Huyền ôn nhu. Nhảy đánh thẳng kéo duỗi, thu hồi, kéo duỗi, thu hồi, mấy cái lên xuống gian, Lâm Thanh Hạm sợ hãi tâm cũng chậm rãi bằng phẳng xuống dưới, nàng đột nhiên cảm giác, nhảy cực, kỳ thật cũng không như vậy đáng sợ, hiện tại nàng, mở sáng ngời linh động hai mắt, nhìn cảnh sắc chung quanh, giờ khắc này nàng, chỉ có một loại cảm giác. Phóng túng. Chính mình hôm nay một ngày, làm phía trước như vậy nhiều năm, muốn làm đều không có đi làm sự tình, vẫn luôn bối ở chính mình trên người cái loại này vô hình áp lực, tại đây một khắc, tan thành mây khói. Cát vàng kéo dài, cùng thiên giao tiếp. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm nằm thẳng ở cát đất thượng, nhìn phương xa phía chân trời, xanh lam không trung, mây trắng nhiều đóa. Lâm Thanh Hạm hơi hơi xoay người, nhìn chằm chằm Trương Huyền mặt nghiêng, Trương Huyền, cảm ơn ngươi. Hôm nay ta, thật sự thực vui vẻ. Trương Huyền chậm rãi phun ra một hơi, không nói gì, ở trong lòng hắn, đồng dạng đối Lâm Thanh Hạm nói cảm ơn. Cảm ơn ngươi, làm ta có tân sinh. Một buổi trưa du ngoạn, hai người cũng coi như tận hứng mà về, vào buổi chiều 5 giờ thời điểm, hai người bọn họ rời đi này phiến biển cát, về tới bán phiếu thính.
Mùa hạ thời tiết, Tổng hội cùng người khai thượng một cái vui đùa, trước một giây còn mặt trời lên cao, sau một giây liền mây đen giăng đầy. Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm vừa mới chuẩn bị rời đi bán phiếu đại sảnh, tầm tã mưa to liền tự không trung tưới xuống, tháp tháp rơi trên mặt đất, bắn khởi bọt nước, bởi vì trời mưa nguyên nhân, nguyên bản nóng bức thiên, làm người cảm giác được một tia hơi lạnh. Uống điểm trà sữa đi, Trương Huyền đem một ly vừa mới phao tốt tốc hướng trà sữa phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt. Cảm ơn, Lâm Thanh Hạm tiếp nhận trà sữa, ấm áp dòng khí xuyên thấu qua đôi tay, truyền khắp toàn thân, nói không nên lời thoải mái. Đứng ở bán phiếu thính cửa kính sát đất trước, Lâm Thanh Hạm nhìn ngoài cửa sổ vũ, duỗi tay liêu một chút trên trán tóc mái, giờ khắc này, nàng khắc ở Trương Huyền trong lòng, ở Trương Huyền trong đầu, vứt đi không được. Trương Huyền đứng ở nữ nhân phía sau, liền như vậy nhìn nàng, không nói gì, hắn muốn bảo hộ nữ nhân này cả đời. Mùa hạ vũ, tới cũng nhanh, đi đến mau, gần nửa giờ, thái dương lại lộ ra nửa bên, trong không khí tràn ngập một cổ bùn đất hương thơm hơi thở. Trương Huyền đặng xe đạp, chở Lâm Thanh Hạm, tại đây tràn ngập bùn đất hương thơm chung, hướng Ngân Châu đi. Trên đường, nhìn thấy một đóa sinh trưởng ở ven đường hoa tươi, Trương Huyền chuyên môn dừng lại, tháo xuống này đóa hoa tươi, đưa cho Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm giống cái tiểu nữ hài giống nhau, đem này đóa hoa tươi, cắm với mép tóc, giờ khắc này, phảng phất hoa tươi càng mỹ. Trở lại Ngân Châu thị thời điểm, đã tới rồi buổi tối 8 giờ. Trương Huyền không có lựa chọn Lâm Thanh Hạm ở Tân Khải khách sạn định bữa tối, mà là mang Lâm Thanh Hạm tới một nhà bên đường quán ăn khuya. Kỳ thật không cần thiết ra đi cái gì khách sạn lớn, nếm thử này đó quán ăn khuya, hương vị đều thực không tồi. Trương Huyền mang theo Lâm Thanh Hạm ngồi ở một trương chỗ ngoặt trên bàn. Có Lâm Thanh Hạm ở địa phương, Tổng hội hấp dẫn mọi người lực chú ý, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, tầm mắt đều sẽ như có như không ngó đến Lâm Thanh Hạm trên người. Một người thanh niên mang theo bạn gái ngồi ở trên bàn, vừa lúc thấy được Lâm Thanh Hạm, này liếc mắt một cái, khiến cho thanh niên thu không trở về ánh mắt. Hôm nay ở trên phố, hắn liền nhìn đến nữ nhân này, ngồi ở đối diện mặt cái kia tiểu tử nghèo xe đạp thượng, lúc ấy, hắn liền cảm thấy trong lòng thực hụt hẫng, gặp qua như vậy xuất trần nữ nhân, lại xem chính mình cái này chỉnh dung võng hồng mặt bạn gái, liền cảm thấy chán ghét, hắn đều hối hận, hôm nay chính mình vì cái gì không có đi lên muốn cái điện thoại. Một cái kỵ xe đạp tiểu tử nghèo đều có thể đuổi tới nữ nhân, chính mình sao có thể phao không đến. Hiện tại, lại một lần nhìn thấy nữ nhân này, thanh niên một lòng lung lay lên, hắn cũng không có lập tức đi lên muốn điện thoại, mà là ngồi ở một bên, cẩn thận kế hoạch, không chỉ có muốn đem điện thoại muốn tới, còn muốn châm chọc kia tiểu tử nghèo một phen mới được. Chương 153 không đủ. Trương Huyền muốn chút gia thường tiểu thái, muốn hai phân tôm hùm đất xào cay, ăn Lâm Thanh Hạm miệng bóng nhảy. Thẳng hô đã ghiền. Lâm Tổng, người giống như không ăn qua tôm hùm đất a. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm kia vụng về lột xác tư thế, cười nói. Không có, trước nay không ăn qua, ăn quá ngon. Lâm Thanh Hạm trong mắt mạo kinh hỉ, không ngừng lột một con lại một con tôm. Muốn hay không lại đến hai phân? Trương Huyền thử tính hỏi, Lâm Thanh Hạm hôm nay đã ăn rất nhiều. Ai ngờ, Lâm Thanh Hạm căn bản đều không mang theo suy xét. Liên tục gật đầu, muốn, lại đến mấy phân. Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm ăn như vậy vui vẻ, hắn cũng cao hứng, lại điểm hai phân tôm hùm đất. Ngồi ở một bên thanh niên nhìn hai người như vậy, nghe Lâm Thanh Hạm nói, trên mặt đối Trương Huyền lộ ra khinh thường. Ngay cả tôm hùm đất đều là lần đầu tiên mang bạn gái ăn, người như vậy, như thế nào có dũng khí tìm như vậy xinh đẹp nữ nhân. Hơn nữa nghe cái này mỹ nữ nói, nàng cũng là lần đầu tiên ăn tôm hùm đất loại đồ vật này. Xem ra gia cảnh cũng thực bình thường, cho nên mới sẽ coi trọng như vậy tiểu tử nghèo, từ từ chỉ cần chính mình đem chính mình bảo mã BMW Z4 xe thể thao hướng ra sáng ngời, kia cao thấp lập phân. Lão công, ta ăn no, chúng ta về nhà đi. Thanh niên võng hồng mặt bạn gái xoa xoa miệng, nàng giống như ý thức được chính mình bạn trai hiện tại lực chú ý ở người khác trên người. Ngươi về trước đi, hôm nay ta có việc muốn vội đâu. Thanh niên không kiên nhẫn phất phất tay. Cho ngươi 2.000 đồng tiền, ngươi cùng ngươi khuê mật đi dạo phố đi. Nguyên bản có chút không vui võng hồng mặt, vừa nghe lời này, lập tức vui mừng ra mặt, thu thanh niên 2.000 khối, vui vui vẻ vẻ rời đi. Thanh niên ngồi ở kia, trên mặt treo cười lạnh, một cái kế hoạch đã ở trong lòng hình thành. Lâm Thanh Hạm lại ăn hai phân tôm hùm đất xuống bụng, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoa xoa miệng. Còn ăn sao? Trương Huyền nhìn Lâm Thanh Hạm này phó tiểu tham ăn bộ dáng. Cảm giác có chút buồn cười,
mỗi lần gặp được ăn ngon đồ vật, Lâm Thanh Hạm đều đáng yêu cùng cái tiểu nữ hài giống nhau, không có một chút tổng tài bộ dáng. Không ăn, không ăn. Lâm Thanh Hạm liên tục xua tay, hôm nay đã ăn đủ nhiều, chúng ta lần sau lại đến. Hảo, người tưởng khi nào ăn cho ta nói, ta mang người tới. Trương Huyền đứng dậy tính tiền, ở tiệm cơm cửa đẩy thượng hắn xe đạp, Lâm Thanh Hạm ngựa quen đường cũng ngồi trên ghế sau. Tiệm cơm chung, một ít vừa mới chú ý tới Lâm Thanh Hạm người, nhìn đến Trương Huyền thế nhưng cưỡi xe đạp liền mang theo như vậy xinh đẹp một cái cô nương, trong lòng vì Lâm Thanh Hạm cảm thấy có chút tiếc hận, như thế nào liền theo cái như vậy không tiền đồ ngoạn ý. Nhìn chằm chằm vào Trương Huyền hai người thanh niên, cười lạnh một tiếng, đi ra tiệm cơm, thượng hắn bảo mã BMW Z4. Trương Huyền cưỡi hắn xe đạp, chở Lâm Thanh Hạm, thong thả kỵ hành ở phi chạy máy đường xe chạy thượng, hưởng thụ nhu hòa gió đêm. Ở thông qua một cái giao lộ khi, một đạo cường quang đột nhiên đánh vào hai người trên người, liền thấy một chiếc bảo mã BMW Z4, xông qua đèn đỏ, bay thẳng đến hai người vọt tới, sắp tới đem đụng tới hai người thời điểm, mới bắt đầu phanh lại giảm tốc độ, phanh lại bàn mang theo một trận chói tai cọ sát thanh. Thời điểm mấu chốt, Trương Huyền dùng sức nhảy, rời đi xe đạp, quay người ôm lấy Lâm Thanh Hạm, tránh thoát này chiếc chạy nhanh mà đến bảo mã BMW Z4. Bảo mã BMW, xe đầu cùng xe đạp phát sinh va chạm, tuy rằng lực va đập độ không lớn, nhưng như cũ đem xe đạp đâm ra 3 mét xa, vừa mới Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm muốn còn ngồi trên xe, khẳng định sẽ bị thương. Đột nhiên phát sinh sự tình, dọa Lâm Thanh Hạm một cú sốc, thẳng đến xe đạp bị đâm đi ra ngoài, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại. Trương Huyền trấn an một chút Lâm Thanh Hạm, phẫn nộ đi đến bảo mã BMW, phòng điều khiển phương hướng, nổi giận nói, như thế nào lái xe? Không nhìn thấy đèn đỏ sao? Ai nha nha, gấp cái gì, gấp cái gì? Bảo mã BMW, cửa xe mở ra, tên kia thanh niên không hoãn không chậm từ trên xe đi xuống tới, lại không đụng vào người, cho người bồi điểm tiền liền xong rồi, nói đi, muốn nhiều ít, 3.000 khối có đủ hay không? Thanh niên nói chuyện thời điểm, trực tiếp từ trong bao lấy ra 3.000 khối tiền mặt, tùy ý ném ở chính mình xe trên đầu, không chờ Trương Huyền nói chuyện, thanh niên lại lấy ra 3.000 khối. Nếu cảm thấy không đủ, cho ngươi 6.000, ok. Trương Huyền hít sâu một hơi, này không phải tiền vấn đề, ta hiện tại chỉ cần ngươi một cái thái độ, cho chúng ta xin lỗi. Xin lỗi, ta nói tiểu tử, ngươi tưởng cái gì đâu, ta lại không đụng vào ngươi, còn không phải là tưởng nhiều đòi tiền sao. Hành, cho ngươi 1 vạn tổng có thể đi. Thanh niên lại lấy ra một sấp trăm nguyên tiền lớn, ném ở xe đầu đại đắp lên. Thanh niên đem tiền ném xong. Ánh mắt phóng tới Lâm Thanh Hạm trên người, muốn nhìn một chút nữ nhân này có phản ứng gì, kết quả phát hiện, cái này mỹ nữ liền xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái này làm cho thanh niên có loại thất bại cảm. Như thế nào, 1 vạn không đủ, kia lại cho ngươi thêm 5.000, thanh niên cắn chặt răng, lại lần nữa vứt ra một sấp tiền. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta nói, này không phải tiền vấn đề, ta không cần ngươi cho ta bồi thường, ta chỉ làm ngươi cho ngươi xin lỗi. Ha ha. Thanh niên ngạo nghễ nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, cất cao giọng nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, ta vì cái gì phải xin lỗi. Trương Huyền nhìn thanh niên này vẻ mặt ngạo nghễ bộ dáng, hỏi lại một tiếng, người rất có tiền sao? Tiểu tử, người đang nói đùa, người loại người này, hỏi ta có hay không tiền? Thanh niên như là nghe được cái gì đặc biệt buồn cười sự tình giống nhau, người hỏi ta có hay không tiền, người một cái kỵ xe đạp tiểu tử nghèo, hỏi ta có hay không tiền? Trương Huyền trầm mặc vài giây, theo sau gật gật đầu, hành, ta cho ngươi cơ hội, nếu ngươi không nghĩ xin lỗi, tưởng bồi tiền, vậy bồi đi. Như thế nào, 1 vạn 5 không đủ, thanh niên cười nhạo một tiếng. Trương Huyền lắc lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra 2 chữ, không đủ. Giao lộ phát sinh sự cố giao thông, một chút liền hấp dẫn rất nhiều người lại đây xem náo nhiệt. Tiểu tử, ta xem ngươi kia xe đạp, cũng liền 200 khối, 1 vạn 5 mau nhận lấy đi. Một người lão nhân đối Trương Huyền sốt ruột nói. Chính là a, ta xem này lái xe tiểu tử người cũng không tồi, người bình thường sao khả năng cho người bồi 1 vạn 5 đâu, nhận lấy đi. Cầm tiền đi nhanh đi. Lại đây xem náo nhiệt người, nhìn đến bảo mã BMW, xe trên đầu kia một sấp tiền mặt thời điểm, trong mắt còn lộ ra chút hâm mộ, xe đạp bị đâm một chút, liền cầm 1 vạn 5, này cùng bạch nhặt tiền giống nhau sao. Tiền không đủ, Trương Huyền lắc đầu. Không đủ. A, à, thanh niên khinh thường cười, hành, vậy ngươi nói, ngươi muốn nhiều ít đủ, 2 vạn, 10 vạn, hoặc là ta đem ta xe bồi ngươi,
đều không đủ, Trương Huyền vẫn như cũ lắc đầu. Tiểu tử, người này cùng ta chơi xấu đâu? Thanh niên đôi tay ôm ngực, như thế nào, nghèo không có gì ăn, tưởng ở ta này tránh thượng một bút. Tiểu tử, ngươi nhưng đừng không biết đủ a. Chính là, đi nhanh đi. Vây xem người khuyên nhủ. Thanh niên loạn choạng thân mình, đi đến Lâm Thanh Hạm trước mặt, mở miệng nói, mỹ nữ, ngươi nói người bạn trai này xe đạp, bất quá 200 khối, ta cho hắn 1 vạn 5, hắn còn như vậy lòng tham, không bằng ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn, một người nam nhân, muốn kiếm tiền, liền nỗ lực một chút, không cần làm chút đường ngang ngõ tắt. Chương 154 giá trên trời phiếu bảo hành. Thanh niên vẻ mặt đắc ý, hắn phát hiện, cái này tiểu tử nghèo, so với chính mình tưởng tượng còn nếu không kham, vốn dĩ chính mình chỉ là tưởng hù dọa một chút hắn, tạp điểm tiền ra tới, làm cái này mỹ nữ kiến thức chính mình tài lực, lại châm chọc một chút tiểu tử này không có tiền, hiện tại cái này tiểu tử nghèo còn chủ động ngoa thượng chính mình, này không phải càng làm cho người khinh thường sao. Nơi này phát sinh sự tình, có người báo cảnh, giao cảnh cũng ở trước tiên tới rồi. Đối mặt giao cảnh khấu hạ điều khiển chứng 6 phần cùng 200 phạt tiền, thanh niên căn bản là không có để ý. Hắn hiện tại muốn làm, chính là tận khả năng khoe khoang, ở sự tình xử lý xong sau, đem cái kia mỹ nữ điện thoại một muốn. Đối mặt loại sự cố này, giao cảnh giống nhau đều sẽ dò hỏi đương sự muốn xử lý như thế nào, giống loại này chưa tạo thành nhân viên thương vong, đều là tự hành hiệp thương như thế nào bồi thường. Cảnh sát, ta đụng phải tiểu tử này xe đạp mà thôi, bồi hắn 1 vạn 5, hắn còn cảm thấy không đủ, này có phải hay không cố ý ngoa tiền a? Thanh niên đôi tay ôm ngực, dựa vào cửa xe thượng, rõ ràng hắn là có sai một phương, hiện tại nhìn qua, cùng trạm lý giống nhau. 1 vạn 5, giao cảnh nhìn thoáng qua ngã vào một bên xe đạp, đối Trương Huyền nói, tiên sinh, 1 vạn 5.000 khối, đã xa xa vượt qua ngươi tổn thất, ấn bình thường trình tự đi, đối phương chỉ cần chiếu giới bồi thường là được. Vậy làm hắn chiếu giới bồi thường đi, Trương Huyền phất phất tay, các ngươi giao cảnh bộ môn, hẳn là có chuyên môn sự cố định tổn hại viên đi. Đem hắn gọi tới. Ha ha ha, liền ngươi này xe đạp, còn muốn định tổn hại. Thanh niên phát ra tiếng cười to, ta cho ngươi 1 vạn 5, đủ mua ngươi mấy chục chiếc. Chính là, tiểu tử, tìm cái gì định tổn hại viên a, cầm tiền đi thôi. Vây xem người cũng mở miệng. Giao cảnh cũng mở miệng, tiên sinh, ta cho rằng chuyện này, khả đại khả tiểu, nếu tìm định tổn hại viên nói, bồi thường kim ngạch nhưng xa xa không đạt được 1 vạn 5. Chúng ta cũng không muốn tiền. Chỉ nghĩ muốn hắn một cái xin lỗi mà thôi. Vẫn luôn không nói chuyện Lâm Thanh Hạm mở miệng, 1 vạn 5, ở trong mắt nàng, cái gì đều không tính, nàng cũng bị này thanh niên khí không nhẹ, rõ ràng vượt đèn đỏ thiếu chút nữa đụng vào người, còn một bộ có lý bộ dáng. Mỹ nữ, người muốn xin lỗi có thể a, đem ngươi liên hệ phương thức cho ta mỗi ngày cho ngươi xin lỗi được không? Thanh niên vẻ mặt vui cười nhìn Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm xoay đầu đi. Xem đều không xem này thanh niên liếc mắt một cái. Cảnh sát, ta làm đương sự, hiện tại yêu cầu tìm định tổn hại viên, ngươi gọi người đi. Trương Huyền đi đến một bên, đem hắn xe đạp nâng dậy tới, nhìn hai mắt, trên xe có 2 căn xà ngang hoàn toàn bị đâm cong. Tiểu tử, tìm cái gì định tổn hại viên, ngươi này xe cũng không sao, chạy nhanh lấy tiền cưỡi đi thôi. Bên cạnh một lão nhân, nhìn đều vì Trương Huyền sốt ruột, ở lão nhân trong mắt, Trương Huyền chính là cái chết cân não. Không hiểu biến báo. Giao cảnh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, đương định tổn hại viên trình diễn lúc sau, lần này sự cố tổn thất, sẽ toàn bộ dựa theo định tổn hại viên định giá tới bồi thường, đối phương lấy ra này 1 vạn 5.000 đồng tiền, không ở bồi thường trong phạm vi. Ta minh bạch, gọi người đi. Thấy Trương Huyền như vậy kiên trì, giao cảnh cũng không hề nói thêm cái gì, gọi điện thoại kêu định tổn hại viên lại đây. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Thực mau, phía chính phủ định tổn hại viên tới rồi hiện trường, chỉ là nhìn vài lần, định tổn hại viên liền cấp ra kết luận, đối Trương Huyền nói, tiên sinh, người này chiếc xe, thị trường chiếc cựu giới cũng liền 300 đồng tiền, ta mới vừa nhìn một chút, đại thể không có bị hao tổn, chính là cong 2 căn xà ngang, bồi thường kim ngạch cũng liền ở 100 khối tả hữu. Nghe được định tổn hại viên nói, thanh niên lại lần nữa phát ra tiếng cười to, tiểu tử, 100 khối. Ha ha ha. 1 vạn 5 cho ngươi ngươi không cần, ngươi muốn 100 khối. Bên cạnh xem náo nhiệt người, đều lộ ra một bộ tiếc hận bộ dáng, 1 vạn 5 a, đều không cần, muốn 100. Này không phải đầu óc có vấn đề sao? Giao cảnh nghe xong, hướng Trương Huyền nói, tiên sinh, định tổn hại giá cả đã ra tới, hy
hiện tại sự cố bồi thường, muốn nghiêm khắc dựa theo định tổn hại giá cả tới đi. Này giá cả không đúng, Trương Huyền lắc lắc đầu. Không đúng, tiểu tử, ngươi muốn bao nhiêu tiền, ta mẹ nó cho ngươi 100 vạn ngươi cảm thấy có đủ hay không a? Thanh niên vẻ mặt khó chịu. Ngay cả Giao Cảnh cũng nhíu nhíu mày, hắn hiện tại cho rằng, Trương Huyền rất có thể ở chơi xấu. Trương Huyền thật sâu nhìn thanh niên liếc mắt một cái, quay đầu đối định tổn hại viên nói, ta kiến nghị ngươi hiện tại dùng di động, thượng một chút Hoa Hạ Bảo hiểm Official Website, tra một chút giá trên trời phiếu bảo hành chung đứng hàng thứ 7 đồ vật, sau đó lại một lần nữa định tổn hại. Định tổn hại viên mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn biết, ở Hoa Hạ Bảo hiểm Official Website, tổng cộng có 10 cái giá trên trời phiếu bảo hành, kia 10 dạng đồ vật bảo ngạch, thấp nhất đều đạt tới 1 tỷ. Mỗi loại, đặt ở toàn thế giới đều là chân quý vô cùng đồ vật. Trương Huyền thấy định tổn hại viên cũng không có lấy ra di động, lại lần nữa nhắc nhở nói, phiền toái tra một chút. Định tổn hại viên vẻ mặt kỳ quái lấy ra di động, mở ra official website, điểm tiến giá trên trời phiếu bảo hành chung, đương hắn nhìn đến đứng hàng thứ 7 phiếu bảo hành khi, kia biểu tình lập tức trở nên xuất sắc lên. Xếp hạng giá trên trời phiếu bảo hành thứ 7 danh, thình lình chính là một chiếc kiểu cũ xe đạp, kia bộ dáng, cùng hiện tại sự cố xe giống nhau như đúc. Định tổn hại viên mở ra phiếu bảo hành, tỉ mỉ nhìn một lần, lại ngẩng đầu, nhìn nhìn Trương Huyền, như vậy mấy cái động tác xuống dưới, làm định tổn hại viên há to miệng. Từ thế giới đỉnh cấp thủ công nghệ thuật đại sư tạ người ba thuần thủ công mài rũa xe đạp, toàn bộ thân xe, đều là dùng một loại tên là lão kim loại hiếm chế tạo, loại này kim loại giá cả, là bạch kim gấp 3, một khắc liền giá trị ngàn nguyên, hàng thiên phi thuyền chung, cũng sẽ chọn dùng loại này kim loại. Lúc ấy, này chiếc xe đạp sinh sản ra tới, bán đấu giá giới đạt tới 1800 triệu Mazi kim, là hoàn toàn xứng đáng hàng xa xỉ, chỉ cần ở Hoa Hạ Bảo hiểm mua bảo hiểm kim ngạch, liền có thượng ngàn vạn Hoa Hạ tệ. Định tổn hại viên có chút gian nan đem ánh mắt từ di động thượng rời đi, tỏa định đến trước mặt này chiếc xe đạp thượng, có chút không thể tin tưởng mở miệng, tiên sinh, ý của ngươi là, này chiếc xe. Đây là ta thân phận chứng, các ngươi bên trong hẳn là có ta lúc ấy mua bảo hiểm tư liệu cùng ảnh chụp. Hiện tại gọi điện thoại kiểm chứng đi. Trương Huyền không nói thêm gì, loại này sang quý đồ vật, lúc ấy cũng là làm có rất nhiều thủ tục, có thể trực tiếp tra được. Định tổn hại viên không dám chần chờ, vội vàng đả thông điện thoại, bắt đầu thượng truyền các loại tư liệu, đem trước mặt này chiếc xảy ra chuyện xe đạp toàn phương vị chụp chiếu, truyền tới tổng bộ, chờ đợi hồi đáp. Loại này giá trên trời phiếu bảo hành, công ty bảo hiểm cũng phi thường coi trọng, gần không đến 10 phút thời gian. Tổng bộ liền hướng định tổn hại viên truyền đến phản hồi, Trương Huyền cung cấp thân phận chứng tin tức, cùng lúc ấy mua bảo hiểm tin tức hoàn toàn ăn khớp, ảnh chụp xác định vì cùng người, đồng thời, trước mặt xảy ra chuyện này chiếc xe, chính là phiếu bảo hành sản phẩm, kia chiếc hoàn toàn từ lão kim loại chế tạo mà thành, xuất từ tạ người ba đại sư tay, bán đấu giá giới vì 1800 triệu Mazi kim tác phẩm nghệ thuật. Lần này bị hao tổn định tổn hại giới vì 7800 vạn Mazi kim. Nhìn di động thượng tổng bộ phản hồi trở về tin tức, định tổn hại viên đều có điểm mộng bức. Như vậy một cái giá trên trời đồ vật liền bãi ở chính mình trước mặt. 1800 triệu Mazi kim, chính là như vậy một chiếc xe đạp. Tùy tiện cưỡi liền ra cửa, kẻ có tiền sinh hoạt, thật là quá xa hoa. Chương 155 giá trên trời bồi thường. Định tổn hại viên nuốt khẩu nước bọt, đem xử lý sự cố Giao Cảnh gọi vào một bên. 2 phút sau. Giao Cảnh cũng mang theo một loại kinh ngạc cảm thán ánh mắt, nhìn trước người này chiếc xe đạp, 1800 triệu Mazi kim, thiên nột. Khai bảo mã BMW, thanh niên đứng ở một bên, vẻ mặt không kiên nhẫn, thế nào a cảnh sát, hảo không a, ta còn có vài trăm vạn sinh ý muốn nói đâu. Hảo, định tổn hại kết quả đã ra tới. Giao Cảnh gật gật đầu. Kia bao nhiêu tiền, nói thẳng a, điểm này việc nhỏ, chậm trễ ta nửa ngày thời gian. Nếu ngươi này chiếc xe mua bảo hiểm nói, có thể từ tam trách hiểm kim ngạch chung để khấu, nếu ngươi không có mua bảo hiểm nói, ngươi tổng cộng muốn bồi thường vị này Trương Huyền tiên sinh, 7800 vạn Mazi kim tổn thất. Giao Cảnh nói những lời này thời điểm, Giao Cảnh chính mình đều có điểm không tin đây là thật sự, kẻ hèn một chiếc xe đạp, chỉ là đâm cong hai cái xà ngang, liền phải 7800 vạn Mazi kim, này người thường táng ra bại sản cũng bồi không dậy nổi a. Cái gì? Thanh niên nhìn chằm chằm Giao Cảnh, 7800 vạn Mazi kim, ngươi cùng ta nói giỡn đâu? Không có nói giỡn, ta hiện tại chính thức thông chi ngươi, lần này bồi thường kim ngạch vì 7800 vạn Mazi kim, ngươi có bất luận cái gì dị nghị,
đều có thể hướng địa phương tòa án đưa ra lên án. Hiện tại, ta yêu cầu ngươi phối hợp, giao ra ngươi chạy chứng, điều khiển chứng, theo ta đi một chuyến. Giao Cảnh trực tiếp đi đến bảo mã BMW Z4 phòng điều khiển thượng, đem chìa khóa xe nhổ. Đi ngươi sao? Thanh niên vừa thấy Giao Cảnh này động tác, đương trường quát mắng ra tới, chết cảnh sát, các ngươi hắn sao đậu lão tử chơi đâu? Lão tử đụng phải một cái xe đạp, người hắn sao làm lão tử bồi thường mấy ngàn vạn Magic Kim? Giao Cảnh sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nói, không cần vô cớ gây rối, chúng ta sở hữu bồi thường, đều có điều căn cứ. Hiện tại thỉnh ngươi cùng chúng ta hồi cục cảnh sát tiếp thu điều tra. Tiên sinh, đây là ngươi sở đâm này chiếc xe đạp phiếu bảo hành. Định Tổn Hại Viên cầm di động đứng ở thanh niên trước mặt, nếu ngươi không tin, có thể chính mình lên mạng tuần tra, ta mới vừa cùng công ty xác nhận quá, ngươi sở đâm, đúng là này chiếc giá trị 1800 triệu Magic Kim xe đạp, sở hữu biên lai, giấy chứng nhận, đều sẽ vào ngày mai sáng sớm bãi ở ngươi trước mặt, hiện tại, thỉnh đi trước cục cảnh sát làm hạ bút lục đi. Thanh niên nhìn chằm chằm Định Tổn Hại Viên di động thượng này chiếc xe đạp hình ảnh, trong miệng lẩm bẩm, phe phẩy đầu, không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng, sao có thể? Không có gì không có khả năng. Trương Huyền quét thanh niên liếc mắt một cái, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không biết quý trọng. Đi thôi, Giao Cảnh một phen nắm thanh niên bả vai, đem này hướng xe cảnh sát thượng mang đi. Thanh niên nguyên bản đắc ý ngạo nghễ sắc mặt, lúc này hoàn toàn biến mất không thấy. Cái này phiếu bảo hành nếu là thật sự, kia chính mình lần này, đâu chỉ là sấm đại họa như vậy giản đáp. Nếu chỉ là mấy ngàn đồng tiền bồi thường kim ngạch, Giao Cảnh đều lười đến đem thanh niên này đưa tới cục cảnh sát đi làm ghi chép, nhưng hiện tại cái này kim ngạch, thật sự là quá dọa người. Đừng nói Giao Cảnh bọn họ bị dọa đến, chính là Lâm Thanh Hạm, cũng bị khiếp sợ. 1800 triệu Magic Kim, này đó tiền, đều đủ mua mấy cái Lâm Thị tập đoàn. Lần này không chờ Lâm Thanh Hạm hỏi ra, Trương Huyền liền chủ động nói, Âu Nhân đưa ta, phía trước không phải đã cứu hắn sao, hắn một hai phải đưa ta gì đồ vật, ta liền tùy tiện chọn chiếc xe đạp, lúc ấy cũng không nghĩ tới như vậy đáng giá, Lâm Tổng, ngươi làm sao vậy? Trương Huyền chú ý tới, hiện tại Lâm Thanh Hạm sắc mặt phi thường khó coi, nàng cùng chính mình chi gian, cũng theo bản năng lưu ra một khoảng cách. Trương Huyền, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào? Lâm Thanh Hạm mặt đẹp băng hàn, nếu cẩn thận đi xem, nàng trong mắt, bố thượng một tầng sương mù. Lâm Thanh Hạm thái độ, làm Trương Huyền có chút nôn nóng, Lâm Tổng, ta phía trước không đều cùng ngươi giải thích qua sao? Giải thích, Trương Huyền, liền tính ngươi nói đều là thật sự, chỉ bằng ngươi này chiếc xe giá trị, liền đủ đỉnh ta mấy cái Lâm Thị tập đoàn, ngươi cần gì phải tới ta Lâm ra đương một cái tới cửa con rể, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lâm Thanh Hạm chỉ cảm thấy chính mình trong đầu một mảnh hỗn loạn, nàng hôm nay cho rằng, chính mình giống như tìm được rồi một cái có thể cho chính mình vô câu vô thúc cảng, nhưng đột nhiên phát hiện, đây đều là biểu hiện giả dối, Trương Huyền căn bản là không phải chính mình trong tưởng tượng như vậy. 1800 triệu Magic Kim xe đạp, trên thế giới này, lại có mấy người có thể lấy ra như vậy quý trọng đồ vật. Mục đích của ta, Trương Huyền đi phía trước đi rồi một bước, tưởng ly Lâm Thanh Hạm càng gần một chút. Nói. Lâm Thanh Hạm đột nhiên hét lớn một tiếng. Là ngươi, Trương Huyền buột miệng thốt ra. Là ngươi hai chữ xuất khẩu sau, mặc kệ là Trương Huyền, vẫn là Lâm Thanh Hạm, đều sững sờ ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, hai người ai đều không có mở miệng nói chuyện. Ven đường làm đèn lồng qua lại biến ảo, chiếu xạ ở hai người trên người, Trương Huyền tự giễu cười cười, ta từ ban đầu đi vào Lâm gia, chính là bởi vì ngươi, nói ra ngươi khả năng không tin, hai ta phía trước gặp qua. Tuy rằng gặp mặt số lần ít ỏi không có mấy, nhưng cố tình, cái bóng của ngươi, khắc vào trong lòng ta, làm ta vô pháp tự kiềm chế, vừa vặn, Lâm Thị chiêu tới cửa con rể, ta liền tới rồi. Lâm Thanh Hạm biểu tình liên tiếp biến ảo, không có ra tiếng. Trương Huyền lấy thác tay, nói thật, cho tới nay, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi kéo gần khoảng cách, cảm giác ngươi cùng ta giống như là hai cái hoàn toàn bất đồng thế giới người, ngươi làm việc nghiêm cẩn, có quy có củ, ta người này đâu. Từ nhỏ không có cha mẹ, không kiêng nể gì, theo lý thuyết, như vậy tính cách hai người, như thế nào cũng sẽ không đối với đối phương sinh ra lực hấp dẫn, chẳng sợ ngươi lớn lên cùng tiên nữ giống nhau, nhưng cố tình, càng là tiếp cận ngươi, ta liền càng vô pháp tự kiềm chế. Ta, Đình, Lâm Thanh Hạm đột nhiên há mồm, đánh gãy Trương Huyền nói, Trương Huyền, không thể không nói, ngươi cùng bổn sẽ không nói lời âu yếm, ngươi vẫn là cả lơ phất phơ một chút đi. Như vậy thâm tình bộ dáng, làm ta có điểm không thói quen.
Trương Huyền sắc mặt vui vẻ, Lâm Tổng, người không trách ta lạp. Trách ngươi cái gì? Lâm Thanh Hạm trợn trắng mắt, ta cũng chưa từng có hỏi qua tình huống của ngươi, được rồi, mau về nhà đi. Hảo, hảo, Trương Huyền vui sướng liên tục gật đầu, dùng sức đem xe đạp uốn lượn hai căn xà ngang bẻ trở về, bẻ siêu siêu vẹo vẹo, Trương Huyền cũng không để bụng, vỗ vỗ ghế sau, tới, lên xe. Lâm Thanh Hạm Huyền Nhi cười, duỗi tay lau hạ khóe mắt, tiến lên vài bước, ngồi vào trên ghế sau. Trương Huyền đặng xe đạp, chậm rãi chiều ra phương hướng chạy tới. Đèn rực rỡ mới lên, nghênh đón phát triển Ngân Châu thì cũng trở nên một mảnh phồn hoa, ở dòng xe cộ không thôi đường cái thượng, Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm, hình như là hành xử khác người một đôi. Nguyên bản hay nói Trương Huyền này một đường cũng chưa nói chuyện, nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy có điểm nan kham, tựa như Lâm Thanh Hạm nói, hắn căn bản sẽ không nói lời âu yếm, cũng chưa từng có nói qua cái gì lời âu yếm. Trương Huyền suy nghĩ, chính mình vừa mới như vậy, hẳn là xem như một loại thổ lộ đi. Nhưng này cũng quá không bài mặt đi. Trương Huyền ở trong đầu suy nghĩ một chút chính mình vừa mới biểu hiện, đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Muốn cho người biết, đường đường Sa Tăng bởi vì nam nữ cảm tình vấn đề, trong lòng xuất hiện như vậy khốn cảnh, nhất định sẽ kinh dụng răng răng. Trên đường thực ồn ào, có người qua đường nói chuyện phiếm thanh, ô tô tiếng còi. Tại đây ồn ào giữa, một đạo thanh thúy thanh âm, từ ghế sau truyền vào Trương Huyền trong tai. Người muốn đuổi theo ta, cần phải nỗ lực lạc, truy ta người nhưng nhiều lắm đâu. Chương 156 tiểu nữ hài tổng tài. Ban đêm có mà phồn hoa, có mà yên tĩnh. Trương Huyền một lòng thình thịch nhảy lên, loại cảm giác này, rất nhiều năm không có xuất hiện. Cái loại này như là mối tình đầu ngượng ngùng, thẹn thùng, Trương Huyền không nói gì, trên mặt không tự giác rào rạt vui vẻ tươi cười. Kia một câu người muốn đuổi theo ta, muốn nhiều nỗ lực. Này xem như, chính mình cùng Lâm Tổng chi gian cảm tình, vượt qua thức một đi nhanh sao. Trở lại biệt thự trong đại viện, ở Trương Huyền dừng lại xe đạp thời điểm, Lâm Thanh Hạm cũng đã từ ghế sau xuống dưới, đi vào môn chung, để lại cho Trương Huyền một cái bóng dáng. Ngủ ngon. Lâm Thanh Hạm thanh âm thực nhẹ, mang theo một loại tiểu nữ sinh mới có nhảy nhót. Một đêm không tiếng động, Trương Huyền ở chân trời nổi lên bụng bạch khi rời giường, như thường lui tới giống nhau, đánh quyền. Ở biệt thự lầu 2, Lâm Thanh Hạm kéo ra bức màn, xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn đứng ở trong viện nam nhân, không tự giác lộ ra một mạt mỉm cười. Buổi sáng 8 giờ rưỡi thời điểm, hai người cùng nhau tới rồi công ty, hôm nay muốn một lần nữa vì nghiệp vụ 7 bộ tuyển chọn giám đốc. Về tuyển giám đốc việc này, Trương Huyền một chút đều không nhọc lòng, dù sao hắn đối giám đốc vị trí này không có hứng thú, công ty muốn tuyển cũng tuyển không đến hắn. Sự thật cũng là như thế, nghiệp vụ 7 bộ giám đốc, cuối cùng tuyển định chính là một người tư lịch pha lão công nhân. Tuy nói Trương Huyền cùng Mưa Thu nói tiếp theo cái đại đơn, nhưng công tác kinh nghiệm còn thấp, giám đốc vị trí này rất khó giao cho bọn họ trong tay, công ty lão công nhân nhóm cũng sẽ không tin phục. Tuyển một người lão công nhân nhậm chức giám đốc, đối với như vậy kết quả, đại gia cũng đều rất là vừa lòng. Hiện tại Trương Huyền cùng Mưa Thu hai người ở công ty cũng sẽ không bị người nhầm vào, Hồng Tỷ đám người cũng không có lại bày ra cái gì lão công nhân bộ tịch. Nói tóm lại, hết thảy đi vào quỹ đạo. Công tác thượng sự tình, đối với Trương Huyền tới nói thực nhẹ nhàng, cùng Pháp Quốc Gia Long Tập đoàn đạt thành hợp tác sau, Trương Huyền kế tiếp công tác chính là hoàn thành cùng Gia Long Tập đoàn nối tiếp. Loại chuyện này, đặt ở người khác trên người, đó là phải hảo hảo chuẩn bị, nhưng đối với Trương Huyền tới giảng, hắn chỉ cần nói một tiếng, Âu Nhân liền sẽ an bài người đem những việc này xử lý thỏa đáng. Một buổi sáng thời gian, Trương Huyền đều phiên di động, nhìn xem đêm nay muốn ước Lâm Thanh Hạm đi đâu, xem điện ảnh gì khẳng định không ý gì, đến tìm chút mới lạ đồ vật. Thời gian nhoáng lên, liền đến giữa trưa, Lâm thị công nhân cơm vẫn luôn đều không tồi, 4 đồ ăn một canh, làm còn lại công ty công nhân phá lệ hâm mộ. Trương Huyền đại khối đoá thạc đem chính mình trước mặt mâm đồ ăn quét không, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Lâm Thỉnh Hạm hôm nay cũng không có tới ăn cơm, bí thư Lý Thiến vì nàng đánh tốt đồ ăn liền đặt ở trên bàn. Trương Huyền xoa xoa miệng, đi qua đi kỳ quái hỏi, bí thư Lý, Lâm Tổng sao không có tới ăn cơm a? Ai, Lý Na thở dài, Lâm Tổng lại ở vội, nàng thường xuyên như vậy không ăn cái gì, dạ dày đều ngao mắc lỗi tới. Thường xuyên không ăn cái gì, Trương Huyền nhíu nhíu mày, hắn tới công ty nhật tử không dài, ở nhà ăn ăn cơm số lần càng là ít ỏi không có mấy, phía trước đều thấy Lâm Thỉnh Hạm giữa trưa sẽ đến nhà ăn ăn thượng vài thứ, hiện tại nghe Lý Thiến nói như vậy, hắn có điểm không cao hứng,
không ăn cái gì như thế nào có thể hành. Trương Huyền nghĩ nghĩ, chạy đến công ty dưới lầu trái cây quán, mua chút dâu tây, quả xoài, nghĩ nghĩ, lại mua bình coca, dẫn theo lên lầu, đi vào tổng tài văn phòng trước cửa, gõ gõ môn. Tiến, Lâm Thanh Hạm thanh âm thông qua đại môn truyền ra tới. Trương Huyền chậm rãi mở cửa, nhìn đến Lâm Thanh Hạm chính ghé vào bàn làm việc thượng, không ngừng viết họa cái gì. Nghe nói người vội liền cơm trưa đều không ăn, cho người mua chút trái cây. Trương Huyền đem trong tay đồ vật phóng tới bàn làm việc thượng, nhiều ít ăn chút đi, đều tẩy hảo. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn mắt đột nhiên xuất hiện Trương Huyền, lại nhìn nhìn Trương Huyền buông này đó trái cây, mày liễu nhíu chặt, đây là công ty, đem mấy thứ này lấy ra đi. Lấy ra đi làm gì, công ty còn không cho ăn trái cây uống coca bái. Hôm nay ăn chút trái cây, từ ngày mai bắt đầu, mỗi ngày cần thiết hảo hảo ăn cơm. Trương Huyền lấy ra một quả dâu tây, phóng tới Lâm Thanh Hạm trước mặt, kia đỏ tươi ướt át bộ dáng, nhìn khiến cho người có muốn ăn. Trương Huyền, người như thế nào liền không rõ đâu, ta không ăn, người lấy ra đi thôi. Lâm Thanh Hạm làm chính mình cố nén không có đi xem trên bàn trái cây, cái gì dâu tây, còn có quả xoài, ở nàng xem ra, đều là những cái đó tiểu nữ sinh thích ăn, chính mình ở công ty ăn, bị người khác nhìn đến, sẽ như thế nào thảo luận chính mình. Không nghiêm cẩn, ấu trĩ. Lấy đi ta liền không cầm, đặt ở này, buổi chiều còn có việc, ta đi trước vội. Trương Huyền hướng Lâm Thanh Hạm phất phất tay, đi ra văn phòng, đóng cửa lại. Đứng ở văn phòng cửa, Trương Huyền cũng không có trực tiếp rời đi, mà là đợi 5 phút. 5 phút sau, Trương Huyền thật cẩn thận, đem văn phòng môn mở ra một cái tế phùng, trộm hướng bên trong nhìn. Hắn nhìn đến, Lâm Thanh Hạm đang ngồi ở chính mình to rộng lão bản ghế, hai cái đùi duỗi thẳng tắp, trên dưới qua lại lắc lư. Nữ nhân cầm lấy một viên dâu tây, mỹ tư tư bỏ vào trong miệng, còn không có trực tiếp ăn luôn, mà là chậm rãi liếm mút, hưởng thụ dâu tây trung thanh hương, thỉnh thoảng lại uống thượng một ngụm coca, hướng ngày hôm qua giống nhau, đánh cái cách ra tới, loại cảm giác này, liền phảng phất cửu thiên tiên nữ, đọa nhập phàm trần giống nhau. Trương Huyền, chính là cái này đem tiên nữ kéo vào phàm trần người. Lâm Thanh Hạm mỹ tư tư chuyển động chính mình dưới thân lão bản ghế, đột nhiên, nàng ánh mắt thấy được văn phòng đại môn chỗ. Giờ khắc này, Trương Huyền khẳng định, Lâm Thanh Hạm 100% là phát hiện chính mình. Nữ nhân cái miệng nhỏ không tự giác trương đại, linh động mắt to chung mang theo kinh ngạc, trong tay nhéo nửa viên dâu tây cũng quên đi ăn, liền như vậy ngốc ngốc nhìn cửa chỗ. Cách, coca chung khí thể làm Lâm Thỉnh Hạm nhịn không được đánh cái cách ra tới, nàng vội vàng dùng tay nhỏ che miệng lại, mặt đẹp lập tức liền đỏ bừng. Này đáng yêu bộ dáng, làm Trương Huyền rốt cuộc nhịn không được, ha ha cười ra tiếng tới. Trương, Huyền, Lâm Thỉnh Hạm hô to một tiếng, mắt đẹp trung mang theo nhân ngượng ngùng mà sinh ra tức giận. Dưới loại tình huống này, Trương Huyền tự nhiên sẽ không chủ động đi tìm suối quẩy, mang theo tiếng cười to nhanh như chớp liền chạy xa. Lâm Thỉnh Hạm khuôn mặt nhỏ tức giận nhìn kẹt cửa ngoại cái kia hắc ảnh chợt lóe rồi biến mất, vài giây sau, trên mặt nàng tức giận dần dần đạm đi. Đem trong tay nửa viên dâu tây mỹ tư tư bỏ vào trong miệng, dư lại những cái đó, tất cả đều thu được bàn làm việc hạ cất giữ quầy chung, ở trên máy tính đánh thượng hai chữ, Lâm Thỉnh Hạm mắt to quay tròn dạo qua một vòng, theo sau giống cái làm chuyện xấu tiểu nữ hải giống nhau, trộm lấy ra một viên dâu tây, nhanh chóng bỏ vào trong miệng, sợ bị người nhìn đến. Này đáng yêu bộ dáng, nếu không nhận thức Lâm Thỉnh Hạm người, như thế nào đều sẽ không nghĩ đến, nàng sẽ là một cái băng sơn nữ tổng tài. Trương Huyền thanh nhàn sáng sớm thượng, buổi chiều liền không như vậy nhàn, bộ môn bố trí rất nhiều nhiệm vụ, phân biệt giao cho mỗi người trên đầu, Trương Huyền nhiệm vụ, là cùng Hằng Viễn mậu dịch công ty, đáp thượng một cái tuyến, cụ thể liên hệ người bộ môn giám đốc cũng nói cho Trương Huyền. Hằng Viễn mậu dịch, là Tần Nhu công ty.